Chương 2162, đánh giá của Chủ tịch Đường. Vâng, rất thuận lợi, đã xử lý xong. Trên mặt Diệp Phàm hiện lên một tia vui mừng, nói. Vẫn là đồng chí Tiểu Diệp làm việc nhanh nhẹn, các đồng chí đều có thể như vậy thì quốc gia không muốn Phú Cường cũng không được. Chủ tịch Đường tán thưởng khẽ gật đầu. Ha ha, tôi chỉ là làm tốt chức trách của mình thôi. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Đồng chí Diệp Phàm lúc nào cũng tỏ vẻ khiêm tốn, thủ trưởng cung xen vào một câu, thiếu chút nữa làm Diệp Phàm nghẹn họng. Khiêm tốn, là nét đẹp đạo đức dân tộc Trung Hoa mà, tôi một khắc cũng không dám quên. Có điều, là người ta có đề xuất một điều kiện. Diệp Phàm kiềm chế phì cười, nói. Ồ, nói nghe xem, chỉ cần chúng ta có thể đáp ứng, nhất định làm. Cung Khai Hà hơi sửng sốt, hỏi. Thật ra cũng không có gì. Chỉ là vấn đề hôn sự của Vương Nhân Bàng con cả đồng chí Thành Trạch với Tiếu Thập Lục muội. Ý Vương Lão là muốn mời cung tổ trưởng làm ông Mai tác hợp chuyện này. Hơn nữa, lúc ấy đồng chí Vương Thành Trạch vẻ mặt nghiêm túc nói, ngày nào Nhân Bàng kết hôn cùng Tiếu Thập Lục muội đó chính là ngày ông ấy vào tổ, đúng là song hỷ lâm môn vui càng thêm vui. Diệp Phàm nói, việc này dễ thôi, đồng chí Khai Hà, anh làm ông Mai cũng đáng lắm. Đến lúc đó, Tiếu Vương hai nhà xem không chừng đều đã cảm tạ anh đó. Chủ tịch Đường vẻ mặt tươi cười, nói. Chủ tịch, việc này chỉ sợ không dễ dàng. Cung Khai Hà vừa nghe, nụ cười trên mặt còn chưa rớt, vội vàng nói. Không dễ dàng, có cái gì không dễ dàng? Chẳng lẽ Vương Nhân Bàng chỉ là tương tư đơn phương, nếu là như vậy đúng thật không dễ dàng? Chủ tịch Đường nói. Không phải nguyên nhân này, hai người bọn họ thật ra yêu nhau vô cùng. Vương gia nếu bảo tôi ra mặt làm ông Mai, thì bên phía Vương gia đã định xong. Chính là bên Tiếu gia có chút phiền phức. Trên mặt Cung Khai Hà hiện lên một tia cay đắng. Tiếu gia có thể có phiền phức gì chứ? Chủ tịch Đường không ngờ cũng cảm thấy thú vị, nhìn Cung Khai Hà hỏi. Tiếu Thập Lục muội là con gái đồng chí Tiếu Thiết Phong, nghe nói vốn là muốn tác thành với con trai đồng chí Tạ Thắng Cường bên nội các chính phủ. Nếu đồng chí Thành Trạch vào tổ trước, mang chức cố vấn, thì có thể nói là môn đăng hộ đối với Thiếu gia có phải không? Vấn đề mấu chốt là người ta muốn chờ tới ngày kết hôn mới vào tổ. Điều này rất rõ ràng, nước ta, một số đồng chí vẫn có tư tưởng môn đăng hộ đối. Đồng chí Thành Trạch nếu không giữ chức cố vấn, Thiếu gia sao có thể xem trọng một gia đình thường dân? Hơn nữa, đồng chí Thiết Phong cũng vừa mới đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Về chuyện của Vương gia ông ấy còn chưa rõ lắm. Mà Vương gia lại là bí mật tối cao của nước Cộng Hòa. Cho dù là đồng chí Tiếu Thiết Phong cũng không thích hợp biết việc này. Cung Khai Hà nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói, thật ra việc này, chủ nhiệm Diệp ra mặt làm ông Mai lại là thích hợp. Không được, đây là ý của Vương Lão. Phân lượng của tôi còn quá nhẹ, tôi lại chưa kết hôn, sao có thể làm ông Mai? Hơn nữa, nếu muốn kéo đồng chí Vương Thành Trạch vào tổ, thì phải làm cho người ta thoải mái trước mới được. Vụ Vương Nhân Bàng lần trước khẳng định đã để lại một cái nhọt cho Vương gia. Nếu không trừ cái nhọt này kịp thời, chỉ sợ nó bám rễ sẽ càng phiền phức. Diệp Phàm vội nói. Nói ra việc này tôi thật sự muốn hỏi cậu, đồng chí Tiểu Diệp, chuyện cá nhân của cậu cũng không có thể kéo dài lâu. Kèm theo trọng trách của cậu tăng dần, sau này còn phải hướng tới cương vị lãnh đạo quan trọng hơn. Phải sớm quyết định chuyện hôn sự. Việc này về phương diện công tác, cuộc sống của cậu đều có lợi. Không thể ngờ được Chủ tịch Đường lại nói ra lời này. Đúng đúng, đồng chí Tiểu Diệp cũng 27-28 rồi, cũng tới tuổi kết hôn rồi. Cứ để thế thì thành thanh niên luống tuổi rồi. Huống chi, cán bộ đảng cao cấp, tốt nhất là kết hôn trước thì hơn. Có lợi cho phát triển công tác. Cung Khai Hà vui vẻ vì người khác gặp họa cười nói. Tôi rõ rồi, sẽ mau chóng giải quyết. Diệp Phàm gật đầu nói. Chủ tịch, ông xem, chuyện mai mối này. Cung Khai Hà liếc mắt nhìn Chủ tịch Đường, nói. Ha ha, đó là chuyện tốt, đồng chí Khai Hà. Tin rằng anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi. Chuyện này đối với anh mà nói chính là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hôn sự một khi đã định, có thể vì xây dựng tổ A giữ lại một người rất mạnh. Nếu có chuyện tốt như vậy thì Đường Hạo Đông tôi cũng muốn làm mai vài lần. Chủ tịch Đường vui vẻ cười, quyết định việc này giao cho đồng chí Cung Khai Hà. Lão già này vẻ mặt nhăn nhó gật đầu, nói, chủ tịch yên tâm, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chính là vì đảng và quốc gia,
vì xây dựng tổ A, tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mai mối này. Thủ trưởng cung, theo như anh nói, hình như chấp hành nhiệm vụ hỷ sự làm mai mối này còn khó hơn nhiệm vụ mê cung tử vong vậy. Vụ này, khoai hơn vụ kia phải không? Diệp Phàm trêu một câu, lập tức khiến chủ tịch Đường cười ha hả. Tiểu tử nhà cậu, không khó cậu đi thử xem. Cung Khai Hà tức giận hừ một tiếng, ngay cả từ tiểu tử cũng nói ra, xem ra, đồng chí cung thực sự có chút nổi nóng. Tuy nhiên, chủ tịch Đường chỉ ở bên cạnh như cười như không. Tôi cũng muốn làm vụ mai mối này, làm tốt thì sẽ nở mày nở mặt. Tuy nhiên, Vương lão trướng mắt tôi, có cách gì nữa đâu phải không? Nếu không, vị trí chúng ta đổi lại xem sao. Diệp Phàm nói. Tiểu tử cậu cũng đừng tưởng đã thoát, hai ngày nữa tôi rảnh đi Tiếu gia, cậu đi cùng tôi. Tôi đang cần một tay xách đồ. Cung Khai Hà đột nhiên xoay mũi nhọn, thốt ra một câu thiếu chút nữa khiến Diệp Phàm phải nhảy dựng lên. Vụ này, không ổn. Diệp Phàm nói. Ừ, đồng chí Tiểu Diệp đi cùng cũng tốt, thêm một người thêm một cái miệng mà, hai cái miệng luôn lợi hại hơn một cái miệng. Không thể ngờ được chủ tịch Đường cũng phụ họa thêm, Diệp Phàm còn có thể nói gì. Cung Khai Hà trừng mắt nhìn anh, ý là tiểu tử cậu định chỉnh chuyện gì, hiện tại chúng ta cùng trên một con thuyền rồi. Tôi chỉ là theo gót, làm chân lon ton xách đồ cho thủ trưởng. Diệp Phàm nói một câu, đồng chí Cung Khai Hà bĩu môi thiếu chút nữa làm cho phì cười. Nhìn bóng Diệp Phàm, chủ tịch Đường thản nhiên cười nói. Đồng chí Khai Hà, thường xuyên có người đấu võ mồm với anh cũng khá thú vị phải không? Thường xuyên, đâu có. Cậu ta rất ít ở cùng một chỗ với tôi. Cung Khai Hà lắc đầu, liếc nhìn chủ tịch Đường, mới nói. Kỳ thật, tiểu tử này rất giàu hoạt. Tôi nghĩ, vụ ông Mai lần này rất có thể là cậu ta giật dây Vương gia đổ lên đầu tôi. Ồ, chủ tịch Đường hơi sửng sốt, liếc nhìn Cung Khai Hà, cười mỉm, nói. Chúng ta ở tứ hợp nông trang cho cậu ta một vố, vụ này thật ra là huề nhau. Tôi nghĩ khẳng định là như vậy. Tiểu tử này trách tôi đổ chuyện thuyết phục Vương Thành Trạch lên đầu cậu ta. Bây giờ lại đổ vụ Vương gia lên đầu tôi. Thủ đoạn, thật ra là càng ngày càng cay độc. Chủ tịch Đường, anh nói xem, cán bộ như vậy, làm việc là làm việc mà, lại muốn nói chuyện điều kiện với tôi. Cái khác đều tốt, chỉ điểm ấy còn cần rèn luyện mới được. Cung Khai Hà nói. Không thể nói như vậy đồng chí Khai Hà, anh buộc cậu ta đi làm việc trong lòng cậu ta không phục. Đương nhiên phải sòng phẳng trả lại cho anh cái gì đó. Đồng chí Diệp Phàm là người khéo léo, lại có cá tính, không thể so sánh cậu ta với cán bộ bình thường. Tỷ như, nếu là công tác của ban đốc tra văn phòng chính phủ cùng với của phòng cảnh vệ bên tôi, anh xem cậu ta có từng thoái thác sao? Người ta còn làm thêm việc tổ A nữa. Việc trong việc ngoài cậu ta vẫn phân rất rõ ràng phải không? Hơn nữa, đồng chí Diệp Phàm cũng là đồng chí có năng lực, tinh lực tràn đầy. Nếu nhiều chuyện như vậy giao cho một vài đồng chí bình thường, sớm đã mệt đến bỏ đi rồi. Cho nên, đồng thời với trọng trách, chúng ta cũng phải cho Diệp Phàm không gian tự do nghỉ ngơi nhất định. Bằng không, thực sự quân bài chủ lực của chúng ta gục ngã, thì sẽ là tổn thất lớn cho quốc gia. Chủ tịch Đường lại nói tốt cho Diệp Phàm. Ôi! Cung Khai Hà không hề nghĩ ngợi thở dài, nói. Tôi hiểu, cậu ta không bằng lòng làm việc cho tổ đặc nhiệm A. Tôi vẫn luôn buồn bực, việc này, thi thoảng làm việc cho tổ đặc nhiệm A thì có gì không tốt. Quốc gia cho cậu ta vinh dự với đãi ngộ bên tổ đặc nhiệm A, cao hơn nhiều so với ở văn phòng trung ương. Không giống nhau, việc này có quan hệ với sở thích của cậu ta. Ví như, cậu ta không thích đến tổ đặc nhiệm A công tác, tự nhiên làm mấy việc có chút ướt át bẩn thỉu. Mà văn phòng trung ương bên này, anh xem, cậu ta không phải rất tích cực sao? Đương nhiên. Tính khí cậu ta trải qua rèn luyện nhiều năm như vậy cũng trưởng thành không ít. Tuy nhiên, tuổi cậu ta còn trẻ, tôi nghĩ, trải thêm vài năm rèn giũa cũng được. Hơn nữa, một người không có cá tính, tôi nghĩ, cũng không thể thành đại sự. Cá tính phải có, khi xử lý sự việc có thể làm cho thuận lợi, thích hợp, có thể xem xét đến quan hệ giữa các phương diện, đây là dấu hiệu trưởng thành. Theo sự gia tăng tầm quan trọng của cương vị cậu ta đảm nhiệm, không suy xét phương diện này khẳng định là không được. Khi anh là chủ tịch huyện, lúc anh tức giận có lẽ lãnh đạo sai cả một huyện. Khi anh là chủ tịch thành phố thì là cả một thành phố. Gậy chỉ huy của anh lệch khỏi quỹ đạo cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên,
vì sao càng lên cao tuổi các cán bộ càng lúc càng lớn. Đây cũng là một loại quy luật vô hình. Không có thời gian dài công tác, quá trình rèn rũa, sai lầm, tự kiểm điểm, tiếp thu kinh nghiệm v.v., người ta không thể lập tức trưởng thành được. Đương nhiên, sau này chúng ta còn phải tiến thêm một bước để sướng trẻ hóa cán bộ. Việc này, cũng chính là chú trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ trong khâu các khâu đề bạt, rút ngắn chu kỳ trưởng thành của bọn họ. Tin rằng cùng với sự phát triển của xã hội, sau này cũng sẽ xuất hiện hiện cán bộ cấp tỉnh khoảng 40 tuổi. Chủ tịch Đường tán gẫu, liếc mắt nhìn Cung Khai Hà, lại quay lại chủ đề chính nói. Sau khi đồng chí Thành Trạch vào tổ, thực lực tổ A sẽ thực sự được nâng cao. Ít nhất, ở phương diện thực lực người đứng đầu đối với xây dựng tổ A có tác dụng uy hiếp rất lớn. Một khi đồng chí Thành Trạch gia nhập, ít nhất, ở tổ A chúng ta, đã có hai vị cao thủ cửu đẳng cấp 2 trở lên. Sau này khi gặp phải đại sự giống Mê Cung tử vong, việc điều phối nhân sự của chúng ta cũng sẽ không căng thẳng như trước. Đương nhiên, có điều, Chủ tịch Đường, tôi có một nghi vấn. Cung Khai Hà nói. Ồ, Chủ tịch Đường nhìn ông ta. Đồng chí Thành Trạch này theo chúng ta đoán, thực lực ít nhất cũng là cửu đẳng cấp cao nhất. Vì sao khi tính mạng Vương lão ở Sahara gặp phải nguy hiểm anh ta lại không ra tay? Lúc ấy sau khi em trai anh ta ra tay cũng lại bị thương, chẳng lẽ anh ta thật sự có thể bỏ rơi Vương lão cha mình không lo, việc này, thật đáng ngờ. Cung Khai Hà có chút nghi hoặc, nói. Chương 2163, vụ án hai con chó đã có manh mối. Nguyên nhân tôi nghĩ có nhiều mặt, tỉ như, lúc ấy anh ta vì có lý do đặc biệt gì không thể đến hiện trường. Mấy người luyện võ các anh không phải có cách nói tẩu hỏa nhập ma đó sao? Có lẽ lúc ấy anh ta tới thời khắc mấu chốt, không thể bước ra. Tuy nhiên, khả năng này tôi nghĩ là rất ít. Một khả năng khác chính là, anh ta cũng đi, chỉ có điều âm thầm quan sát mà không có ra tay thôi. Tôi luôn nghĩ, Vương lão trong tình huống bị thương còn đọ sức cùng nhiều cao thủ cửu đẳng, thực lực chênh lệch lớn như thế, sao có thể rằng có hơn 10 ngày. Trong chuyện này, phải chăng có ai âm thầm ra tay hiệp trợ? Chủ tịch Đường nói ra cách nghĩ của mình. Đúng là đáng nghi, tôi nghĩ, đồng chí Thành Trạch không thể bỏ rơi cha mình. Khả năng thứ hai là rất cao. Cao thủ giống bọn họ, nhân viên tình báo của chúng ta căn bản là không phát hiện được, trình độ còn chưa đủ. Cho nên, bước tiếp theo, tôi sẽ tăng cường công lực nhân viên tình báo trong tổ. Chiến tranh hiện đại, cho dù là cục bộ hay là quy mô lớn với xô sát nhỏ, cuộc chiến tình báo sẽ có tác dụng quan trọng. Cái gì điện tử hóa, thông tin hóa, xét đến cùng, đều là dự báo chính xác mục tiêu trước để tấn công chuẩn xác. Không có tình báo, anh căn bản là không phát hiện được mục tiêu. Cung Khai Hà nói. Ừ, thân thủ nhân viên tình báo cao rồi, năng lực phát hiện vấn đề cũng sẽ nâng cao. Đề nghị này của đồng chí Khai Hà hay lắm. Chỉ có điều, vấn đề thực chất chính là chúng ta không có những cao thủ bậc trung như vậy để anh lựa chọn. Chủ tịch Đường nói đến đây, nét mặt ngưng trọng. Đúng, nhân viên tình báo yêu cầu tố chất đặc biệt cao. Cao thủ lục thất đẳng rất khó tìm được nhân tài có tố chất như thế. Thường thường đội viên đẳng cấp cao đều không chịu nổi tính nhẫn nại cần có của nhân viên tình báo. Bọn họ chú trọng chính là sát phạt nhanh chóng, làm việc quyết đoán, mà không phải ẩn núp ở một chỗ có khi dài đến mấy tháng. Cung Khai Hà nói. Hơn nữa, theo tin tức đáng tin cậy chúng ta mới nhận được. Giống tổ Hải Lang, tổ Hồng Quân và tổ thần đạo của các nước có thực lực, đều đang tăng cường mở rộng thực lực đội viên đặc nhiệm. Có lẽ, chúng ta tìm được Vương Thành Trạch, người ta cũng đã tìm được cao thủ đẳng cấp như thế. Nói về điểm này, chúng ta cũng không có gì đáng vui mừng. Hơn nữa, nếu gò bó quá chặt, cũng không thích hợp xây dựng tổ A. Lời này của Cung Khai Hà có ý ám chỉ. Đồng chí Khai Hà, điểm này tôi thật ra phải phê bình anh. Chủ tịch Đường đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cung Khai Hà vừa thấy. Lập tức đứng lên, chào theo nghi thức quân đội, vẻ mặt thành khẩn nói. Xin chủ tịch phê bình, Khai Hà nhất định ghi nhớ trong tâm. Có phải anh có ý kiến việc đồng chí Dương Quốc Đào vào ban chấp hành nòng cốt tổ A không? Chủ tịch Đường vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Chỉ là có chút nhìn nhận với tư cách cá nhân, vốn địa vị của tổ A tương đối ngại ngần. Nói một cách tương đối, tổ A là một cơ quan khá nhạy cảm. Cấp trên phái tới quá nhiều. Mẹ chồng, có khi quá mức trói buộc lại bất lợi cho tổ A khai triển công tác. Chủ tịch, tổ A không giống với các cơ quan khác.
Nó có tính đặc thù riêng. Thử so sánh, việc các cơ quan khác không được phép làm, tổ A đều có thể làm. Đồng chí Dương Quốc Đào xuất thân làm công tác thẩm tra chính trị, cán bộ thẩm tra chính trị luôn khá nghiêm túc. Tôi là có chút lo lắng thỉnh thoảng khi họp anh ta sẽ dùng phương diện này để nói chuyện. Tỷ như, nói tiền đội viên chúng ta đi massage sao có thể tính là kinh phí, đây còn là tổ A của quốc gia không? Cung Khai Hà nói. Anh sai rồi đồng chí Khai Hà, đồng chí Dương Quốc Đào tuy nói là xuất thân làm thẩm tra chính trị. Nhưng, tôi nghĩ, tính đặc thù của tổ A anh ta hẳn là cũng sẽ suy xét đến. Anh ta nhằm vào chủ yếu là công tác thẩm tra chính trị đội viên mới nhập đội, không phải thẩm tra chính trị đội viên cũ. Anh nghĩ xem, tổ A chính vì tính đặc thù của nó quyết định mấu chốt khảo hạch đội viên mới tuyệt đối không thể lẫn vào một người không thích hợp. Khai Hà à, anh có khi luôn nghĩ tổ A như thế nào, nhưng anh có nghĩ tới, tổ A vẫn là chịu sự lãnh đạo hai tầng của Ủy ban quân giới và Hội nghị thường vụ Bộ Chính trị. Tổ A là một cơ quan rất đặc thù. Nếu đã phải chịu hai tầng lãnh đạo, Ủy ban quân giới phái hai vị đồng chí gia nhập vào cùng quản lý tổ A cũng là bình thường thôi. Cho nên, về việc này, tôi hy vọng tôi có thể giải trừ nghi ngờ trong lòng. Lãnh đạo cấp trên sắp xếp như vậy, đều có suy xét cả. Thật ra, một bộ phận rất lớn công tác của tổ A cũng không tách khỏi quân đội phải không? Anh xem, mỗi lần hành động lớn, nếu không có quân đội phối hợp, từ đảo Xà Lạp Cách Ưng đến Sahara, quân đội đã dốc rất nhiều sức lực. Bằng không, các anh cũng rất khó hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi. Lần này sắp xếp đồng chí Dương Quốc Đào tới đây, là để tiến thêm một bước thắt chặt quan hệ giữa quân đội với tổ A. Cho nên, anh phải bỏ lại khôi giáp, giữ lại quần áo nhẹ ra trận, xây dựng tổ A chúng ta càng ngày càng lớn mạnh. Lời nói Chủ tịch Đường thấm thía. Chủ tịch phê bình rất đúng, tôi đúng là có chút chủ nghĩa địa phương. Cung Khai Hà hơi có vẻ hổ thẹn, gật đầu. Ha ha, phê bình chỉ cần khiêm tốn nhận là được. Phê bình không phải là cái gì to tát, quan trọng có thể nghe và rút ra kinh nghiệm. Phê bình có thể giúp chúng ta xúc tiến khai triển công tác thôi, Chủ tịch Đường vừa cười, thân thiết vỗ vai Cung Khai Hà. Diệp Phàm trở lại phòng làm việc, Vương Triều cũng đến đây. Hẳn là giải quyết được rồi. Diệp Phàm hỏi. Có phát hiện lớn, Vương Triều vẻ mặt vui mừng, cầm lấy cốc trà trên bàn uống một ngụm. Lau mồ hôi trên trán, nói. Có liên quan đến suy đoán của tôi, Diệp Phàm nói. Vấn đề của một con chó hiện nay có thể giải quyết triệt để, mẹ nó, thật đúng là gã Trương Nhất Đống kia dở trò. Tên này cũng không biết thế nào lại ngắm trúng hai cửa hàng bán thịt chó ở phố Bắc Can Kiều quận Ngũ Mã. Hơn nữa, cũng biết được sau lưng hai cửa hàng này có người đỡ. Người chống lưng không ngờ đều là hai phó trưởng ban cùng một cơ quan. Và vì việc thăng chức, hai vị phó trưởng ban còn đang âm thầm phân cao thấp. Cho nên, Trương Nhất Đống làm như diễn kịch, sai khiến một gã tên Vương Nhiên đầu tiên là trộm một con chó ngao Tây Tạng đắt đỏ mà ông chủ Ngưu vừa mới mua. Tiếp theo lại là do ông ta làm, kêu Vương Nhiên bán con chó này với giá thấp cho ông chủ Chu nấu thành canh thịt chó. Ngay cả vài ông chủ buổi tối hôm đó ăn thịt chó đều là Trương Nhất Đống sai người sắp xếp. Đây là một kế hoạch liên hoàn. Trương Nhất Đống cũng bỏ ra không ít tâm sức. Hơn nữa, chẳng phải lại xuất hiện việc phó bí thư thành ủy Yên Kinh, đồng chí Điền Thắng Lợi ngầm hỏi, kết quả lại làm việc này lên đến phòng đốc tra văn phòng trung ương. Mục đích đương nhiên là vì tiến thêm một bước phủ đầu anh, về sau đặt cơ sở cho việc bác ông ta, ủy viên Trương ra tay. Về phần thứ đồ được nói là tài liệu tham khảo nội bộ, đương nhiên cũng là bút tích của Trương Nhất Đống. Đương nhiên, phóng viên viết tài liệu tham khảo nội bộ cũng là phóng viên có thâm niên. Chỉ có điều anh ta bị Trương Nhất Đống làm cho mê hoặc. Gã phóng viên kia cũng thật quá vô tâm. Vương Triều nói. Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ hết chứ. Diệp Phàm hỏi. Tôi làm việc anh yên tâm, lần này không thể hạ gục Trương Nhất Đống tôi cũng không còn mặt mũi tới nơi này. Vương Nhiên nhận rồi, mấy ông chủ ăn thịt chó tuy không phải Trương Nhất Đống tự mình nói ra, nhưng mấy tên ông ta sai khiến khác cũng bị chúng tôi bắt. Cho nên, tôi nghĩ, có phải xuất kích nhanh gọn, không thể để Trương Nhất Đống có bất cứ cơ hội xóa chứng cứ nào hay không? Vương Triều nói, Cục Công an quận Ngũ Mã phỏng chừng không đáng tin, nếu gọi bọn họ ra tay, không chừng vô tác dụng. Diệp Phàm nói, Trương Nhất Đống bây giờ còn nhậm chức ở Hải Đông, nếu đề nghị Sở Công an tỉnh Nam Phúc ra tay, người ta phỏng chừng cũng sẽ suy xét đến thân phận Trương gia.
chuyện này thoạt nhìn chẳng qua là một chuyện nhỏ, có lẽ sẽ không giải quyết được gì. Hơn nữa, còn có khả năng trở thành vấn đề bàn tán của một số người ở văn phòng trung ương. Vương Triều nói, vậy phải xem thái độ bí thư Phí Mãn Thiên, tuy nhiên, tôi nghĩ, nếu đến chỗ ông ta, có lẽ việc này cuối cùng sẽ là kết cục, không được. Có lẽ, Phí gia còn có thể kiếm được chút lợi ích từ Trương gia. Loại hại mình lợi người này chúng ta sẽ không ngốc mà đi làm. Như vậy, cậu đem tài liệu đến đưa cho trưởng phòng phòng 4, Dương Tiến. Nếu Trương Nhất Đống đưa ông vào tài liệu tham khảo nội bộ rồi, thì chúng ta công bố việc này khắp thiên hạ. Đến lúc đó, cấp trên mặc dù là không xử lý, Trương Nhất Đống cũng sẽ khó chịu một thời gian. Về phương diện khác, chúng ta cũng qua mặt ủy viên Trương. Diệp Phàm trong mắt hiện lên một tia độc ác. Dương Tiến, một trưởng phòng, anh ta có dám báo lên chỗ anh? Vương Triều hoài nghi nhìn Diệp Phàm. Anh ta không báo, tôi phải lấy cái mũ của anh ta. Diệp Phàm đột nhiên giận dữ bừng bừng, hừ một tiếng. Ha ha ha, hay hay, lấy mũ. Vương Triều mỉm cười. Buổi chiều, trưởng phòng Dương Tiến vào phòng Diệp Phàm. Anh xem cái này, phịch một tiếng, Diệp Phàm đầu tiên vỗ bàn làm việc một cái, sau đó ném tài liệu tham khảo nội bộ tới trước mặt Dương Tiến, hừ nói. Việc này, nghĩ rằng anh hẳn đã nghe nói qua rồi, hôm đó ủy viên Trương đã đến. Tôi biết, việc này, chủ nhiệm Diệp Anh cũng tham gia điều tra, việc này, chính xác là nhất thời không thể điều tra ra. Việc này, cũng không thể trách các đồng chí phòng 4 đốc tra chúng tôi không cố gắng phải không? Dương Tiến người này tương đối quỷ quyệt, không ngờ muốn lôi cả Diệp Phàm theo. Chủ nhiệm phòng đốc tra văn phòng trung ương đồng chí Diệp Phàm điều tra không được vụ một con chó, được lắm, đồng chí Dương Tiến. Anh trực tiếp phái điều tra, tôi bị phê bình, mà anh, xem ra, là không muốn ngồi vị trí này. Nếu năng lực tự giác không đủ, chờ một chút tôi phải đến chỗ chủ nhiệm Điền đưa bản kiểm điểm, vừa đúng lúc, nhân tiện đề nghị. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Tiến, ép tới. Diệp, chủ nhiệm Diệp, việc này, tôi thật sự. Dương Tiến sắc mặt xa sầm, ánh mắt biến ảo. Diệp Phàm biết rằng, tài liệu Vương Triều lấy được đã tới tay người này. Chỉ có điều người này vừa thấy việc này đề cập đến Trương Nhất Đống, cháu ủy viên Trương, thì không dám đưa ra. Anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng được, anh theo tôi đến chỗ chủ nhiệm Điền giải thích rõ ràng. Diệp Phàm lần nữa ép tới. Diệp, chủ nhiệm Diệp, tôi đã tra được một ít manh mối. Chỉ là, việc này, có phiền phức. Dưới sự uy hiếp cách chức mạnh mẽ, Dương Tiến không còn đường lựa chọn. Nói. Diệp Phàm nói. Việc này. Dương Tiến lại lùi một bước, kỳ thực là Trương gia gây cho hắn áp lực quá lớn. Lớn đến nỗi Dương Tiến không thể chịu đựng. Tôi không có thời gian nói chuyện tào lao với anh. Diệp Phàm nghiêm mặt. Ôi, anh xem đi. Dương Tiến cuối cùng thở dài, vẻ mặt như cho tàn, đưa ra tài liệu có liên quan. Chương 2164, Trương Nhất Đống bị xử lý. Diệp Phàm làm ra vẻ cẩn thận lật xem một lần, liếc mắt nhìn Dương Tiến một cái, lạnh lùng hừ nói. Trưởng phòng Dương, chúng ta là ai, là cán bộ của đảng. Công tác kiểm tra vốn đã rất nghiêm túc, không cần nhìn trước ngó sau. Nên làm gì thì làm đấy. Như vậy đi. Lập tức mở cuộc họp toàn ban. Anh báo cáo việc này với các thành viên ban một chút trong cuộc họp. Sau đó chúng ta đệ trình đề nghị lên lãnh đạo chủ quản thẩm duyệt. Dương Tiến khuôn mặt biến sắc, bất đắc dĩ gật đầu, giống như là một con nhuyễn thể bị rút toàn bộ gân vậy, hiện tại cũng không còn cách nào khác. Chủ nhiệm Diệp đang rất để ý, tên này cũng liều mạng rồi. Không lâu sau, thành viên của phòng đốc tra đều đã tới. Đồng chí Vu Quý Phát vừa lúc trên đường về thủ đô báo cáo công việc và hiện cũng đang có mặt tại đây. Hôm nay gọi mọi người tập trung tại đây, chắc các vị đồng chí cũng đã biết việc ủy viên Trương phê bình phòng đốc tra chúng ta trong lần họp trước. Cán bộ phòng đốc tra chúng ta không xử lý nổi vụ một con chó. Ủy viên Trương phê bình rất đúng. Nghe trưởng phòng Dương nói đến sự tranh cãi chỉ vì một con chó của hai cửa A Hàng, việc này hiện nay đã có manh mối. Sau đây trưởng phòng Dương báo cáo tình hình cụ thể cho các vị. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, sau khi nói xong, ra hiệu Dương Tiến nói. Dương Tiến hết cách, đành phải phân phát tài liệu, sau đó đợi mọi người xem hết kể lại tỉ mỉ báo cáo. Báo cáo xong, toàn phòng họp yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của các vị thành viên ban. Tài liệu tham khảo nội bộ này tất cả mọi người đã rõ,
tin rằng các vị đồng chí cũng hiểu được phân lượng của nó. Đến lúc đó, gậy đánh xuống đầu không riêng gì một mình Diệp Phàm tôi, mà là toàn thể các đồng chí. Cho nên, ở đây, tôi nói thục tiễu, hôm nay, nhất định phải hoàn thành đề nghị, tôi lập tức báo cáo lên trên. Phía dưới, các đồng chí bắt đầu bàn, việc này, nên xử lý thế nào, nên báo cáo thế nào, các đồng chí mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trình bày thẳng thắn. Hơn nữa, là nhất định phải kiến nghị một chút. Diệp Phàm giơ tài liệu tham khảo nội bộ trong tay lên, nói xong, Diệp Phàm vẻ mặt khó coi đưa mắt nhìn mọi người. Câu, nhất định phải, này, ý tứ cũng rất rõ ràng. Ngồi ở đây chẳng có con gà nào, lập tức hiểu ra. Lần trước lúc họp, ủy viên Trương trực tiếp đến phòng đốc tra giáp mặt đánh vào thể diện của Diệp Phàm. Có lẽ, sự việc lần này, Diệp Phàm muốn lấy việc này đánh trả ông ta. Tuy nhiên, trong phòng họp vẫn rất im lặng. Trưởng phòng Dương, tuy nói anh không phải thành viên ban, nhưng việc này là công việc cụ thể của anh nói xem, nên xử lý thế nào. Diệp Phàm vừa nhìn, khẳng định không thể để cuộc họp tẻ nhạt. Việc này, tôi thấy, nhất định phải xử lý. Về phần xử lý thế nào, phải chăng nên đề nghị cơ quan công an ra mặt xử lý dựa theo điều lệ. Trưởng phòng Dương sắc mặt có chút tái, nói. Xúi người ăn trộm, lại xúi người phi tang. Hơn nữa. Kinh phí án này gần 200.000, xem như là vụ án lớn. Theo điều khoản pháp luật mà nói, trong vụ án, người bị tình nghi cùng với người phía sau thao túng đã vi phạm luật hình sự. Chúng ta nên đề nghị cơ quan công an ra mặt lập tức bắt những người có liên quan trong vụ án. Hơn nữa, việc này gây nên ảnh hưởng xấu như thế, không ngờ còn vào cả tài liệu tham khảo nội bộ, nhất định phải nghiêm túc xử lý mới được. Phải dựa vào tài liệu tỉ mỉ xác thực làm cơ sở báo cáo lãnh đạo văn phòng trung ương cùng với lãnh đạo nội các chính phủ có liên quan. Không thể ngờ được phó chủ nhiệm thường trực Vu Quý Phát lại hiểu tâm ý Diệp Phàm, nã pháo đầu tiên. Kỳ thật, Diệp Phàm hiểu được lão già này không có hảo tâm gì. Báo cáo vụ cháu Trương Hướng Đông với chính Trương Hướng Đông, chả phải kêu Trương Hướng Đông tự cắn lưỡi mình. Lão già này đơn giản là hy vọng mình khéo léo chống đối ủy viên Trương một chút. Trương Nhất Đống thực sự bị xử lý, Trương gia tất xem mình thành cái gai trong mắt. Đây là một vụ phạm tội lợi dụng chức vụ điển hình, Trương Nhất Đống làm phó bí thư thành ủy thành phố Hải Đông, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Công tác của anh ta chính là nghiêm chỉnh kỷ luật đảng. Không thể ngờ được người này hiểu pháp luật mà phạm luật, tự mình làm sự tình ra nông nỗi này. Nhất định phải nghiêm túc xử lý, không nghiêm túc xử lý dùng cái gì chỉnh đốn kỷ luật đảng. Bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật đảng phòng đốc tra đồng chí Ngô Sương Lâm có cùng ý tưởng đen tối với Vu Quý Phát, lập tức, thái độ rõ ràng ủng hộ đề nghị của Vu Quý Phát. Chuyên viên Tôn, anh thấy thế nào? Diệp Phàm hỏi chuyên viên phòng đốc tra, quản lý phòng tổng hợp đồng chí Tôn Vân Anh. Không xử lý khẳng định là không được, bằng không có người việc này phê bình phòng đốc tra chúng ta ngay cả chó cũng không tra được. Chúng ta là cơ quan gì? Là cơ quan thanh tra cao nhất của đảng. Ngay cả con chó cũng không xử lý được, thực làm người ta khó chịu. Nếu đều ghi vào tài liệu tham khảo nội bộ, khẳng định khắp nơi đều chú ý. Không nghiêm túc xử lý, chẳng lẽ còn chờ người khác tới xử lý phòng đốc tra chúng ta? Tôn Vân Anh cũng có chút bất mãn với Trương Hướng Đông, hôm đó làm xấu mặt toàn thể đồng chí phòng đốc tra. Tôi đồng ý với ý kiến đồng chí Vu Quý Phát, chủ nhiệm Vu đề nghị hay lắm, rất nghiêm túc. Theo kỷ luật đảng mà nói. Không nghiêm túc xử lý khẳng định không được. Phó chủ nhiệm Trần Tiền vốn không hợp Vu Quý Phát, lần này không ngờ phá lệ đồng ý. Sau khi đồng chí Vu Quý Phát hơi sửng sốt, một tia phẫn nộ chợt lóe trên mặt rồi biến mất. Thầm chửi, sao có thể nói là đề nghị của mình, đó chẳng phải sẽ bị ủy viên Trương nhớ tới. Việc này, các đồng chí nói làm thế nào thì làm thế ấy. Phó chủ nhiệm Triệu Ngọc đương nhiên ba phải, dù sao cũng là theo số đông. Trương gia kia muốn ghi hận cũng không thể vơ đũa cả nắm. Tiếp đó các thành viên ban đều phát biểu ý kiến, nhìn chung là hùa theo đồng ý đề nghị của đồng chí Vu Quý Phát. Diệp Phàm phát hiện, Vu Quý Phát sắc mặt có chút thay đổi. Thầm nói, lão già ông muốn châm dầu vào lửa, thì tôi sẽ khiến ngọn lửa này cháy càng nổ thêm. Đến lúc đó, ủy viên Trương không nhớ rõ ông cũng không được. Ha ha, đồng chí Vu Quý Phát đề nghị, toàn thể đồng chí đồng ý. Rồi, các đồng chí đều nói ý kiến, cũng đưa ra đề nghị thiết thực. Tốt lắm, tôi cũng hiểu được, đề nghị của đồng chí Quý Phát rất có tính xây dựng,
rất phù hợp yêu cầu kỷ luật phòng đốc tra chúng ta. Hợp với tôn chỉ phòng đốc tra chúng ta, và, hết thảy trình tự đều phù hợp yêu cầu trình tự thanh tra của chúng ta. Vậy theo đề nghị của đồng chí Vu Quý Phát đề xuất mà làm. Tuy nhiên, cuối cùng tôi còn muốn bổ sung một câu, chính là, việc này, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Diệp Phàm làm một câu quyết định xong, sau đó, lập tức đem nghị quyết báo cáo lên cho Phó chủ nhiệm quản lý phòng đốc tra, Trần Thiên Hòa. Lão già này vừa xem, hơi trầm ngâm cầm lấy bút phê. Diệp Phàm lại đưa tới chỗ chủ nhiệm Điền Giang, vốn nên đến chỗ chủ nhiệm Khâu Hoa. Tuy nhiên, trận địa chủ yếu của chủ nhiệm Khâu Hoa là bên chủ tịch đường, cho nên, chuyện bình thường đều trực tiếp giao cho Điền Giang. Kỳ thật, chủ nhiệm Khâu Hoa ở bên này cũng chỉ là danh nghĩa. Điền Giang tuy nói trên danh nghĩa là lãnh đạo của ông ta, kỳ thật, chủ nhiệm Điền cũng không lãnh đạo được ông ta. Không lâu, ủy viên Trương hướng đông vào văn phòng chủ nhiệm Điền. Ủy viên Trương, ngồi đi. Điền Giang vẻ mặt khách khí tiếp đón Trương hướng đông. Sau khi thư ký mang trà lên nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài. Ủy viên Trương, anh xem cái này đi. Điền Giang nhẹ nhàng đẩy tài liệu có liên quan của phòng đốc tra về phía Trương hướng đông. Trương hướng đông vừa lật, lão già này sắc mặt mỗi lúc càng xem càng trầm trọng, cuối cùng, khóe miệng không khỏi co giật vài cái. Sau một lúc lâu, ông ta nghẹn ra một câu nói. Chủ nhiệm Điền, tình hình này đã xác minh chưa? Tài liệu báo cáo chính thức của cơ quan công an, chẳng lẽ còn dám làm giả sao? Hơn nữa, phòng đốc tra đã xác minh toàn diện, yên tâm, tuyệt đối không giả. Điền Giang thản nhiên mỉm cười. Trương hướng đông lần trước trực tiếp đến phòng đốc tra gây phiền phức cho Diệp Phàm, đấy không chỉ đánh vào thể diện Diệp Phàm, đương nhiên cũng động đến Điền Giang. Điền Giang đương nhiên trong lòng ghi nhớ món nợ này. Đây là tàn nhẫn trả lại cho Trương hướng đông một tát tai. Không thể tưởng tượng nổi, nhất định phải nghiêm túc xét xử. Trương hướng đông nghiêm mặt, hừ nói. Tuy nhiên, lão già này rất quỷ quyệt, chỉ nói là nghiêm túc xét xử. Xét xử, từ này đã có thể có không gian hoạt động rồi. Cái gì gọi là xét xử? Ý là việc này còn phải tiếp tục điều tra, không phải đã điều tra xong. Phái người tiếp tục điều tra, thì mới có không gian thao túng. Đến lúc đó, tỉ như, tìm một, diễn viên, chịu tội thay Trương nhất đống thì chẳng phải kết thúc sao? Ừ. Điền Giang khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Trương hướng đông, nói. Bên phòng đốc tra nội các chính phủ là do anh phụ trách, việc này, giao cho anh đi xét xử. Sau khi đi ra, sắc mặt Trương hướng đông rất khó coi. Ông ta hiểu được, đây là Điền Giang gõ đầu mình. Bên này tát mình một phát, bên kia lại bán một ân tình cho mình. Đối với sự thật này, Trương hướng đông đành phải bất đắc dĩ chấp nhận rồi. Chẳng lẽ thật sự muốn bắt cháu mình vào, bóc lịch? Đương nhiên, tình hình Điền Giang phỏng chừng Trương hướng đông cũng nắm rõ. Dù sao, Trương Nhất Đống là cháu Trương hướng đông, hơn nữa, Trương Nhất Đống còn là con rể tương lai của Triệu gia. Điền Giang vừa muốn giành lại thể diện cho phòng đốc tra, nhưng cũng phải bận tâm hê lụy khắp nơi. Xử lý như vậy với Điền Giang mà nói là cách thỏa đáng nhất. Đánh người ta đau Trương gia sẽ có ý kiến với Triệu gia, không đánh, đầu tiên Diệp Phàm sẽ không phục, còn nữa, toàn thể đồng chí phòng đốc tra đều có ý kiến. Chính là Điền Giang cảm thấy có lỗi với chính mình. Hai ngày sau, có kết quả xét xử. Người chịu tội thay đương nhiên cũng tìm được rồi, mà kết quả điều tra bên nội các chính phủ là Trương Nhất Đống chỉ là một nhân vật phụ, bị người nọ mê hoặc. Tuy nhiên, Trương Nhất Đống muốn hoàn toàn thoát tội cũng không thể. Trương hướng đông hiểu được. Bên Điền Giang cũng không phải thằng ngốc. Kết quả, tất nhiên là hạ xuống xử phạt nặng trong đảng, thiếu chút nữa làm lão già này giận phát ngất. Chuyện tốt mày làm, bốp, một tiếng, Trương hướng đông tức giận tát Trương Nhất Đống một bạt tai nói. Trên mặt Trương Nhất Đống, lập tức liền hiện ra một bông hoa mai năm cánh, hơn nữa, còn là hoa mai khô héo. Việc này, cháu lập kế hoạch rất chu đáo, không thể ngờ được tiểu tử kia dùng biện pháp ám muội. Việc này, cũng là thủ pháp phá án bất chính, theo pháp luật mà nói cũng là trái pháp luật. Trương Nhất Đống vuốt má, không ngờ còn có điểm không phục. Mày là thằng ngu, mày đi tố cáo Diệp Phàm sử dụng biện pháp ám muội là được. Trương hướng đông tức không bỏ đâu cho hết. Việc này, tố cáo như thế nào? Trương Nhất Đống thở dài, liếc mắt nhìn chú, bộ dạng căm giận. Biết rồi còn hỏi, Trương hướng đông tức giận hừ nói, liếc nhìn Trương Nhất Đống, nói.
lần này chủ nhiệm Điền là nể mặt Triệu gia, bằng không, mày sớm bị người ta hạ mũ rồi. Chỉ bằng tài liệu tham khảo nội bộ ghi mày giật dây người ta mà nói cũng là chuyện to bằng trời rồi. Mày nói phải thu dọn thế nào, người ta muốn trói việc này không tha. Đưa kết quả xử lý cùng tài liệu tham khảo nội bộ lên trên, mày còn giữ được cái mũ ô xa sao? Xử mày vài năm cũng không quá mức. Huống chi, những người có thể xem được phần tài liệu tham khảo nội bộ này, làm gì có ai là hạng ngu dốt. Mày chính mày, sao lại không chịu nhớ vào đầu? Chương 2165, đến Tiếu gia làm mối. Cháu biết là cháu sai rồi, cháu sẽ chú ý, chú, cháu sai rồi mà. Trương Nhất Đống cúi đầu, nhưng lại lộ ánh mắt hung hăng đầy phẫn nộ. Tạm thời cháu không cần phải đi quản chuyện của Diệp Phàm nữa. Giờ cháu đấu với hắn, căn bản là không đủ tầm. Lần này ta cũng phải vất vả lắm mới bảo vệ được cháu. Lấy vị trí hiện tại của Diệp Phàm mà nói, nếu thực sự chọc giận hắn mà hắn giữ lại tài liệu, thì đến ta cũng không bảo vệ được cháu nữa đâu. May mắn, thằng nhó cũng chỉ đưa cho Điền Giang. Phỏng chừng kết cục này hắn cũng đã dự liệu được rồi. Bằng không, cháu đã xong đời từ lâu rồi. Cứ nghỉ ngơi một thời gian, muốn hạ được hắn thì phải có cơ hội. Ta không tin hắn sẽ đứng vững mãi ở văn phòng đó được. Một khí hổ rời khỏi rừng sâu rồi thì cũng chỉ biến thành một con chó đáng thương mà thôi. Chuyện ở địa phương dễ giải quyết hơn nhiều. Trương Hướng Đông lên tiếng dạy dỗ nói. Triệu gia cũng thật là, không ngờ thấy mình xui xẻo như vậy mà không đứng ra nói một tiếng. Trương Nhất Đống có chút bất mãn nói. Cháu muốn người ta nói như thế nào? Chỉ mỗi sự uy phong của Triệu gia là đủ rồi. Về suy nghĩ một chút, chú tâm vào công việc đi. Bị trừ điểm một chút cũng không cần lo lắng quá. Nếu có cơ hội mà lập công được thì sẽ lại tốt thôi. Trương Hướng Đông vỗ vai động viên cháu. Sư bá, vết thương của bá còn chưa khỏi hẳn, không nên để mất sức quá. Diệp Phàm xuống kho ngầm nhà họ Phí, phát hiện Phí Thanh Sơn đang luyện công, mồ hôi túa ra như mưa. Hai, không dùng sức sao được, ta vẫn ổn mà. Phí Thanh Sơn nhíu mày, nói. Sư bá xem này. Diệp Phàm giật từ trên cổ tay mình xuống nói. Một cái vòng bạc, có gì đáng xem chứ? Phí Thanh Sơn liếc mắt một cái, nói. Bá nhìn lại xem. Diệp Phàm sử dụng nội kình, chiếc vòng, đột nhiên theo tay Phí Thanh Sơn bắn ra ngoài. Ánh bạc chợt lóe lên, mấy tiếng răng rắc vang lên, cây hoa ở cách đó chừng 30 mét lập tức trở thành nạn nhân của Diệp Phàm. Bóng hổ nhoáng lên một cái rồi lại trở lại cổ tay của hắn và trở thành một chiếc vòng tay. Lấy khí để khống chế kiếm, được lắm. Phí Thanh Sơn tươi cười. Sau đó đuổi theo Diệp Phàm để, rằng, lại nhìn cho kỹ. Diệp Phàm chẳng có cách nào, đành phải tháo ra. Phí Thanh Sơn ngắm nhìn một lúc lâu, cũng chưa nhìn ra điểm đặc biệt ở chỗ nào. Cái này, không phải là khống kiếm pháp mà Phương Thành dạy cho con chứ. Phí gia chúng ta không có loại thuật này. Phí Thanh Sơn đưa trả lại, nói. Không phải, lúc đó con đi đào chút dược liệu chẳng thấy đâu, lại đào được cái này. Diệp Phàm nói. Thằng nhóc này, vận may không phải bình thường nữa rồi. Phí Thanh Sơn mắt không ngờ hiện lên vẻ hâm mộ. Sư bá, phương pháp khống chế kiếm này có tên là nội tức ngự khí thuật. Thực ra chính là phương pháp dùng nội tức để khống chế vật. Con đưa phương pháp này cho bá tự nghiên cứu là được. Diệp Phàm thận trọng nói, sau đó rút pháp môn trong chiếc túi ra. Nếu Phí Thanh Sơn có thể tạm thời nắm trong tay phương pháp này, thì khi đấu với gia tộc Hoành Đoạn của Nhật Bản thì sẽ nắm chắc thêm một phần nữa. Việc này, Phí Thanh Sơn vì chuyện của mình mà bị thương, cho nên trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Hai, thằng bé này. Phí Thanh Sơn ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, loại bí thuật này thậm chí là anh em ruột chưa chắc đã chịu truyền cho nhau chứ đừng nói đến người ngoài. Vì vậy Phí Thanh Sơn cảm thấy vô cùng cảm động. Sư bá cầm lấy đi, thao tác cụ thể thế nào con không thể nói rõ hết được. Nếu như nghiên cứu không ra thì nó chẳng khác gì giấy vụn cả. Con hy vọng, sau khi sư bá ghi nhớ kỹ rồi thì đem đốt đi. Diệp Phàm nói, sau đó nhét tờ giấy vào tay Phí Thanh Sơn. Vậy sư bá này mặt dày vậy. Phí Thanh Sơn si mê võ công, đương nhiên là rất thích loại bí mật tuyệt thế này rồi. Cũng không nói nhiều nữa, liền nhận lấy và bắt đầu xem. Không lâu sau, nhắm mắt suy nghĩ một hồi, rồi vò vò hai tay. Tờ giấy có chứa bí thuật kia bỗng chốc trở thành một tờ giấy vụn.
quả nhiên pháp môn cao thâm, có lẽ nhất thời muốn nắm trong tay rất khó. Phí Thanh Sơn nói, nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Nếu như có thể luyện đến nơi đến chốn, phỏng chừng cả 100 mét, thậm chí là 1000 mét cũng có thể lấy được đầu đối thủ. Lợi hại thật. Sư bá, hôm đó con còn gặp một chuyện. Diệp Phàm đem chuyện cho vật trong tay bay ra rồi thu lại nói cho Phí Thanh Sơn. Chắc chắn là gặp được tuyệt thế cao nhân rồi. Không ngờ Phí Thanh Sơn còn kích động hơn cả Diệp Phàm, cả người đều đứng bật dậy nói lớn. Chẳng lẽ người đó còn có bản lĩnh cao hơn cả sư bá sao? Diệp Phàm nói. Không phải nghi ngờ gì nữa. Người này tuyệt đối đã đột phá đến thập đẳng đoạn vị rồi. Can tướng, trên tay con bay đi, chính là đã bị người này dùng nội công thâm hậu cướp đi. Nếu như người này không phải cao nhân thì, can tướng, của con không thể trở về được đâu, hơn nữa, đến tính mạng của con còn gặp nguy hiểm. Người này đứng trước tuyệt thế bảo kiếm như vậy mà không tham, vậy là hơn hẳn ta rồi. Vừa nay nhìn thấy can tướng trong tay con, trong đầu ta đã nổi tham ý. Diệp Phàm, đây là phẩm đức của võ học. Kẻ mà không biết đến phẩm đức thì chẳng được coi là gì cả. Phí Thanh Sơn nói. Đáng tiếc người này không chịu gặp con. Diệp Phàm thở dài nói. Ha ha, hữu duyên thiên ký năng tương ngộ mà. Phải dựa vào duyên phận hết. Phí Thanh Sơn nói, nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói tiếp. Con về đi, ta muốn chuyên tâm nghiên cứu loại bí thuật này, có gì ta sẽ gọi con. Thái độ vội vàng của Phí Thanh Sơn. Diệp Phàm dùng ngón chân suy nghĩ cũng ra. Nháy mắt đã đến đầu tháng 5, vừa đúng dịp nghỉ lễ mùng 1 tháng 5. Ban ngày cũng nhanh chóng kết thúc, buổi tối, Cung Khai Hà gọi điện tới, gọi Diệp Phàm cùng đi đến nhà trưởng ba phòng Ngự Tiếu Đỉnh Phong. Diệp Phàm tuy kỳ muốn đi, tuy nhiên, hiện tại hai người giống như hai con châu chấu bị buộc trên một chiếc thuyền. Bởi vì, đây là chuyện của Chủ tịch Đường. Tôi nói này thủ trưởng cung, ông đi một mình là được rồi. Việc gì phải kéo theo một kẻ vô dụng nữa chứ? Ở trong xe, Diệp Phàm cười nói. Vô dụng ư, cậu nói ai vô dụng thế? Cung Khai Hà quay đầu hỏi. Đương nhiên là nói tôi rồi, ông là chủ soái, tôi đi hay không thì có việc gì đâu. Diệp Phàm nói. Ai nói vậy, cậu mới là, ông Mai, thật sự đấy, tôi chỉ giúp cậu thôi. Cung Khai Hà nghiêm mặt nói. Làm sao có thể được? Đây là chuyện vương lão đích thân nói với anh. Tôi đâu dám đầu đuôi lẫn lộn được. Diệp Phàm vội nói. Tôi đã đả thông vương lão rồi, tính đi tính lại, cảm thấy việc này cậu ra mặt là thích hợp nhất. Cậu nghĩ xem, nếu tôi làm mối cho vương nhân bàng, cộng thêm địa vị đặc biệt của Tiếu gia như thế thì sẽ rất thu hút sức chú ý. Tôi sợ đến lúc đó thì khó cho nhà họ vương, còn cậu là bạn bè với nhân bàng, làm mối cho bạn cũng là chuyện bình thường có đúng không nào? Cung Khai Hà liếc mắt một cái, nói thêm. Nhà họ vương đối với nước ta và tổ đặc nhiệm ngoài nước mà nói, tuyệt đối là bí mật. Đừng để nhà họ vương bị chú ý nhiều quá, không tốt cho việc bảo vệ của nhà họ vương. Vậy được. Diệp Phàm nghĩ lại cũng thấy đúng, nên gật đầu nói. Tiếu Thiết Phong tham chiếu chính là cấp phó quốc, vì vậy được ở khu cán bộ cao cấp của Đông Viên, vì khu này địa vị đặc thù vì vậy cũng là một tòa nhà riêng biệt. Đương nhiên. Trước đó Tiếu gia có lời qua, cho nên, tuy nói là canh phòng nghiêm ngặt nhưng Cung Khai Hà và Diệp Phàm có giấy chứng nhận nên đi vào một cách thuận lợi. Tiếu Thiết Phong đích thân ra cổng lớn để nghênh đón, chứng tỏ ông ta cũng rất coi trọng Cung Khai Hà. Vì Tiếu Thiết Phong cũng hiểu được thân phận của Cung Khai Hà. Đương nhiên, hai người cấp bậc quân hàm đều giống nhau, hưởng thụ đãi ngộ cũng ngang bằng nhau. Đương nhiên, với tính đặc thù của tổ A, về mặt phụ cấp thì các đơn vị bộ đội khác không thể so sánh được. Lúc này con trai lớn Tiếu Quân và con gái Tiếu Thập Lục Muội, con trai thứ ba Tiếu Hàn Sung đều đứng ở một bên. Lão Cung, hình như đây là lần đầu tiên ông đến nhà tôi nhỉ? Tiếu Thiết Phong cười nói, rồi đưa tay bắt tay Cung Khai Hà. Thực ra, hai người làm việc cùng một khối nhưng cũng ít va chạm. Vị này là chủ nhiệm phòng kiểm tra của Văn phòng Trung ương Diệp Phàm. Cung Khai Hà cười giới thiệu. Xin chào trưởng ban Tiếu, tôi là Diệp Phàm, ngài gọi tôi là Tiểu Diệp là được. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Thấy Diệp Phàm đến, hình như Thập Lục Muội cũng đoán được điều gì đó, cô liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hai má đỏ bừng bừng. Ha ha, chủ nhiệm Diệp chịu đến đây, là vinh dự cho kẻ hèn chúng tôi. Tiếu Thiết Phong bắt đầu bằng câu nói đùa. Đương nhiên,
cũng bắt tay Diệp Phàm rồi. Hơn nữa, một đồng chí trẻ tuổi như vậy mà đã ngồi lên ghế đó rồi, thì Thiếu Thiết Phong cũng rất coi trọng Diệp Phàm. Sau đó quay đầu lại giới thiệu con trai, con gái của mình cho Do. Thiếu Thiết Phong biết, bản thân mình trước sau gì cũng phải về hưu, cho nên kết thân với đồng chí trẻ, tiền đồ vô lượng như thế này cũng là chuyện tốt. Lão Tiếu, hôm nay tôi cùng với chủ nhiệm Diệp đến đây, cậu ấy mới là nhân vật chính đến đây. Nhấp một ngụm trà, Cung Khai Hà mỉm cười nói. Lão già này, bình thường rất nhìn thấy ông ta cười. Hôm nay tâm trạng tốt, dù sao, tổ A có thể vào được khu cao cấp thế này, thì đồng chí Cung Khai Hà phải vui rồi. Chủ nhiệm Diệp đến có việc gì nhỉ? Thiếu Thiết Phong có chút sửng sốt, nhìn Diệp Phàm một cái hỏi. Hắn đến đây, nhất định là phải có việc rồi, chẳng qua là không biết việc gì thôi. Thiếu Thập Lục muội mượn cớ để lên lầu, dù sao, con gái cũng xấu hổ mà. Ha ha, được người khác ủy thác, đến có việc. Tuy nhiên, là chuyện vui, chuyện vui. Diệp Phàm cười nói. Ồ, Thiếu Thiết Phong ồ một tiếng, chờ Diệp Phàm nói tiếp. Chương 2166, không khỏi kinh ngạc. Chắc mọi người cũng biết, Vương Nhân Bàng của Vương Gia Cốc là một trong những người anh em tốt nhất của tôi. Cậu ấy đã sớm quen biết với Thập Lục muội. Hơn nữa, vì một chút chuyện nhỏ mà nổi lên xung đột. Cho nên, hôm nay tôi nhận sự ủy thác của Vương Gia. Thứ nhất thay mặt Vương Nhân Bàng gửi lời xin lỗi đến anh em Thiếu Quân, Thiếu Hàn Sung. Cậu ấy lúc đó uống say. Hơn nữa tâm trạng lại có chút không tốt, hy vọng hai vị lượng thứ. Thứ hai, chính là muốn làm mối cho Vương Nhân Bàng và Thập Lục muội, cho nên, đây là việc vui, có đúng không nào? Diệp Phàm cười nói. Không ngờ, hắn vừa dứt lời, hai anh em Tiếu Quân và Tiếu Hàn Sung đồng thanh nói. Muốn kết hôn với em gái tôi thì không được, Vương Nhân Bàng là cái thá gì chứ? Em gái tôi và Tạ Thủy Đông là một đôi thanh mai trúc mã. Hai người họ mới là một cặp trời sinh, Vương Nhân Bàng chỉ là một mãng phu mà cũng đòi lấy em gái tôi, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, thân phận của mình thế nào phải tự biết chứ. Diệp Phàm phát hiện, hai anh em họ nói thế nhưng Thiếu Thiết Phong lại không lên tiếng quát, mà chỉ giả bộ hồ đồ, ngồi một bên không lên tiếng. Ha ha, hai người anh em, hai cậu không biết anh bạn của tôi rồi. Thực ra, cậu ấy là người rất tốt, chứ không phải mãng phu như các cậu nói đâu. Tiếu Quân, cậu là quân nhân, cậu có cảm thấy Nhân Bàng có vẻ hào kiệt không? Diệp Phàm vẫn mỉm cười nói, nhưng trong lòng thầm kêu xui xẻo vì phải ở đây bị người ta xem thường. Người tốt ư, tôi thấy anh ta là mãng phu, ngu xuẩn thì có ấy. Tiếu Quân bị Vương Nhân Bàng táng cho mấy nhát, bây giờ chân vẫn còn đau. Vì vậy căn bản là y chẳng có chút cảm tình nào với Nhân Bàng cả. Diệp Phàm nhìn Cung Khai Hà một cái. Phát hiện lão già này cũng không thèm lên tiếng, giống như đang đứng ngoài xem kịch vui vậy. Đúng rồi đấy chủ nhiệm Diệp, anh nói Vương Nhân Bàng thế nào đấy? Tôi muốn hỏi một chút, cậu ta có tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nào không, bây giờ làm công việc gì? Đừng có cho rằng chúng tôi không biết, cậu ta căn bản là kẻ không việc làm, chỉ là một tên côn đồ ngoài xã hội thôi. Tiếu Hàn Sung cũng, hợp nhất, với anh trai mình, Tấn Công, Diệp Phàm. Cùng một ruột cả thôi. Tiếu Quân nói chẳng thèm nể tình chút nào, bởi vì, quan hệ của y và Tạ Thủy Đông rất tốt, hai người có thể kết thân thích, thì chẳng có gì tốt hơn nữa. Nói thì nói, nhưng đừng có nói lung tung. Tiếu Thiết Phong mặt nghiêm lại, cuối cùng cũng lên tiếng giáo huấn hai đứa con của mình. Dù sao, thân phận của Diệp Phàm vẫn bày ra đó, như vậy chẳng khác nào hai thằng con mình cũng nắng Diệp Phàm là mãng phu, cho nên hắn cũng không thể nhịn được nữa rồi. Ha ha! Lão Tiếu, Tiếu Quân là quân nhân, nghe nói đảm nhiệm chức trung đoàn trưởng ở một sư đoàn trong quân khu Bắc Kinh có đúng không? Lúc này Cung Khai Hà liếc mắt nhìn Tiếu Quân một cái, rốt cục cũng lên tiếng rồi. Lão sợ Diệp Phàm không nhịn được nữa sẽ làm hỏng chuyện. Đến lúc đó nhà họ Vương tức giận, Vương Thành Trạch không nhập quân đội thì Cung Khai Hà không cuống chân lên mới là lạ. Ha ha, đúng vậy, thằng bé này còn phải cố gắng nhiều. Tiếu Thiết Phong gật đầu. Ra vẻ chưa hài lòng lắm về con trai mình. Thực ra, lão cũng đã rất hài lòng về con mình rồi. Tiếu Quân mới 30 tuổi, nhưng đã lên thượng tá, trung đoàn trưởng rồi. Tuy nhiên, Cung Khai Hà đột nhiên hỏi như vậy, nên cũng cảm thấy có chút không hiểu. Lão Tiếu, Tiếu Quân thế là xuất sắc rồi.
ở chỗ ông có mấy người bằng tuổi nó mà đã lên thượng tá, trung đoàn trưởng chứ? Phu nhân của Tiếu Thiết Phong trước mặt mọi người cũng khen con trai một câu. Ha ha, lão Tiếu à, nói thật, Tiếu quân còn phải học tập chủ nhiệm Diệp nhiều. Cung Khai Hà cười nói. Học tập ư, việc bên chính quyền tôi không thích lắm. Tôi thích ở quân đội, ăn bát thịt lớn, uống bát rượu đầy, thế mới là cuộc sống thật sự. Chứ đâu có như bên chính quyền các ông, chẳng có vị gì cả. Tuy rằng cấp bậc của Diệp Phàm khá cao, tuy nhiên Tiếu quân căn bản chẳng coi hắn ra gì, vì thế mới nói như vậy. Lão Tiếu chắc không biết nhỉ? Cung Khai Hà nói. Biết cái gì? Tiếu Thiết Phong cố ý hỏi lại. Mấy năm trước chủ nhiệm Diệp đã từng ở quân đội. Cung Khai Hà cười nói. Thật không ngờ chủ nhiệm Diệp lại toàn tài như vậy. Tiếu Thiết Phong nói, nhưng lời nói này có chút không thật lòng. Diệp Phàm vì Vương Nhân Bàng mà đến, giờ thân mình lại phải đấu chọi lại với người của Tiếu gia. Đương nhiên, Tiếu Thiết Phong năm kia mới vào quân ủy. Cho nên, chuyện Diệp Phàm đã từng lăn lộn trong quân đội ông ta không hề hay biết. Toàn tài thì chắc là chưa được, chỉ là yêu cầu công tác mà thôi. Năm xưa lãnh đạo suy xét đến điểm này, nên từng bổ nhiệm tôi là tư lệnh phó căn cứ Vịnh Lam Nguyệt ở Thủy Châu. Diệp Phàm có chút tức giận rồi, thản nhiên hừ một tiếng. Trong lòng tự nhủ, phải khoe khoang để cho bọn họ biết một chút, chỉ là một thượng tá còn con đã ra oai cái nỗi gì. Không thể có chuyện này được, anh mới bao nhiêu tuổi chứ? Còn tư lệnh phó căn cứ Vịnh Lam Nguyệt nữa, cái đó, cấp bậc ít nhất cũng phải thiếu tướng mới có thể đảm nhiệm được. Tiếu quân thốt ra, ngay cả Tiếu Thiết Phong cũng trợn mắt lên nhìn Diệp Phàm, lão căn bản là không tin chuyện này là thật. Ha ha, rất xin lỗi, hai năm trước. Chính tướng quân Triệu Bảo Cương phó chủ tịch ủy ba quân giới đã thay mặt chủ tịch Trấn Phong cấp bậc thiếu tướng cho tôi rồi. Diệp Phàm cười nói, hắn nói lời này như thể muốn dọa chết Tiếu quân vậy. Hai năm trước, chủ nhiệm Diệp vẫn chưa đến 30 nhỉ, chuyện này quá nghịch thiên rồi. Tiếu quân có chút ấp úng nói, dù sao, Diệp Phàm nói những lời này không thể là những lời khoác lác được. Vì vậy, cặp đồng tử của y như giãn ra hết cỡ. Tiếu Hàn Sung thì cũng chẳng khá hơn, cũng đã trở nên ngơ ngác. Còn Tiếu Thiết Phong khóe miệng cũng khẽ run run. Đó là sự thật đấy, lúc đó đồng chí Diệp Phàm còn giữ chức phó trưởng ban quân vụ bộ tổng tham mưu. Đồng thời, cậu ấy đến Ngư Đồng tỉnh Việt Đông vì yêu cầu công tác, còn được giữ thêm chức phó giám sát trưởng cảnh vụ của Bộ Công an nữa. Hiện tại, tuy rằng chủ nhiệm Diệp đã tá giáp quy điền rồi. Nhưng thân phận phó giám sát trưởng kia vẫn không bị mất, có đúng không? Cung Khai Hà cười tủm tỉm, nói, Cung Khai Hà nâng Diệp Phàm lên như vậy, đương nhiên là để chứng tỏ rằng Diệp Phàm đủ phân lượng để làm mai cho Nhân Bàng. Tôi cũng không biết cấp trên nghĩ như thế nào, những cái khác đều đã trở thành lịch sử rồi, nhưng chức phó giám sát trưởng kia vẫn chưa bị mất. Tôi hiện tại không làm trong ngành công an, lại không kiêm chức bí thư đảng ủy công an gì cả. Đúng là kỳ lạ thật. Diệp Phàm nói, tướng quân Diệp đúng là người tài giỏi. Tiếu quân hoàn toàn kinh sợ rồi, vốn tưởng rằng mình đã là ghê gớm, nhưng giờ so với Diệp Phàm thì y chẳng là cái thá gì. Tự nhiên, y cũng trở nên mềm giọng hơn. Người tài giỏi thì chắc vẫn chưa được, tuy nhiên, bạn của Diệp Phàm tôi tuyệt đối là những nhân tài mà tôi tôn trọng. Cho nên, cái từ mãng phu kia, dùng chẳng thỏa đáng chút nào. Năng lực của Vương Nhân Bàng các người chưa từng gặp qua, ngay cả Diệp Phàm tôi cũng vô cùng bội phục. Hơn nữa, cậu ấy cũng đã từng giành được huân chương hạng nhất của nhà nước. Vì sao lại giành được, chắc các vị nghĩ cũng ra. Thập lục muội có thể đến nhà họ Vương, tuyệt đối sẽ không chịu thua thiệt gì đâu. Diệp Phàm nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp. Nghe nói đồng chí Cố Hoài Hưng hiện tại đang bị bắt giam. Mà người thi hành chính là chủ nhiệm phòng giám sát thứ ba của Ủy ban Kỷ luật Trung ương Lý Long. Tôi nói thẳng rằng, việc này tôi không nhúng tay vào. Tiếu Thiết Phong quả nhiên có chút chấn động rồi. Diệp Phàm không nhúng tay, đây chẳng lẽ là nhà họ Vương sao? Mà Vương Nhân Bàng cũng không phải quân nhân, sao có thể giành được huân chương cao quý nhất của quân nhân chứ? Tiếu Thiết Phong suy nghĩ một chút, nhìn Cung Khai Hà một cái. Lại liên tưởng đến công phu, quyền cước của Vương Nhân Bàng. Tiếu Thiết Phong đã hiểu ra rồi, phỏng chừng Vương Nhân Bàng chính là đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Hơn nữa, còn thuộc vào hàng cao thủ được giữ bí mật. Bằng không,
Cung Khai Hà sẽ không đến đây làm thuyết khách như vậy. Hôn nhân đối với hai bên mà nói là chuyện đại sự, như vậy đi, tối nay tôi không thể trả lời các vị được. Mấy ngày sau, chúng tôi sẽ trả lời có được không? Tiếu Thiết Phong thái độ cũng có chút mềm mỏng hơn nhiều rồi. Ba, chuyện này sao có thể được? Tiếu Quân vẫn khinh thường Vương Nhân Bàng. Câm miệng đi. Tiếu Thiết Phong mặt nghiêm lại, quát, bởi vì điều mà Tiếu Quân không nghĩ được thì lão cũng đã nghĩ tới rồi. Diệp Phàm và Cung Khai Hà cũng không nói thêm gì nữa, uống hết chén trà thì cáo từ ra về. Tuy nhiên, trước khi đi, Cung Khai Hà có nói thêm một câu. Lão Tiếu, có một số việc không thể kéo dài được đâu. Hơn nữa, nghe nói, cha của Vương Nhân Bàng là Vương Thành Trạch đã được Chủ tịch Đường bổ nhiệm là cố vấn đặc biệt, được hưởng đãi ngộ cấp phó quốc. Đương nhiên, cái này chưa có quyết định chính thức, nhưng cũng đã được định rồi. Nhà họ Vương, làm sao có thể? Tiếu Quân nhìn theo bóng Diệp Phàm xa dần, hừ nói. Con thì biết cái gì? Tiếu Thiết Phong hừ nói. Tuy con không biết, nhưng cấp phó quốc kia đâu có dễ dàng chứ? Cả nước có mấy người được hưởng đãi ngộ cấp này chứ? Hơn nữa, không phải chú Tạ đã điều tra rồi, nhà họ Vương chỉ là một nhà bình thường thôi sao? Tiếu Quân có chút không phục nói. Thằng danh này thật là rắc rối, con không biết suy nghĩ một chút à? Nhà bình thường mà có thể mời Ủy ban Kỷ luật Trung ương ra tay bắt ra, cán bộ phó giám đốc sở sao? Đó là lấy dao mổ trâu để cắt tiết gà. Ủy ban Kỷ luật Trung ương bình thường ra tay với cán bộ cấp gì, con có biết không? Tiếu Thiết Phong có chút hao tổn tâm trí về con mình. Cũng may mà Tiếu Quân làm việc trong quân đội, lại được cha mình nâng đỡ. Bằng không đã sớm bị người khác vùi dập rồi. Chẳng lẽ thật sự là cấp phó quốc xếp? Tiếu Quân cũng có chút hiểu ra vấn đề rồi. Hai, chú Tạ của con lần này có phiền phức rồi, phiền phức lớn không có thì phiền phức nhỏ. Tiếu Thiết Phong thở dài, ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà. Lão đem tất cả dạy cho con mình, hy vọng chúng có thể mưu lược một chút để gây dựng tiền đồ. Có phiền phức, nếu như Ủy ban Kỷ luật Trung ương vẫn điều tra, thì e rằng cô Thái cũng bị dính dáng tới. Tiếu Hàn Sung nói, cô Thái ở đây, chính là Thái Anh, vợ của Tạ Thắng Cường. Con không có đầu óc à, việc này không thể điều tra tiếp được. Thế nào là gõ, đến giờ con vẫn chưa biết sao. Thật uổng công con lăn lộn bao nhiêu năm như vậy trong chốn quan trường. Tiếu Thiết Phong thiếu chút nữa thì phát điên lên, vì sự vô tri của con trai mà phát điên. Chương 2167, Tạ Thắng Cường trong lòng rúng động. Tạ Thắng Cường cũng không lấy làm điều, bởi vì, sự tình kiểu này phát sinh luôn. Cứ cách 2-3 ngày lại phải báo cáo toàn bộ một lần lên trưởng ban thư ký Toàn Mạo Hùng về công tác có liên quan. Ngồi đi anh Tạ. Toàn Mạo Hùng đứng lên đoạn ngồi xuống một chiếc salon đơn, chỉ vào một chiếc phía đối diện mời Tạ Thắng Cường ngồi. Tạ Thắng Cường trong lòng hơi khẽ chấn động, bởi vì, bình thường trực tiếp báo cáo công tác lên vị lãnh đạo Toàn Mạo Hùng này thì ông ta đều có thói quen ngồi trên ghế ở bàn làm việc lớn, còn y khi tới đây đều ngồi ghế đối diện. Như vậy hai người chỉ cách nhau một cái bàn làm việc mà báo cáo công tác, cũng là có vẻ thân thiết, hơn nữa cũng tự nhiên. Hôm nay biến hóa này tuy nói rất nhỏ bé, nhưng Tạ Thắng Cường vẫn cảm nhận được một tia bất thường trong đó. Đừng coi thường một động tác biến hóa nhỏ của lãnh đạo, đó cũng là dính dáng đến cách nhìn và thái độ của lãnh đạo đã đổi khác. Toàn Mạo Hùng là một trong những lãnh đạo chủ chốt của nội các chính phủ, một thành viên của hội nghị thường vụ, lãnh đạo cấp phó tầng thứ cao nhất trong nước. Tạ Thắng Cường đứng thẳng người chờ Toàn Mạo Hùng ra chỉ thị. Trưởng ban thư ký Toàn tự mình rót trà cho Tạ Thắng Cường, nhưng sau đó đột nhiên lại không có nói thêm mọi lời. Cứ im lặng đốt thuốc, mãi đến kia điếu thuốc kia cháy đến đầu mẩu lão ta mới ấn thật mạnh dập xuống gạt tàn. Động tác này lại làm Tạ Thắng Cường trong lòng chấn động càng lớn hơn, động tác nhỏ này có nghĩa là Toàn Mạo Hùng trong lòng đang có chút không hài lòng. Anh Tạ, có mấy lời tôi cũng không tiện nói ra. Ấy thế nhưng, chuyện Cố Hoài Hưng nghe nói anh với phu nhân Thái Anh có chút can hệ. Không thể ngờ được Toàn Mạo Hùng lại nói trắng ra những lời này. Việc này, lúc ấy, đúng là có chút liên quan. Gặp lúc thằng bé nhà tôi bị đánh thành ra như vậy, đánh con đau lòng cha mẹ có phải không nào? Cho nên, bà nhà tôi ngại cơ quan công an phá án có hiệu suất quá thấp. Bà ấy đúng là có tác động với đồng chí Cố Hoài Hưng bên Cục Công an thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến trình phá án. Tạ Thắng Cường trong lòng chợt lạnh, không thể ngờ được, mấy ngày qua vẫn cố giấu giếm vấn đề này,
hôm nay cuối cùng là đến lúc phải nói ra rồi. Anh Tạ, hôm nay tôi đến đây là chịu ủy thác của tổ chức đến hàn huyên nói chuyện với anh. Anh phải gạt bỏ gánh nặng về tư tưởng, chúng ta chỉ nói chuyện phiếm, cũng không có ý tra vấn gì cả. Toàn Mạo Hùng vừa nói ra những lời này thì Tạ Thắng Cường trong lòng nhất thời nổi sóng. Mấy chữ tổ chức ủy thác vừa ra, Tạ Thắng Cường cảm giác lỗ tai của mình như có chút ong ong vang dội. Tuy nói sau đó Toàn Mạo Hùng có giải thích một chút, nhưng bấy nhiêu thôi có vẻ chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Ít nhất, thái độ này cũng chứng tỏ việc này đã bị lãnh đạo cấp trên chú ý rồi. Vốn chỉ là một việc nhỏ, lại có thể phát triển đến mức này. Tạ Thắng Cường, trong lòng tương đối hối hận, lúc này, Tạ Thắng Cường có thể khẳng định ra thế vương nhân bàng kia không hề đơn giản. Hơn nữa ngay cả Toàn Mạo Hùng là trưởng ban thư ký mà vẫn chịu tổ chức ủy thác, vậy thì tổ chức kia trình tự sẽ cao đến tận đâu? Phỏng chừng đã đến cấp chính phủ mất rồi. Chính là tầng quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa Trung Hoa. Tạ Thắng Cường không dám nghĩ tiếp nữa, không thể ngờ được một chuyện nhỏ lại có thể bị nhân vật thuộc đẳng cấp đỉnh cầm tự tháp hỏi đến, thật là đáng sợ. Tôi biết bà Thái Anh nhà tôi trong chuyện này xử lý có chút bất cẩn, tuy nói trong chuyện này tôi cũng không làm gì. Nhưng Thái Anh là vợ tôi, cho nên, tôi thành khẩn thỉnh cầu tổ chức phê bình, xử phạt. Tạ Thắng Cường chỉ có thể giơ đầu chịu xử phạt trước. Tuy nhiên, hắn cũng suy ra một chút ý vị đến đây. Nếu Toàn Mạo Hùng là tới tâm sự, vậy chứng tỏ là một vị đồng chí nào đó muốn cảnh cáo y, hơn nữa cùng vương gia có chút liên quan. Về phần xử phạt thì hẳn là không có nghiêm trọng như vậy. Anh Tạ, tôi không phải đã nói với anh rồi sao? Tôi chỉ là lại đây hàn huyên tán gẫu với anh, cũng không có ý tứ gì khác. Sau này chú ý một chút là được, không có việc gì thì đừng bởi vậy mà mang gánh nặng trong lòng. Chúng ta nên coi công tác làm trọng, ha ha. Toàn Mạo Hùng quả nhiên nói vậy, Tạ Thắng Cường trong lòng chắc mẩm, khẽ lau mồ hôi, tự nhủ xem ra là thành công rồi. Tại một biệt thự cho cán bộ quân đội cao cấp ở Đông Viên. Tư lệnh quân khu Liêu Thẩm Oai Phong một thời đồng chí Cố Thiên Long nay mái tóc đã gần như trắng phau, mấy năm trước cũng bởi vì chuyện của đứa cháu là Cố Tuấn Phi và Diệp Phàm mà khiến cho Cố gia thiếu chút nữa bị nhổ cỏ tận gốc. Tuy nhiên, trải qua vài năm ngủ đông, Cố gia đều đã biết khiêm tốn trong ăn ở hơn. Cố gia bắt đầu lấy lại một ít khí thế, hồi đó vì chuyện Diệp Phàm mà nguyên phó bí thư tỉnh ủy Nam Phúc là đồng chí Cố Phong Sơn bị giáng chức đến ban tôn giáo trung ương công tác nay lại bắt đầu được cất nhắc đến một tỉnh đảm nhiệm chức chủ tịch. Việc này đương nhiên cũng là suy xét đến hình phạt lúc trước với Cố gia đã qua. Nha, tôi muốn ăn cơm. Lúc này kẻ đang ngồi xe lăn chảy nước miếng là Cố Tuấn Phi đã có thể mở miệng nói vài câu đơn giản rồi, tình trạng so với đứa bé 2 tuổi không khác mấy. Năm đó Cố Tuấn Phi bị Diệp Phàm hạ thủ, liền biến thành một người có đời sống thực vật. Hiện tại tình trạng so với đứa bé 2 tuổi không khác mấy, tức là việc phòng uế cũng không thể tự lo, toàn bộ xả vô trong quần. Đương nhiên, phần con cháu của hắn ta năm đó bị Diệp Phàm tàn sát, tuy nói hiện tại đã sửa sang khâu vá lại một ít. Nhưng chỉ còn lại phân nửa, độ dài cũng chẳng khác của đứa trẻ lên 2, chỉ có thể nói là dễ nhìn, chỉ là vật trang trí, không có ý nghĩa thực chất. Tóm lại để làm cái ống xả thì vẫn ổn. Được rồi, ăn đi. Cố Thiên Long rất đau lòng với đứa cháu ngốc nghếch này, tự mình bưng bát cháo lên. Ngon lắm, hi hi hi. Cố Tuấn Phi ngày xưa từng tốt nghiệp đại học Cambridge nay chả khác gì đứa bé, vừa chép miệng húp cháo vừa nhìn Cố Thiên Long mà mỉm cười ngây ngốc. Ngoan lắm, ông nội bón tiếp cho con. Cố Thiên Long trên mặt gượng tươi cười, vừa dùng thìa quấy cháo vừa đút. Tuy nhiên, trong lòng lão thực ra đang rỉ máu. Cả ông bố Cố Tuấn Phi là Cố Phong Sơn đang đứng một bên cũng chẳng khác gì. Cha, để con. Cố Phong Sơn vội cất tiếng. Hoài Hưng bị bắt giam rồi, anh thấy sao? Cố Thiên Long vừa đút vừa thản nhiên hỏi. Đương nhiên chính là về chuyện Cố Hoài Hưng bị bắt giam. Cố Hoài Hưng cũng là người khá thân thích trong Cố gia. Nay hắn ta bị bắt giam, đương nhiên lại khiến vết thương cũ mấy năm trước của Cố gia thêm lần nhói, khiến trong lòng họ không khỏi dậy sóng. Thanh Tuyết chạy tới tìm con, ôi, việc này, cha bảo con phải nói sao đây? Cố Phong Sơn thở dài, Thanh Tuyết mà ông ta nói tên đầy đủ là Trương Thanh Tuyết, chính là bà xã của Cố Hoài Hưng. Gần đây Trương Thanh Tuyết luôn tích cực chạy lên chạy xuống. Muốn cứu ông xã Cố Hoài Hưng ra. Tuy nhiên, dưới lưỡi đại đao của Ủy ban Kỷ luật Trung ương ra tay,
có mấy cán bộ ngu ngốc mà đồng ý đứng ra xin cho Cố Hoài Hưng chứ? Nhà của Tạ Thắng Cường thì Thanh Tuyết đương nhiên cũng có đến qua, tuy nhiên, lúc ấy Tạ Thắng Cường trả lời là y đang chú ý. Có thể sẽ lên tiếng mấy câu. Đương nhiên, việc này dù sao cũng là Cố Hoài Hưng giúp Tạ ra làm việc mới thành ra vậy, Tạ Thắng Cường không ra thêm chút sức là rất không biết điều. Mà Trương Thanh Tuyết đương nhiên cũng trực tiếp tới cầu Cố ra rồi. Chỉ là Cố Thiên Long ở trong biệt thự tại Đông Viên, Trương Thanh Tuyết không dám đi quấy rầy Cố lão gia. Cho nên, thay đổi lộ trình mà đến chỗ Cố Phong Sơn nhậm chức cầu xin ông anh họ cách một đời thay cho Cố Hoài Hưng. Hoài Hưng thật là hồ đồ. Cố Thiên Long thở dài, dù nói thế nào, Cố Hoài Hưng cũng có ông anh họ là Cố Hoành, kể ra thì vẫn là tương đối thân thích. Cậu ấy không phải hồ đồ, hắn là ánh mắt nhìn lầm mục tiêu. Cho rằng Vương Nhân Bàng chỉ là một người có gia thế bình thường, mà việc này lại là chuyện mà nhà Tạ Thắng Cường nhờ vả. Hiện giờ Tạ Thắng Cường sự nghiệp như mặt trời ban trưa, Cố gia chúng ta bởi vì biến đổi lớn vừa qua mà buộc phải khiêm tốn. Cho nên, Hoài Hưng đành phải dựa vào Tạ Thắng Cường. Chỉ là chuyện này tiến triển, không thể ngờ được lại có can hệ đến Diệp Phàm. Con nghĩ, hẳn là Diệp Phàm ra tay rồi. Tuy nhiên, phí gia sao lại chịu ra tay giúp đỡ hắn, điểm ấy thật ra rất kỳ quái. Cố Phong Sơn giọng điệu bình tĩnh nói. Tuy nhiên, trong ánh mắt vẫn vằn lên cái nhìn thù hận. Nhìn bộ dạng cắn thìa ngốc nghếch của đứa con Cố Tuấn Phi, hung quang trong mắt Cố Phong Sơn càng tăng lên không ít. Một tên Diệp Phàm mà Tạ Thắng Cường không dẹp nổi sao? Huống chi, ngày đó đánh nhau nghe nói còn có một gia tộc rắn mặt hơn nữa mà. Đầu óc con có vẻ chưa tỉnh táo lại hoàn toàn. Cố Thiên Long đặt thìa xuống rồi đẩy Cố Tuấn Phi đi. Tiếu gia đương nhiên rắn mặt hơn so với Tạ gia rồi, con nghĩ, trừ phi Diệp Phàm có quan hệ tốt với phí gia. Bằng không, Ủy ban kỷ luật bên kia làm sao có thể ra tay? Ủy ban kỷ luật Trung ương là đang làm gì chứ? Làm sao có thể ra tay bắt giam Hoài Hưng? Cậu ấy còn chưa đủ tư cách kia mà. Cố Phong Sơn nói. Sự việc Vương Nhân Bàng có lẽ chỉ là mồi lửa, mà Diệp Phàm vừa vặn trộn lẫn vào trong. Ủy ban kỷ luật chịu ra tay, đây không phải là nể mặt Diệp Phàm mà là cấp trên có người muốn giáo huấn Tạ Thắng Cường. Diệp Phàm, chỉ là tạo cơ hội ra tay cho một đồng chí nào đó thôi. Cố Thiên Long dùng đầu ngón tay vuốt vuốt mái đầu bạc. Đáng tiếc, nếu Diệp Phàm cùng Tạ Thắng Cường đấu một trận thì cũng tốt. Cố Phong Sơn có chút tiếc nuối lắc đầu. Không cần phải tiếc, Diệp Phàm và Tạ Thắng Cường sẽ quyết đấu. Sớm hay muộn thôi, Tạ Thắng Cường đang đợi cơ hội, khi chuyện này trôi qua y nhất định sẽ ra tay. Y không quật đổ Diệp Phàm, Tạ gia còn có chỗ đứng ở đất kinh kỳ sao? Hơn nữa, Tiếu gia ra vẻ không hề động tĩnh gì. Tuy nhiên, tính cách của người như Tiếu Thiết Phong chẳng lẽ anh không đoán ra? Con mình bị đánh mà lại không lên tiếng. Đây không giống với tính cách của Tiếu Thiết Phong. Tiếu Thiết Phong vì sao không lên tiếng, đoán chừng là có nguyên nhân khác. Tôi nghĩ, Diệp Phàm đã lọt vào trong tầm mắt của Tiếu Thiết Phong. Một khi Diệp Phàm rời văn phòng làm việc bên kia thì ngày tàn của hắn cũng tới rồi. Cố Thiên Long nói mà hai mắt sáng quắc lóe tinh quang, sắc bén đến độ có thể giết người. Vâng, Cố Phong Sơn gật gật đầu, nói. Nếu như hai nhà Tiếu Tạ liên kết lại, không cần nói một Diệp Phàm, mười hắn cũng phải xong đời. Đến lúc đó, chúng ta tiến lên dẫm thêm cho mấy phát, phải khiến hắn không còn đường thoát. Hơn nữa, con muốn khiến hắn phải ngồi vào xà lim của Nà Lao Hổ Sơn. Cố Phong Sơn phẫn nộ đến cùng cực. Anh hiểu được vậy là tốt rồi. Cố Thiên Long gật gật đầu. Vậy chuyện của Hoài Hưng tạm thời cứ mặc kệ sao cha? Cố Phong Sơn hỏi. Không thì thế nào? Hiện tại cần kíp chính là phải đối phó với người đang đấu đá Tạ Thắng Cường, đầu óc anh nóng nảy đến hồ đồ rồi hử. Nhà chúng ta tuy nói hiện đang khôi phục chút nguyên khí, nhưng, so với thời kỳ hưng thịnh vẫn còn kém lắm. Anh em chúng mày phải tiếp tục khiêm tốn, vừa rồi không phải đã rõ ra đấy sao? Thời khắc Diệp Phàm đi xuống, chính là lúc họ ra tay, cũng là lúc chúng ta xuất thủ. Hoài Hưng khẳng định là xong rồi. Có mấy ai có thể thoát khỏi bàn tay của Ủy ban kỷ luật Trung ương chứ? Thôi vậy, chờ nó ra tù rồi cho chút tiền mở cho cái cửa hàng vậy. Về phần Cố Hoành bên kia, chỉ có thể để y oán chúng ta trước đã. Tuy nhiên, việc này, ta sẽ nhắc nhở y một chút. Đừng có sồn sồn lên, bằng không, không riêng gì Hoài Hưng mà cả nhà Cố Hoành, tiếp theo là ngay nhà chúng ta có chịu vài roi cũng đều có thể.
Cố Thiên Long thở dài, ra bộ bất đắc dĩ. Cố Hoành dù sao cũng là anh họ cách một đời của Cố Hoài Hưng. Chương 2168, thăm dò Hàn Đàm. Tối hôm đó, Tạ Thắng Cường rất buồn bực khi về tới nhà. Tuy nhiên, vừa mới đặt mông ngồi xuống, bà xã Thái Anh đã vừa pha trà vừa nói. Ông Tạ, vừa rồi Trương Thanh Tuyết có qua đây. Việc này, ông xem, bọn họ nay người cũng không cho gặp, cũng hơi quá đáng một chút có phải hay không? Hơn nữa, việc này, dù sao cũng là do Thủy Đông nhà chúng ta dựng lên. Hay là ông gọi điện thoại cho bọn họ, tốt xấu gì cũng cho Thanh Tuyết gặp Hoài Hưng một lần. Thanh Tuyết khóc đến sưng cả mắt rồi. Sau này có đến thì khỏi tiếp, chuyện Cố Hoài Hưng bà không được nhúng mũi vào dù chỉ là một chút. Tạ Thắng Cường lạnh lùng hừ nói. Ông Tạ à! Thái Anh còn muốn van xin hộ, vừa mới nói ra hai chữ đã bị Tạ Thắng Cường quát. Bảo bà đừng dính vào thì cứ biết thế, bà căn bản cũng không hiểu chuyện này can hệ đến đâu. Ngay cả Tạ Thắng Cường tôi cũng sắp chết đuối rồi. Bà nghe rõ chưa? Tại sao lại thế được? Thái Anh vốn cũng không ngu, lập tức sắc mặt có chút tái nhợt, miệng không khỏi ấp úng hỏi. Bà không cần phải biết, chỉ cần nhớ kỹ cho tôi, từ giờ trở đi không được nhúng tay vào việc này nữa. Không có việc gì thì lo mà giúp Thủy Đông giải sầu. Ông Tạ, thôi thì việc này tôi mặc kệ. Thái Anh cũng không phải người ngu, thấy chồng mình đã nhấn mạnh như thế, tự nhiên cũng hiểu ra được đôi phần. Lúc này, Tạ Thủy Đông từ trên lầu chân thấp chân cao bước xuống. Từ trên bậc thang đã cướp lời nói. Cha, nghe nói cái tên khốn khiếp Diệp Phàm kia đã đến Tiếu gia. Hơn nữa, nghe nói là đi làm mối cầu thân. Cha, việc này, cha phải mau nói chuyện với bác Tiếu, bằng không, chỉ sợ sẽ quá muộn mất. Mày nghe ở đâu ra? Tạ Thắng Cường hơi sững sờ nhìn đứa con hỏi. Tiếu Quân với Hàn Sung đều nói thế, họ còn bảo Diệp Phàm vội tới đó chính là muốn làm mai cho Vương Nhân Bàng đấy. Thật ghê tởm. Hắn đánh người mà còn dám đến Tiếu gia cầu hôn, cũng quá kiêu ngạo rồi. Tạ Thủy Đông vẻ mặt tức giận bất bình nói. Vậy thái độ của bác Tiếu thế nào, mày có hỏi Tiếu Quân không? Tạ Thắng Cường ngồi xuống, hỏi tiếp. Có, bác Tiếu ý tứ là còn muốn suy xét một chút. Tuy nhiên, Tiếu Quân nói cha y hình như đã hơi thay đổi thái độ. Lúc bắt đầu rất cứng rắn nhưng sau lại mềm mỏng đi rất nhiều. Hơn nữa, từ ánh mắt cha y, Tiếu Quân đoán. Việc này, không chừng cha y sẽ đồng ý mối hôn nhân này thật. Tạ Thủy Đông lo lắng nói. Cái này cũng lạ, theo lý mà nói bác Tiếu nhà mày hẳn là không để ý tới Diệp Phàm mới phải. Thậm chí có thể phê bình hắn vài câu, thái độ sao thay đổi mau đến vậy. Nếu quả thế thật thì khẳng định là có nguyên nhân, mày có hỏi thăm được nguyên nhân không? Tỷ như, Diệp Phàm có lôi nhân vật nào có quyền lực ra để giữ thể diện? Nói thí dụ như Kiều gia đại viện chẳng hạn. Nghe nói lúc ấy không chỉ có mỗi Diệp Phàm. Khó trách, Diệp Phàm mời được người có phân lượng ra mặt làm chỗ dựa, mày kể tiếp đi, tao đang có chút hứng thú. Tạ Thắng Cường thản nhiên hừ một tiếng, trong mắt có một tia khinh thường. Nghe nói là người bên Bộ Quốc phòng, tên là Cung Khai Hà. Con đã cho người điều tra, Cung Khai Hà không phải vốn là cục trưởng cục bảo mật sao? Tại sao lại điều đến Bộ Quốc phòng đảm nhiệm cố vấn? Tạ Thủy Đông sắc mặt có chút không tốt. Khó trách, thì ra là y. Lạ thật, y quen với Diệp Phàm từ lúc nào? Chẳng lẽ là Vương gia mời y ra mặt, có vẻ không phải, Vương gia có gì đâu chứ? Tạ Thắng Cường cũng tự cảm thấy rất mông lung. Ông Tạ, sao không trực tiếp gọi điện thoại hỏi Lão Tiếu một câu? Vừa rồi nghe được tin tức này, Thủy Đông đã không ngủ yên. Nó cứ làm ầm ĩ, nó sợ Thập Lục thật sự về tay thằng nhóc đáng ghét Vương Nhân Bàng. Hơn nữa, để tranh giành thanh thế, vì mặt mũi Tạ gia chúng ta cũng phải giành lại con bé. Thái Anh xen vào. Việc này, không tiện trực tiếp hỏi. Tuy nhiên, để tôi thử đánh thọc sườn một chút. Tạ Thắng Cường ngẫm nghĩ một chút rồi cầm lấy điện thoại gọi cho Tiếu Thiết Phong, cười nói. Lão Tiếu, hôm nào bảo Thập Lục lại đây chơi được không? Mấy ngày này Thủy Đông Đô ở nhà đến quẩn cả chân. Vẫn nằng nặc muốn tới nhà anh kêu Thập Lục cùng nhau chơi đùa. Tuy nhiên, thương thế của nó vẫn chưa khỏe, không có tiện. Việc này, Tiếu Thiết Phong hơi do dự, đoạn nói. Thập Lục gần đây bề bộn nhiều việc, đều là chuyện làm ăn. Nghe nói còn muốn dẫn đội của nó đi diễn xuất, đợi khi nó về sẽ qua chơi với Thủy Đông vậy. Ồ, vậy cũng tốt. Tạ Thắng Cường mơ hồ cảm giác được cái gì,
đặt điện thoại xuống mà sắc mặt âm u hẳn. Sao rồi ông, lão Tiếu nói sao? Thái Anh vội hỏi. Còn nói cái gì nữa, nói cái rắm. Tạ Thắng Cường hôm nay thật sự là cực kỳ buồn bực, vốn luôn nhã nhặn mà nay lại bạo miệng nói ra một câu thô tục rồi hậm hực đi thẳng lên lầu. Ăn phải bả hay sao? Phía sau truyền đến tiếng Thái Anh mắng vốn. Trong nháy mắt hơn 10 ngày trôi qua, bên Giang Biện Tổ nghe nói còn đang khẩn trương bận rộn. Theo như Vu Quý Phát báo cáo thì vụ án này không dễ điều tra. Bởi vì nhoáng cái đã qua một năm, rất nhiều chứng cứ sớm đã bị người ta xóa sạch. Mà ủy viên Trương dường như cũng bất mãn với hiệu suất làm việc của Giang Biện Tổ, ngay cả phó trưởng ban thư ký Điền Lâm cũng khiến họ Giang hao tâm tổn trí. Về phần chủ tịch tỉnh Giang Đô là Tề Phóng Hùng thì thật ra có phối hợp đốc thúc tổ công tác. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết, đây chỉ là bên ngoài thôi. Chẳng lẽ Tề Phóng Hùng còn có thể vui vẻ mà để người ta tới điều tra chính y? Mà tháng 6 cũng chẳng mấy chốc đã đến, lại phải cùng gia tộc hoành đoạn bên Nhật Bản tỉ thí nữa. Ngày đó tới gần, Diệp Phàm trong lòng mỗi ngày đều chịu thống khổ dày vò. Mà Phí Thanh Sơn trong khoảng thời gian này ngoại trừ liều mình luyện công nhằm khôi phục công lực ra, thời gian còn lại toàn bộ đều để tâm cho nội tức khống vật thuật thuật dịch chuyển vật thể bằng nội lực của Diệp Phàm. Phí Thanh Sơn thật đúng là thiên tài luyện võ, hơn nữa ông ta còn có nghị lực kinh người, kinh nghiệm cũng là đủ 10 phần. Nghe nói đã mò mầm ra đôi chút, đã có thể làm cho một cây tiểu thiết kiếm bằng chiếc đũa khổng chế trong tay rồi bắn ra đến vài mét có hơn rồi. Tuy nhiên, bắn thì bắn được nhưng khi bay ra không có uy lực tiến công. Thân cây cũng không đâm nổi, cứ thế này thì còn luyện làm gì. Đúng là việc gân gà, vô ích. Một buổi tối trung tuần tháng 5, trăng sáng nhô lên cao, thời tiết tương đối tốt. Chuẩn bị xong cả chưa? Diệp Phàm cất tiếng hỏi Vương Triều. Đã chuẩn bị xong, hơn nữa, tôi còn phái mấy người đến Hàn Lâm Tự. Giả bộ bảo với Hàn Đàm bên kia là có chuyện khác thường, kiểu trên bộ có cử người đến điều tra gì đó. Mà phương trưởng của Hàn Lâm Tự tên tục ra là Dư Thụ, pháp danh Thiên Ý Đại Sư. Vừa nghe nói vậy thì đã rất biết phối hợp với chúng ta mà đuổi mấy hòa thượng bên cạnh Hàn Đàm đi nơi khác. Nơi đó hiện đang rất yên tĩnh, tiện cho chúng ta làm việc. Chúng ta xuất phát. Diệp Phàm khoát tay áo. Vương Triều, Trần Khiếu Thiên, còn có Trương Cường cả thảy 4 người lên xe thẳng đến Hàn Lâm Tự. Hàn Lâm Tự ở nằm ở ngoại ô Bắc Kinh, ở một huyện lỵ tên là Khê Thủy, cách thủ đô khá xa. Chạy xe nhanh lắm ước chừng cũng nửa giờ mới đến ngã rẽ, nhắm thẳng sườn núi mà đi. Nghe Tư Mã Thanh bên cảnh vệ khu nói, bên Hàn Đàm nhặt được một khúc xương người ở đó, so với sắt thép còn cứng hơn, chuyện này, đương nhiên đã làm Diệp Phàm hứng thú. Xương cốt người này cũng thật là quỷ dị, xương cốt ngâm trong nước hẳn là sẽ phong hóa nhanh hơn, làm sao lại cứng hơn sắt thép được. Nếu như có thể tìm được đầy đủ bộ hài cốt, không chừng là có thể phát hiện ra chút gì. Bởi vì, Diệp Phàm cũng hỏi qua vấn đề này, nghe nói người luyện võ luyện đến cảnh giới siêu cao, khi đó xương cốt trong cơ thể so với người thường thì độ cứng sẽ tăng lên rất nhiều. Thật ra, cảnh giới siêu cao với người luyện võ nội tức mà nói thì nếu không có mấy chục năm tích lũy và lắng động lại, là không thể nào tiến vào cảnh giới siêu cao đấy, nói thí dụ như cảnh giới thập đẳng vậy. Những cao nhân kiểu đó xương cốt trải qua mấy chục năm hòa cùng nội tức, xương cốt cũng tự nhiên có khác biệt lớn so với người thường. Có lẽ, nhìn qua so với người thường cũng không có gì khác nhau. Tuy nhiên, thật ra thì xương cốt đã xảy ra thay đổi lớn mang tính quyết định. Nội tức là một lò luyện lớn. Trải qua lễ gột rửa này, mật độ xương lẫn độ cứng tự nhiên được cường hóa không ngừng đến N lần. Hơn nữa, không riêng gì độ cứng, ngay cả tính dai bền cũng được cường hóa không ít. Bằng không, người luyện võ siêu cấp đều là 7-80 tuổi có hơn rồi. Quy luật tự nhiên người già thì xương cốt xuống cấp, nếu như không có tính dai bền, không có mật độ xương cao, tùy tiện chịu quyền cước của kẻ trẻ khỏe hơn thì e là đã ô hô rồi. Huống chi, những nhân vật siêu cấp đó vừa ra tay lực đạo đã đến vạn cân có thừa. Độ cứng của xương cốt phỏng chừng đã sớm luyện đến mức đủ so bì với sắt thép rồi. Hàn Lâm Tự quy mô cũng coi như tạm ổn, có vài chục tòa nhà liên kết thành chùa miếu. Hàn Đàm nằm ngay bên trái gian nhà cuối cùng phía sau Hàn Lâm. Phạm vi đại khái khoảng chừng 50 mét, một đầm nước nhỏ nằm ngoài quy tắc thông thường. Tên là Hàn Đàm là bởi vì đầm nước này rất lạnh. Ngay lúc giữa hè đưa tay ra sờ xuống nước cũng có cảm giác như chạm phải khối băng. Có mấy chuyên gia tò mò cũng nghiên cứu qua,
nhưng cũng không ra kết quả gì cả. Cuối cùng kết luận là vì mạch đất phía dưới khả năng có khối băng ngàn năm, mà chỗ kia do thẩm thấu lên trên mới hình thành hàn đàm, cho nên, mực nước ở đầm này đặc biệt ổn định. Diệp Phàm giơ tay mò thử, cảm giác đích xác là rất lạnh. Hơn nữa, trên mặt đầm còn có một tầng sương mù mỏng manh dâng lên, mặc dù là đứng ở bờ đầm cũng không khó cảm giác được hàn khí bốc lên lạnh đến thấu xương. Đại ca, lúc trước tôi đã khảo nghiệm qua, theo chiều sâu gia tăng, thì phía dưới là càng ngày càng lạnh. Vương Triều nói, có chút băn khoăn mà nhìn Diệp Phàm. Cụ thể nói xem nào, sâu đến đâu? Diệp Phàm hai mắt chằm chằm quan sát hàn đàm, hỏi. Mặt đầm khoảng 1 độ, sâu xuống đến 5 thước thì nhiệt độ xuống -3 độ. Sâu hơn khoảng, nhiệt độ không sai 5 mét thì là khoảng -6 độ. Khoảng chừng cứ xuống sâu thêm 1 tầng thì sẽ giảm xuống khoảng 3 độ. Nếu quả thế thật, nếu bộ xương cốt kia ở độ sâu 100 thước, đây chẳng phải là nhiệt độ sẽ chỉ có thể là dưới -20 độ trở xuống. Trương Cường nhìn mặt đầm, không khỏi dùng mình một cái. Vậy thì làm sao đi xuống, còn không phải là đông cứng người ta thành băng hay sao? Vương Triều nói, đoạn liếc nhìn Diệp Phàm một cái rồi tiếp. Phỏng chừng có mang đồ lặn cũng chẳng ích gì. 100 thước chiều sâu, đồ lặn đặc thù tự chế của tổ đặc nhiệm A chỉ có thể chịu nhiệt độ thấp đến -30 độ. Theo chuyên gia tổ khoa học năng lượng giới thiệu, thấp nhất là -30 độ, nếu thấp hơn thì đồ lặn khẳng định sẽ vỡ vụn. Diệp Phàm nói, phiền toái nhỉ, nếu xương cốt ở dưới độ sâu 100 mét, vậy tối nay coi như là trắng tay rồi. Vương Triều có chút tiếc nuối nói. Chương 2169, phát hiện. Mặc kệ, cứ thử trước đã rồi tính sau. Diệp Phàm nói xong, liền đi chuẩn bị. Trước khi xuống nước thì làm nóng người, mặc đồ lặn xong thì bắt đầu lặn xuống. Mặc dù là có đồ lặn được bảo vệ đặc biệt, nhưng Diệp Phàm vẫn cảm thấy nước lạnh đến thấu xương. Ở độ sâu 15 mét, Diệp Phàm bắt đầu tìm kiếm, bởi vì Tư Mã Thanh không có đồ lặn, đến vị trí này nhặt được một miếng xương tay. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phàm vô cùng thất vọng chính là, mặc dù có đôi mắt chim ưng và dụng cụ chiếu sáng công suất lớn, nhưng chỗ sâu 5 mét chẳng phát hiện được điều gì, ngoài một số loại cá nhỏ có khả năng chịu lạnh. Diệp Phàm cắn răng một cái, tiếp tục lặn xuống dưới. Đã đến độ sâu 100 mét nhưng Diệp Phàm vẫn chưa phát hiện ra xương cốt gì cả. Hơn nữa, cái đầm này hình như có một đặc điểm chính là, trên bé dưới to. Càng lặn xuống dưới thì cảm thấy phạm vi càng lớn. Hơn nữa, hai bên bờ đầm đều có vách đá. Diệp Phàm dùng thiết bị chiếu sáng soi xuống dưới, phát hiện phía dưới cũng tối om, không rõ độ đâu là bao nhiêu. Diệp Phàm lại thử lặn tiếp xuống, phát hiện bộ đồ lặn trên người có chút phản ứng. Chiếc chuông báo động trên bộ đồ lặn vang lên. Diệp Phàm cảm thấy, bộ đồ lặn dường như cũng đang run sợ. Biết không thể lặn tiếp xuống được nữa, bởi xuống nữa thì khả năng sẽ không còn đường về. Trắng tay rồi. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, đành phải ngoi dần lên. Đến chỗ sâu 70 mét, Diệp Phàm dường như cảm thấy được phản ứng khí sóng từ bên trái vách đá. Quái nhỉ, thuật dò khí sóng của mình chỉ có tác dụng với người hoặc động vật sống sau khi đi qua để lại dấu vết. Nơi lạnh như thế này, chẳng lẽ có người sống hay sao? Mẹ nó chứ, gặp phải ma thật rồi. Diệp Phàm thầm mắng một câu, đôi mắt chim ưng và thuật dò khí sóng tập trung đổ dồn về phía trước. Chuyện khiến Diệp Phàm mồm miệng há hốc đã xảy ra. Ở chỗ vách đá dường như lộ ra vật trong suốt, Diệp Phàm cẩn thận đi qua. Phát hiện hình như là khối băng tích tụ lâu ngày. Lấy tay gạt một cái, dưới ánh đèn chiếu sáng, liền lộ ra một khung xương nửa người trên ở giữa khối băng. Khung xương. Diệp Phàm cảm thấy rất hưng phấn, giơ tay tiếp tục gạt, thì phát hiện cả một bộ xương nguyên vẹn. Người này cũng không phải quá cao lớn. Đại khái khi còn sống chỉ cao từ 1m6 đến 1m7. Tuy nhiên, khung xương lại khá là to, chứng tỏ người này khi sống rất cường tráng. Ngoài bộ xương ra, không phát hiện bất cứ vật gì chứng minh thân phận của người này, ví dụ như ngọc bội chẳng hạn. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện tay của người này bị thiếu một ngón. Hắn liền lấy ra đốt xương ngón tay mà Tư Mã Thanh nhặt được ra, phát hiện khớp nhau đến kinh người. Lạ nhỉ, tuy rằng là lạnh. Nhưng chỗ khác sao không có băng, chỗ này lại có băng nhỉ? Hơn nữa lại còn có một thi thể không rõ lai lịch nữa. Diệp Phàm lẩm bẩm một câu, để chứng minh cho ngón tay này chính là của thi thể. Hắn thi triển khí lực, dồn nội công lên trên con dao rồi vạch lên tảng băng.
phát hiện, khối băng này có độ cứng cực cao. Phải mất 7-8 nhát mới chặt vỡ tảng băng che lấy bộ xương. Diệp Phàm đem mẩu xương ngón tay cái đem ghép vào bộ xương. Một tiếng răng rắc truyền đến, hoàn toàn ăn khớp. Có thể khẳng định chắc chắn rằng, đây chính là xương ngón tay cái của thi thể ngày bị rớt. Diệp Phàm muốn di chuyển bộ xương này, tuy nhiên, phát hiện bộ xương bám lấy tảng băng giống như mọc rễ vậy. Hắn liền dùng 3 thành khí lực, tuy nhiên bộ xương vẫn chẳng hề có động tĩnh gì. Diệp Phàm tức giận, liền dùng 8 thành công lực để di chuyển bộ xương. Tuy nhiên, vẫn như trước, chẳng hề có động tĩnh gì. Mẹ kiếp, chẳng lẽ mọc rễ thật hay sao? Diệp Phàm thật sự phát hỏa rồi, lần này dồn 10 thành khí lực vào hai bàn tay. Miệng hô lớn. Ra. Lại là một tiếng răng rắc nữa vang lên, Diệp Phàm còn tưởng rằng vì lâu ngày nên chúng đóng băng lại với nhau. Mình dùng toàn bộ khí lực thì có thể phá được. Nếu như phá được ra thì có thể di chuyển được bộ xương, vì thế, Diệp Phàm liên tục liều mình để di chuyển nó. Răng rắc. Âm thanh lần này đặc biệt lớn. Diệp Phàm trong lòng thầm kêu lên một tiếng, thành công rồi. Đột nhiên toàn thân giống như bị một luồng điện mạnh đánh trúng vậy. Một dòng nhiệt mạnh từ khung xương truyền đến. Trong nháy mắt, toàn thân Diệp Phàm bị làm cho tê liệt. Bộ đồ lặn kia chịu không nổi dòng nhiệt này, lập tức bị rách tan nát. Thân thể Diệp Phàm lập tức lõa lồ trong dòng nước âm 20 độ. Một cảm giác lạnh thấu xương truyền đến. Còn dòng nhiệt nóng từ khung xương như những dòng nham thạch lớn nhắm thẳng vào người Diệp Phàm. Bị hai luồng nóng lạnh tấn công, Diệp Phàm lập tức cảm thấy bị hoa mắt. Hắn nghĩ phải nhanh chóng ngoi lên, bởi vì nếu không có dụng cụ bảo hộ, chỉ cần mấy phút, dù cho có là cao thủ cửu đẳng thì cũng bị chìm xuống đáy hồ. Tuy nhiên, chuyện khiến Diệp Phàm cảm thấy kinh hãi đã xảy ra. Dưới dòng nhiệt cao từ bộ xương, toàn thân mình dường như bị định thân thuật của Tôn Hầu Tử làm cho bị tê liệt. Không thể nhúc nhích được. Trong lòng muốn di chuyển, tuy nhiên chân tay lại không nghe theo sai khiến. Diệp Phàm gấp đến độ muốn truyền tín hiện cho đám người Trương Cường đang ở trên đầm. Tuy nhiên, phát hiện môi cũng như không thể hoạt động được. Tuy nhiên, điều may mắn chính là, chiếc bình dưỡng khí mà tổ A chế tạo kia vẫn chịu được sức nóng. Bình dưỡng khí vẫn còn một chút để truyền vào miệng Diệp Phàm. Ước chừng khoảng 2 phút đồng hồ trôi qua, bỗng một âm thanh quái dị truyền đến. Diệp Phàm cảm giác giống như toàn thân đột nhiên có cái gì đó tràn đầy. Cảm giác giống như người mình là một quả bóng cao su được thổi căng lên vậy. Dưới đôi mắt chim ưng phát hiện, bụng mình dường như to lên không ít. So sánh được với mấy cái bụng bia mấy chục năm kia rồi. Hơn nữa, còn đang từ từ to lên nữa. Nếu tiếp tục, phỏng chừng cái bụng này sẽ bị vỡ tung ra mất. Một phút đồng hồ lại trôi qua, một tiếng két lại vang lên. Bụng đã thôi không lớn lên nữa, còn bộ xương vốn là mày đỏ bỗng biến thành màu trắng, trông chẳng khác gì ngà voi cả. Cảm giác tê dại trên người cũng dần biến mất, chân tay cũng đã có thể cử động được. Diệp Phàm đang định giật sợi dây thừng an toàn, mới phát hiện sợi dây đã bị đứt từ lâu rồi. Vì vậy hắn vội vàng ngoi dần lên trên. Tuy nhiên, cảm giác dòng điện vẫn còn đang chạy trong người mình, giống như một dòng điện 360V trong bụng có thể phóng điện bất cứ lúc nào. Chỉ có điều, giờ phút này hắn đang chạy thoát thân, cho nên cũng chẳng nghĩ được nhiều. Không lâu sau đã nổi lên trên mặt hồ, Trương Cường cũng đang mặc đồ lặn. Vì bọn họ cảm thấy phía dưới có lẽ đã xảy ra chuyện. Sợi dây thừng lên rồi mà chẳng thấy người đâu, vì thế ai cũng hoảng hốt, nghĩ rằng Diệp Phàm đã gặp chuyện bất trắc rồi. Thấy Diệp Phàm toàn thân run lẩy bẩy đi lên, mọi người liền nhào tới dìu hắn lên trên bờ. Tuy nhiên, phát hiện Diệp Phàm bị hôn mê. Còn người thì cứ run bần bật mãi không ngừng. Sao bụng lại to như thế này nhỉ, chẳng lẽ có quái vật chui vào rồi sao? Vương Triều vừa sờ bụng do, vừa sợ hãi thốt lên. Hai, thật đấy, mau đưa đến bệnh viện đi. Trần Khiếu Thiên cũng luống cuống, cõng Diệp Phàm lên định chạy đi. Đừng cõng, đặt lên cáng đi. Vương Triều kêu lên. Chậm quá đấy, mau lên. Trần Khiếu Thiên sớm đã leo lên tường bên ngoài miếu. Mấy người để Trương Cường ở lại giải quyết chuyện phía sau. Vương Triều lái xe. Không lâu sau đã đi đến bệnh viện, Diệp Phàm liền đưa vào phòng phẫu thuật. Tuy nhiên, bác sĩ dùng mọi phương pháp chụp chiếu, và kết luận rằng bụng hắn vốn như vậy. Có lẽ dạo này uống nhiều bia rượu mà thành, chứ không có điều gì bất thường cả. Sao lại thế được, đại ca tôi hôm qua đâu có cái bụng này.
Uống nhiều bia đi nữa thì cũng thể một ngày mà to được bụng như thế chứ. Vương Triều tức giận, thiếu chút nữa thì đẩy ngã ông bác sĩ với đôi mắt kính dày cộp kia. Cũng may mà có Trương Cường ngăn lại. Đi, đi đến Tổng viện quân y. Trương Cường nói. Mấy người lại vội vàng đưa Diệp Phàm lên xe, phóng thẳng đến Tổng viện quân y. Trương Cường rút ra giấy chứng nhận sĩ quan và giấy chứng nhận điều trị đặc biệt. Diệp Phàm lại bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Tuy nhiên, sau 2 giờ làm đủ mọi xét nghiệm, cuối cùng kết luận của bác sĩ cũng chẳng khác là bao so với bệnh viện trước. Nói rằng, Diệp Phàm tất cả đều bình thường, còn về tại sao bụng lại to nhanh như vậy thì nhất thời chưa tìm được nguyên nhân. Chưa từng gặp trường hợp nào như vậy bao giờ, căn bệnh mới, này xem như đã làm khó các chuyên gia của Tổng viện quân y rồi. Đám người Vương Triều, Trương Cường vô cùng buồn bã, ngơ ngác nhìn nhau không biết nên làm gì. Không lâu sau, Cung Khai Hà dẫn theo mấy chuyên gia của đội khoa học năng lượng, tổ đặc nhiệm A đến Tổng viện quân y. Các chuyên gia này, dùng những phương pháp đặc biệt, cho tới tận đêm khuya, cuối cùng cũng đưa ra kết luận, không bị bệnh gì. Tuy nhiên, một lúc sau, đột nhiên một tiếng phì to vang lên, Diệp Phàm há to miệng, phun ra một luồng khí có mùi hôi, lại liên tục đánh hơi mười mấy lần. Lập tức, trong phòng đầy mùi hôi thối, người không ngờ cũng tỉnh lại. Sao vậy? Diệp Phàm ngồi bật dậy, hỏi. Đại ca, cái bụng của anh kìa, bụng của đại tướng quân, các bác sĩ không giải quyết được. Vương Triều nói. Diệp Phàm mới sửng sốt nghĩ đến chuyện ở dưới đầm, đưa tay lên sờ sờ bụng. Cảm giác chẳng có gì lạ thường, chỉ là hơi chướng bụng một chút mà thôi. Còn cảm giác tê dại vì dòng điện kia cũng giảm đi không ít, ít nhất người vẫn có thể cử động được bình thường. Không sao rồi, chúng ta về nhà thôi. Diệp Phàm đứng lên muốn ra về, Cung Khai Hà khuyên bã bọt mép cũng vô dụng. Thấy hắn thật sự không sao nên cũng đi về. Chương 2170, thành viên tổ kiểm tra bị bắt. Sau khi ra ngoài Diệp Phàm nói. Về Hàn Đàm, tôi sẽ tìm hiểu rõ ngọn ngành, không chừng còn có cách loại bỏ cái bụng trướng này. Mấy người lên xe. Lão đại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vương Triều không nhịn được vừa lái xe vừa nói. Vì thế Diệp Phàm nói qua tình hình một chút, mấy người nghe xong đều trợn tròn mắt. Trương Cường còn hét lên, lạ quá, việc này đúng thật là lạ. Diệp Phàm giật mình, cảm thấy có niềm vui bất ngờ, giống như lực lượng được tăng thêm một chút, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ có liên quan đến cái bụng trướng này. Không lâu, Diệp Phàm lại xuống Hàn Đàm, lần này đến độ sâu 70 mét. Phát hiện một bộ khung xương đầy đủ vẫn còn nguyên tại chỗ, chỉ bị bao phủ bên ngoài bởi một lớp băng. Hơn nữa, khung xương ban đầu vốn có màu đỏ lại hiện lên vô cùng trắng. Giống như đã được tẩy trắng. Diệp Phàm dùng khí lực giơ tay với lấy khung xương, tuy nhiên, việc này cũng làm cho một đầu người lật ra. Khung xương mà lúc đầu dùng 10 phần khí lực vẫn không chuyển động, lúc này trở nên rất nhẹ, hình như không có chút sức nặng nào. Quái, sao lại nhẹ như vậy? Diệp Phàm thầm nói, sau đó nhìn khung xương mới phát hiện lúc này trên khung xương hình như bên trong trống không. Dường như ban đầu bên trong đầy băng, hiện giờ không có nên nhẹ. Hắn đưa mắt nhìn phía sau khung xương, lập tức ngây người, bởi vì vách đá phía sau khung xương có chữ. Diệp Phàm hào hứng hẳn lên, đi đến cẩn thận nhìn. Phát hiện chữ này hẳn là một loại chữ cổ. Từ sau khi Diệp Phàm phát hiện kiếm can tương đã tiến hành nghiên cứu một ít về chữ cổ. Sau một thời gian ngắn cũng có chút hiểu biết. Tuy nhiên, lập tức cũng kinh hãi. Người này lại là Bảo Chí Thiền Sư. Bảo Chí Thiền Sư là ai? Người này và Đạt Ma, Phó Đại Sĩ gọi là ba đại sĩ lớn. Khi 7 tuổi, Bảo Chí Thiền Sư xuất gia, giỏi về thiền. Sau đó, hành tung của Bảo Chí Thiền Sư bỗng nhiên kỳ lạ, không ở một chỗ cố định, ăn không đúng giờ, thường xuyên tóc dài chân trần, tay cầm gậy du hành đầu đường cuối ngõ. Trong những năm đó, Bảo Chí Thiền Sư nhiều lần có thần tích, vài ngày không ăn cơm. Cũng không thấy đói khát, lại thường nói những điều mà người khác không thể lý giải, nhưng sau này phát hiện những lời nói của ông ta đều ứng nghiệm cho nên dân chúng và quan lại vùng Giang Đông đều rất tôn sùng ông ta. Nhưng Vũ Đế lại cho rằng Bảo Chí Thiền Sư dùng tà thuyết mê hoặc người khác cho nên nhốt ông ta vào trong ngục. Kỳ lạ chính là, mọi người vẫn nhìn thấy ông ta ngao du phố xá như cũ, khi đi tới thăm tù lại thấy ông ấy ngồi trong ngục. Mãi cho đến khi mất, Lương Vũ Đế lập tức hạ chiếu. Đại sĩ Bảo Chí, dấu vết cát bụi, dù rất minh tịch,
nước lửa không thể tiêu nhu, rắn hổ không thể làm sợ. Nói lời Phật, nghe tiếng trên, nói những lời của tiên trên cao. Tự kim trung ngoại, nhâm sử tuyên hóa. Bảo Chí Thiền Sư viết mấy chữ trên vách đá dưới Hàn Đàm, nói trong lúc ông ta du lịch ở đây đã nhặt được một đứa trẻ, tên là Chu Đình, gửi nuôi ở thành phố Lam Châu hiện nay. Nói là du lịch đến Hàn Lâm Tự cảm thấy cũng không tệ, cũng dùng hóa duyên để có được tiền xây Hàn Lâm Tự, xong từ đó về sau liền ở đây. Một ngày bỗng nhiên cảm giác được đại nạn sắp giáng xuống. Vì thế đau đầu tính toán, bởi vì Bảo Chí Thiền Sư cũng có tài trong vấn đề địa lý. Cảm thấy Hàn Đàm này chính là chỗ tốt nhất để mình viên tịch. Tuy nhiên, Bảo Chí Thiền Sư cảm thấy nội lực của mình chôn đi thật đáng tiếc, nhưng nhất thời không tìm thấy được người kế thừa. Vì thế dùng hết các phương pháp võ thuật từ xưa đến nay, cuối cùng kết hợp với đặc điểm bản thân, nghĩ ra nếu dùng khí ngưng tụ nước thành băng khắp toàn thân, có thể tích trữ nội lực trong người mà không đến mức tiêu tán trong trời đất. Cách này Bảo Chí Thiền Sư gọi là vòng công. Mặc dù Bảo Chí Thiền Sư không nói rõ mình đã đạt được cảnh giới nào, nhưng Diệp Phàm suy nghĩ một chút cảm thấy ông ta ít nhất cũng phải vượt qua thập đẳng. Mà vòng công hình như đã dùng nội tức của Bảo Chí Thiền Sư phản kích lại nội tức của Diệp Phàm. Vì sao bậc cha chú truyền công cho con cháu lại vô cùng khó, cũng là bởi vì nội tức mà mỗi người luyện ra đều không giống nhau. Rất khó tìm ra nội tức mà hai người luyện có tính chất giống nhau. Giống như truyền máu, bình thường không có nhóm máu tương thích thì sẽ có sự loại trừ, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Truyền công nội tức cũng giống thế, không tương thích cũng có hậu quả khiến con cháu nổ tan xác mà chết. Tuy rằng hiện giờ trong một số gia tộc lớn có một số ít phương pháp truyền công từ xưa có thể dùng, nhưng hiệu quả không thể nào tốt. 10 phần nội khí truyền ra cho con cháu nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp thu nửa phần. Hơn 9 phần đều là lãng phí. Hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, thời gian truyền nội tức cũng tương đối dài. Có lẽ phải đến mấy năm, phải từ từ hấp thụ. Hơn nữa, xác suất thành công thấp, có lẽ trong 100 người chỉ một người thành công cũng là không tệ rồi. Cho nên, cách này cũng là việc làm vô bổ, cơ bản không ai dùng cách này, dần già bị thất truyền. Mà phương pháp vòng công của Bảo Chí Thiền Sư hiệu quả cũng không phải tệ, chỉ có điều, cũng tương đối nguy hiểm. Vừa rồi Diệp Phàm dùng ngón cái chặt đứt mà Tư Mã Thanh nhặt được chính là đã kích động chuyển tiếp vòng công. Nếu Diệp Phàm không dùng nội tức, vậy cũng không thể xảy ra vòng công. Bởi vì, sau đó Diệp Phàm còn dùng nội tức ôm lấy bộ xương mới xảy ra vòng công. Tuy nhiên, nội tức của Bảo Chí Thiền Sư dữ dội tinh thâm, làm sao Diệp Phàm có khả năng hấp thụ, cho nên đã xảy ra việc tê dại như điện giật. May mắn có nước lạnh, nếu không, Hàn Đàm này chính là chỗ mà Diệp Phàm nổ tung xác. Đương nhiên, Bảo Chí Thiền Sư cũng đoán chắc ra điều này mới viên tịch ở chỗ Hàn Đàm. Diệp Phàm cũng hiểu ngay tại sao bụng mình lại trướng to lên như vậy, nguyên nhân là nội tức của Bảo Chí Thiền Sư đã tập trung hết vào đó. Chỉ có trải qua vòng công, luyện công lâu dài, thời gian qua, hóa nội khí của Bảo Chí Thiền Sư khắp toàn thân mới có thể làm cho cái bụng trở nên bình thường. Còn bao nhiêu năm sau mới hấp thụ hoàn toàn nội tức của Bảo Chí, tiêu trừ cái bụng trướng thì Diệp Phàm nhất thời cũng chưa biết. Nếu không tuổi còn trẻ mà cứ vác cái bụng trướng như vậy thực sự khó coi. Chỉ có điều, cũng không biết khi nào mới có thể giải hết nội khí của Bảo Chí khắp toàn thân. Việc này chỉ có thể dựa vào tự mình luyện công mới được. Sau khi xem xong, Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc cung kính trong nước hướng về phía Bảo Chí Thiền Sư lạy ba cái. Đang định chuyển khung xương lên bờ an táng. Tuy nhiên, việc lạ đã xảy ra, đột nhiên một dòng nước màu trắng đục dâng lên. Sau khi dòng nước màu trắng này tan hết, Diệp Phàm kinh hãi phát hiện, khung xương của Bảo Chí Thiền Sư đã tiêu tan toàn bộ, thành những hạt cát nhỏ rơi trong nước. Lúc này chân mà khung xương Bảo Chí Thiền Sư đứng lộ ra mấy chữ viết. Diệp Phàm xem xong cuối cùng hiểu rõ. Bởi vì lúc trước có nội tức chống, băng bọc bên ngoài, khung xương Bảo Chí có thể lưu giữ tốt. Hiện không có nội tức, khung xương liền mất lực chống đỡ. Hơn 1000 năm qua đi, tất nhiên là tan hết. Hơn nữa, Bảo Chí cũng nói, ông ấy thích Hàn Đàm này, cũng không cần tìm nơi viên tịch mới. Chỉ có điều, Bảo Chí hy vọng người hữu duyên có được nội tức của ông ta có thể quan tâm đến đứa bé Chu Đình mà ông ta nhặt được. Sau này, Bảo Chí còn tặng một bộ trưởng pháp là Thiết Thủ. Theo Bảo Chí Thiền Sư giới thiệu thì người luyện được bộ trưởng pháp này. Sau khi luyện xong bàn tay cứng như sắt, ngoài ra... Khi nội tức đủ hùng mạnh là lúc có thể không dùng trưởng lực, mà trưởng lực đều là do nội tức hình thành, cứng rắn cũng như sắt.
cho nên, gọi là thiết thủ. Tuy nhiên, Bảo Trí Thiền Sư sống cách xa hiện tại đã 1.600 năm. Đi đâu mà tìm Chu Đình mà người này nhặt được vứt bỏ. Trong lòng Diệp Phàm thở dài một tiếng, yên lặng ghi nhớ thiết thủ và vòng công. Sau đó giơ tay phá đi những chữ viết nổi trên hàn đàm. Sau khi trở lại biệt thự Hồng Diệp, Kiều Viên Viên nhìn thấy cái bụng trướng của Diệp Phàm cười thiếu chút nữa gãy lưng. Diệp Phàm chỉ có thể kêu xui thầm trong lòng, ngày mai đi làm không biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn theo. Quả nhiên, ngày hôm sau đi làm, hễ ai gặp Diệp Phàm đều nhìn trộm Diệp Phàm vài lần, hắn đành phải kiên trì giả ngu. Ngay cả Khâu Hoa nhìn Diệp Phàm cũng không nhịn được, ân cần hỏi han. Tiểu Diệp, bụng sao lại đột nhiên phồng lên như thế? Có phải là bị bệnh không? Nếu bị bệnh có thể nghỉ ngơi. Vâng, có chút bệnh, bác sĩ nói sau một thời gian sẽ khỏi, tuy nhiên không ảnh hưởng đến công việc bình thường. Diệp Phàm nói, rõ ràng là giả bệnh. Ừ, chủ nhiệm Khâu Hoa cũng gật đầu không nghi ngờ cái gì. Lúc này, thư ký Liễu Ninh vội vàng đến, thấy chủ nhiệm Khâu Hoa đang nói chuyện với Diệp Phàm, anh ta cung kính chào chủ nhiệm Khâu Hoa. Chuyện gì? Diệp Phàm cũng không để ý hỏi. Tổ đôn đốc Giang Đô đã xảy ra chuyện, vừa rồi mới nhận được điện thoại của phó chủ nhiệm Vu, nói là không gọi điện thoại cho anh được. Thư ký Liễu nói. Diệp Phàm hơi ngạc nhiên, cầm điện thoại lên mới thấy là điện thoại đang tắt, vội vàng mở điện thoại hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Hùng và Trần Cảnh đã bị bắt lại. Thư ký nói. Thành viên tổ đôn đốc, sao lại bị bắt? Diệp Phàm khá kinh ngạc, không ngờ đi kiểm tra cuối cùng lại kiểm tra mình bị bắt. Chuyện này quả thực làm thiên hạ chê cười. Tình hình cụ thể chủ nhiệm Vu chưa nói, chỉ hy vọng anh có thể đi xuống đó một chuyến giải quyết việc này. Nếu không còn đâu là thể diện. Thư ký Liễu nói, chủ nhiệm Điền không phải là người phụ trách tổ đôn đốc Giang Đô sao? Diệp Phàm hừ nói, tất nhiên là nói đến phó trưởng ban thư ký chính phủ Điền Lâm. Chủ nhiệm Điền đang bị bệnh, trên giường bệnh ông ấy có gọi điện thoại cho lãnh đạo tỉnh Giang Đô. Lãnh đạo có liên quan của tỉnh Giang Đô có nói là lập tức cử người xuống điều tra. Chỉ có điều, cấp dưới nói nhân chứng vật chứng đều có đủ, không có cách nào. Thư ký Liễu nói. Bệnh thật đúng lúc. Diệp Phàm tức giận hừ một tiếng. Ha ha, chủ nhiệm Diệp đi xuống đó một chuyến đi, không chừng thầy thuốc cậu có thể chữa được bệnh của chủ nhiệm Điền. Lúc này chủ nhiệm Khâu Hoa không ngờ thản nhiên cười vỗ vỗ vai Diệp Phàm rồi bỏ đi. Diệp Phàm thoáng nghĩ. Chủ nhiệm Khâu Hoa nói những câu này đầy ẩn ý. Chương 2171, phủi tay. Diệp Phàm vội vàng giao việc xong liền dẫn thư ký Liễu Đinh lên máy bay, đi đến Giang Đô. Đến tận đêm khuya mới đến địa khu Vân Phong, các thành viên tổ đôn đốc của Giang Đô đều ở nhà khách của địa khu. Diệp Phàm cũng không làm kinh động đến lãnh đạo Giang Đô, vừa đến nhà khách, chủ nhiệm Vu Quý Phát vội vàng đến. Dương Hùng và Trần Cảnh rút cục là làm sao vậy? Diệp Phàm mời Vu Quý Phát ngồi xuống, sau đó hỏi. Tôi cũng không rõ lắm. Dương Hùng và Trần Cảnh hôm qua được giao đi xác minh cụ thể vấn đề cải tạo khu Đông Than của Vân Phong. Nghe nói, Đông Than có món mì rất nổi tiếng, hai đồng chí ấy tìm hiểu tình hình xong thì cũng đã hơn 5 giờ rồi, cho nên cũng muốn đi nếm thử món mì này. Loại mì này quả thật không tệ chút nào, tôi cũng ăn 2 lần rồi. Vị rất chính tông, hơn nữa, nước dùng rất đặc biệt. Tuy nhiên, hai đồng chí Dương Hùng và Trần Cảnh đến đây lại gây ra chuyện. Vu Quý Phát nói đến đây thì ngừng lại, nhấp một ngụm trà. Thật là chuyện nực cười, không phải tôi đã nói với các anh rồi hay sao? Phải giữ kỷ luật, khi đi xuống dưới thì phải chú ý đến hình ảnh của mình. Diệp Phàm hừ nói. Lời này, tôi cũng nói với chủ nhiệm Điền không biết bao nhiêu lần rồi. Vu Quý Phát sắc mặt có chút khó coi, ấp a ấp úng nói. Có phải có liên quan đến phụ nữ không? Diệp Phàm mặt nghiêm lại, hỏi. Vâng. Vu Quý Phát gật đầu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, mới nói. Hai người này bị quân nhân bắt đi rồi. Quân nhân ư, nơi nào thế, tại sao lại bắt? Diệp Phàm hỏi, hắn cảm thấy việc này càng lúc càng phức tạp. Là trung đoàn đạn đạo của địa khu Vân Phong, trung đoàn trưởng tên là Tống Xích. Chủ nhiệm Điền bị đau bụng. Vì thế mới bảo tôi đi can thiệp một chút. Tuy nhiên, cái tay trung đoàn trưởng kia thái độ rất cứng rắn, tôi chưa nói xong ông ta đã sổ ra một tràng rồi. Nào là du côn trêu ghẹo vợ quân nhân, rồi thì phải trừng trị nghiêm.
Về sau căn bản là ông ta chẳng thèm nghe chúng tôi giải thích đã hùng hổ muốn đưa người ra tòa án quân sự rồi, nói là không bắn chết thì không được. Phu Quý Phát sắc mặt khó coi, nói. Diệp Phàm vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, trong lòng tự nhủ thảo nào mà lão già Điền Lâm kia giả vờ bị bệnh. Liên quan đến quân đội như vậy, phỏng chừng đến cả Điền Lâm cũng không muốn dính vào. Huống hồ, bộ đội đạn đạo không do địa phương cai quản, lãnh đạo của họ có lẽ là lãnh đạo nhị pháo rồi. Vì vậy, Điền Lâm giả bệnh để khỏi bị dính vào chuyện này. Hơn nữa, Dương Hùng và Trần Cảnh tuy nói là thành viên của tổ đôn đốc Giang Đô, nhưng xuất thân của bọn họ lại là nhân viên đốc tra chính phủ, là cấp dưới trực tiếp của Điền Lâm. Lần này đến là hợp tác với phòng kiểm tra của văn phòng trung ương đốc thúc việc của Giang Đô. Dương Hùng và Trần Cảnh nói như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Căn bản là không gặp được người, tôi vào không ngờ trung đoàn trưởng Tống kia còn sai người đòi đánh tôi. Tôi chẳng có cách nào, đành phải lui ra. Phu Quý Phát nói. Anh có thể đề nghị chủ nhiệm Điền liên hệ với đồng chí trong quân khu Giang Đô mà. Diệp Phàm nói. Vô dụng thôi, tư lệnh viên Đồng Nhất Tiên nói tuy rằng trung đoàn đạn đạo này nằm ở Giang Đô, nhưng không thuộc phạm vi quản lý của quân khu tỉnh. Phu Quý Phát nói. Diệp Phàm khoát tay, cho Phu Quý Phát về nghỉ trước. Cái này, ngày mai nhất định phải gặp được Dương Hùng và Trần Cảnh đã. Tuy nhiên, nếu cái tay trung đoàn trưởng Tống kia cứ cứng rắn như vậy, thì chắc không dễ dàng để mình gặp rồi. Không gặp được người thì đâu thể nắm rõ tình hình được. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, liền gọi điện cho Trương Cường, nhờ cậu ta tìm hiểu một chút về tình hình trung đoàn đạn đạo của địa khu Vân Phong. Những tài liệu này, tổ đặc nhiệm A đều có cả. Đương nhiên, đây đều là những bí mật quốc gia. Chỉ có những người như Diệp Phàm mới có thể lợi dụng chức quyền để hỏi. Không lâu sau, Trương Cường gọi lại, nói. Trung đoàn đạn đạo ở địa khu Vân Phong là một trung đoàn độc lập, thuộc sự lãnh đạo trực tiếp của nhị pháo, chưa được sắp xếp vào số quân khu lớn. Tống Xích là người có tác phong cứng rắn, dựa vào kỹ thuật của bản thân mới leo lên được vị trí trung đoàn trưởng. Đương nhiên, rốt cục y có bối cảnh như thế nào thì tạm thời tôi chưa điều tra ra được. Việc này phiền phức rồi. Lãnh đạo cao nhất của nhị pháo tên là Vệ Cường, người ta không những là tư lệnh viên của nhị pháo, mà còn là ủy viên quân ủy. Đây là một nhân vật tai to mặt lớn trong giới quân đội. Nếu muốn Tống Xích, mềm, đi một chút, thì phải có lãnh đạo nhị pháo ra mặt mới được. Diệp Phàm nói. Chắc chắn là như vậy rồi, tuy nhiên, trưởng ban Kiều Hoành Sơn nếu đồng ý ra mặt, thì chắc là có tác dụng. Trương Cường nói. Ông ấy ra mặt đương nhiên là hữu dụng rồi. Diệp Phàm hừ nói, một lúc sau mới nói tiếp. Tuy nhiên, việc này phiền hà đến ông ấy, tôi không muốn làm như vậy. Bởi vì Kiều Hoành Sơn là cũng là một nhân vật tai to mặt lớn trong quân giới. Vậy làm sao bây giờ? Trương Cường nói. Cậu nói xem, nếu như kêu Trần Quân ra mặt liệu có tác dụng không nhỉ? Diệp Phàm cười hỏi. Ý kiến hay đấy, Trần Quân ở tổ nòng cốt thứ 8 của căn cứ Vịnh Lam Nguyệt, hơn nữa còn là một trong số những người phụ trách. Vùng này cũng là phạm vi của bọn họ, yêu cầu được điều tra Dương Hùng và Trần Cảnh, chẳng lẽ Tống Xích còn dám ngăn cản, không thả người hay sao? Chỉ cần có thể ra được, thì trắng đen rõ ràng ngay ấy mà. Trương Cường mỉm cười, trong lòng thầm khâm phục Diệp Phàm anh minh. Trần Quân sau khi nhận được điện thoại của Diệp Phàm, lập tức làm những thủ tục liên quan, đến địa khu Vân Phong luôn trong đêm. Đúng là một người bạn tốt, việc này, đơn giản như vậy đã giải quyết được rồi. Diệp Phàm nằm trên giường, thở dài. Sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm triệu tập thành viên tổ đôn đốc của Giang Đô đến họp. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói. Gần đây, chuyện xảy ra trong tổ mọi người đều biết rồi. Tuy nhiên, việc này còn phải điều tra. Rốt cục tình hình thế nào thì chúng ta vẫn còn chưa rõ. Họp xong, tôi sẽ sang bên kia một chuyến. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc lại một chút, tổ đôn đốc phải giữ lấy kỷ luật. Tất cả các đồng chí phải nghiêm khắc với chính mình. Không được tùy tiện, rồi thì dây cả ra dây muống. Không được để xảy ra bất cứ chuyện gì tương tự nữa. Các đồng chí nhìn xem, chuyện lần này ảnh hưởng xấu đến thế nào. Tiếp theo, các cán bộ phụ trách báo cáo tình hình điều tra ở Giang Đô, những điều này Diệp Phàm nghe cẩn thận. Phát hiện, tổ điều tra xuống cũng đã một thời gian dài rồi, nhưng chưa điều tra ra vấn đề trọng tâm nào. Bởi vì, những vấn đề này Diệp Phàm đã nắm được từ năm trước.
Vừa nghe đã hiểu ra ngay, cứ với phương thức điều tra như vậy, thì đến đời Mục Thất cũng chưa chắc đã tìm ra được vấn đề gì. Cuối cùng, lại tiêu nghỉu chuồn về thôi. Đúng lúc này, Phó trưởng Ban Thư ký Điền Lâm được thư ký của ông ta đỡ vào. Chủ nhiệm Điền, mời ngồi. Diệp Phàm khách khí đứng dậy, mời chủ nhiệm Điền ngồi xuống. Chủ nhiệm Diệp, anh ngồi đi, ngồi đi. Không ngờ, lão già này rất khách khí nhấn vai Diệp Phàm ngồi xuống. Diệp Phàm biết, lão sẽ không tốt bụng như vậy đâu, chắc chắn sẽ còn câu đằng sau nữa. Quả nhiên, Diệp Phàm vừa ngồi xuống, Điền Lâm với vẻ mặt hổ thẹn, nói. Đồng chí Diệp Phàm, anh cũng biết đây, sức khỏe tôi thế này. Tuổi tác đúng là chẳng buông tha cho ai, bao nhiêu năm như vậy rồi, bệnh tình giờ lại tái phát. Hơn nữa, vừa mới nhận được điện thoại của Ủy viên Trương ở Bắc Kinh, nói là bên đó nhiều việc quá. Yêu cầu tôi lập tức trở về để hỗ trợ, cũng khá là đúng lúc, về Bắc Kinh nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt. Cho nên, việc của tổ đôn đốc, do cậu phụ trách vậy. Thế sao được, không được đâu chủ nhiệm Điền. Giữa chừng lại đổi lãnh đạo, công việc lại bắt đầu lại, vậy những việc chúng ta làm trước đây đều là phí công hay sao? Không ngờ, Phú Quý Phát lên tiếng trước. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu, lão già này đang chơi bẩn mình. Đây không phải là đang nâng Điền, hạ Diệp sao? Ha ha, chủ nhiệm Điền, ông thấy đấy. Đồng chí Vu Quý Phát nói cũng có lý đấy chứ, các ông xuống cũng đã một thời gian này. Đối với tôi công việc này còn khá là lạ lẫm. Tôi thấy, để đồng chí Vu Quý Phát phụ trách đi, ông thấy thế nào? Và lại, công việc ở phòng đốc tra cũng nhiều. Tôi chỉ xuống xem tình hình thế nào thôi, đợi chuyện này xử lý xong thì phải về ngay. Không dám gạt các vị. Đến công việc bên kia tôi còn chưa bố trí xong. Nếu nhận cả bên này nữa, việc bên kia không phải sẽ bùng bét ra sao? Diệp Phàm cười nói, chuyển hướng sang Vu Quý Phát. Tin rằng lão già này sẽ từ chối. Bởi vì, tổ đôn đốc của Giang Đô đã trở thành một tổ ong vò vẽ rồi. Đẩy vào người ai thì chắc chắn là gặp xui xẻo rồi. Huống hồ, giờ lại xảy ra việc Dương Hùng và Trần Cảnh bị quân đội bắt giam. Cái này... Người thông minh sẽ liên tưởng được ngay đến việc, những thứ này liệu có phải do một người nào đó làm ra hay không? Thành viên tổ công tác cho dù to gan lớn mật đến đâu cũng không dám trêu ghẹo vợ của quân nhân. Trong này, nhất định là có vấn đề. Phỏng chừng có kẻ nào đó muốn nhân cơ hội để làm loạn tổ công tác. Không được, không được, tôi không làm được. Quả nhiên, Phú Quý Phát phản ứng ngay. Lúc này người lão run lên. Ông biết mình không làm được. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói, nụ cười trên mặt bỗng biến mất. Không làm được thì đứng sang một bên đi, chủ nhiệm Điền đang giao việc, ông lại nhảy cái gì? Sắc mặt Phú Quý Phát lập tức đen lại, miệng cứng đơ chẳng nói được câu nào. Biết rằng Diệp Phàm đang mượn hơ hội để đập lại mình, lão hận tới mức ngứa hết cả răng, nhưng lại chẳng có cách nào. Đến Điền Lâm cũng hơi giật mình, sắc mặt liền thay đổi. Những lời này của Diệp Phàm thật thâm hiểm. Không những có thể gõ cho Vu Quý Phát một cái, lại có thể, vào miệng chủ nhiệm Điền một nhát. Ý tứ sâu xa chính là trước kia không phải Điền Lâm ông giành chức này bằng mọi giá hay sao sao bây giờ còn nhờ Diệp Phàm tôi ra tay làm gì. Tuy nhiên, Điền Lâm vẫn tỏ ra bình tĩnh, mặc dù trong lòng cũng bực lắm rồi, nhưng củ khoai nóng này không thể cầm nữa rồi. Nếu không sẽ không trụ nổi mất. Chương 2172, nhúng tay. Lão già này đang cố nhẫn nhịn không lao lên tát vào mồm Diệp Phàm một cái, giọng vẫn tỏ ra bình tĩnh nói. Việc này, tôi đã báo cáo với chủ nhiệm văn phòng Trung ương Điền Giang rồi, cũng đã nói rõ tình hình, chủ nhiệm Điền đã đồng ý tôi về trước. Việc của tổ giám sát ở Giang Đô toàn quyền giao cho đồng chí Diệp Phàm. Sau này, mọi chuyện ở đây đều do chủ nhiệm Diệp làm chủ. Các đồng chí đã rõ cả chưa? Rõ. Mấy người đồng thanh đáp. Phía dưới Điền Lâm và Diệp Phàm sau khi tiến hành bàn giao, trần trừ mãi không muốn ở lại, chỉ muốn chuồn. Tuy nhiên, khi bắt tay Diệp Phàm lần cuối trước khi đi, Điền Lâm lại lấp lửng nói. Chủ nhiệm Diệp, Giang Đô và thủ đô rất khác nhau, anh nhất định phải bảo trọng đấy. Lão già nói một lời hai nghĩa. Không sao, cơ thể tôi vẫn rất cường tráng, có thể chịu được, cảm ơn sự quan tâm của chủ nhiệm Điền. Diệp Phàm vẻ mặt thản nhiên đáp. Chịu được thì tốt, chịu được thì tốt, nếu không chịu được lại ngã xuống giống tôi thì phiền lắm. Tôi đi đây, các anh tiếp tục đi. Điền Lâm rông dài vài câu rồi đi. Ha ha,
chủ nhiệm Điền chắc là vẫn chưa được nghe đến danh hiệu khác của tôi, đó là ông bất đảo. Vì thế, có lúc muốn ngã cũng khó, không thể tự quyết định được. Diệp Phàm cười nhạt và đi lên trước mặt Điền Lâm. Lão già đương nhiên vừa tức vừa hận, hàm răng cắn chặt. 10 giờ sáng, Diệp Phàm gọi tư lệnh viên quân phân khu địa khu Vân Phong, Tăng Nhậm Minh cùng đi đến đoàn tên đạn đạo lửa. Còn đồng chí Trần Quân dẫn thêm vài đội viên báo săn giống như những người giúp việc cùng đi, Diệp Phàm cũng không giới thiệu, Tăng Nhậm Minh lại cho rằng đó là những người giúp việc bên tổ đốc tra của Diệp Phàm, cũng không hỏi. Đoàn tên lửa X nằm trong một thung lũng, xung quanh đều là cây cối rất to. Xe chở, bệ phóng tên lửa được sơn toàn màu xanh, dù có ở ngay trước mắt thì cũng không thể phát hiện ra được. Đương nhiên, việc canh phòng vẫn phải nghiêm ngặt. Đám người Diệp Phàm bị mấy binh sĩ vẻ mặt uy phong ngăn lại ở bên ngoài. Đồng chí thiếu úy, tôi là Tăng Nhậm Minh của phân khu địa khu Vân Phong, có việc muốn gặp đoàn trưởng Tống. Chỉ huy trưởng Tăng vẻ mặt lịch sự nói. Chúng tôi không trực thuộc sự quản lý của phân khu, thủ trưởng, đây là khu vực cấm của quân sự. Đoàn trưởng Tống có lệnh, hôm nay không tiếp khách, xin mời về cho. Chàng thiếu úy đang gác kia vẻ mặt nghiêm túc nói. Sắc mặt của Tăng Nhậm Minh thay đổi, cảm thấy hơi mất mặt, mặt đanh lạnh hừ nói. Tôi là chỉ huy trưởng phân khu địa khu Tăng Nhậm Minh, đồng chí thiếu úy, hãy thông báo đi. Tôi có việc gấp tìm đoàn trưởng Tống. Tôi biết đồng chí là chỉ huy trưởng phân khu nhưng cũng không được. Anh chàng thiếu úy vẫn tỏ ra cứng rắn. Tăng Nhậm Minh vừa nghe hai bàn tay hướng về Diệp Phàm xoa xoa, tỏ ý là chúng ta không còn cách nào nữa, bọn họ quá cứng nhắc. Tuy nhiên Diệp Phàm trong lòng cũng thầm nghĩ, cảm thấy đồng chí Tống Xích này cũng thật là cao ngạo. Dù sao người ta cũng là chỉ huy trưởng phân khu, cũng xem như là đứng đầu về quân sự ở địa phương. Anh, nên giữ thể diện cho người ta. Hơn nữa, có rất nhiều việc thế nào cũng phải nhờ vả đến người ta. Hừ. Diệp Phàm đột nhiên hừ lên một tiếng, hướng vào anh chàng thiếu úy kia nói như ra lệnh. Đồng chí thiếu úy, tôi là Diệp Phàm, chủ nhiệm phòng đốc tra văn phòng Trung ương, bảo đồng chí Tống Xích lập tức ra đây. Phòng đốc tra văn phòng Trung ương là bộ ngành nào, tôi chưa nghe nói đến. Không ngờ đồng chí thiếu úy vẫn kiên quyết trả lời một câu như vậy. Bảo anh chuyển lời thì anh chuyển lời, lôi thôi cái gì. Nếu không lập tức bắt đồng chí thiếu úy này lại. Trần Quân hung hăng lớn tiếng quát và bước đến đẩy đồng chí thiếu úy kia một cái làm cho anh ta lảo đảo. Các anh là ai, dám đánh thiếu úy Trịnh? Hai chiến sĩ gác cổng còn lại tức giận, cầm khẩu súng trường lên. Đỡ tôi đứng dậy đã, tôi lập tức thông báo. Không ngờ một cái đẩy của Trần Quân đã làm cho chàng thiếu úy Trịnh Cang tỉnh ra, vội vàng lên tiếng ngăn hai chiến sĩ lại. Xem ra, chàng thiếu úy đã bị sự ngang tàng của Trần Quân dọa cho sợ. Đứng trước đoàn tên lửa vẫn có người dám ngang tàng như vậy, có hai trường hợp. Một là đầu óc có vấn đề, hai là người này có phân lượng lớn. Loại người này không phải là bình thường. Không lâu sau, một chiếc xe quân sự chạy đến đậu lại bên trong cổng chính. Từ bên trong bước ra một người mặt vuông chữ điền, mặc quân phục, vai đeo quân hàm thượng tá. Người này lạnh lùng nhìn qua đám người của Diệp Phàm một lượt, nói. Rất huy phong. Dám đến làm loạn trước cổng của đoàn chúng tôi, các anh không biết đây là khu vực quân sự cấm cấp A hay sao? Theo quy định canh gác của chúng tôi, người gây rối có thể nổ súng bắn chết tại chỗ. Không cần phải nói lý do. Khẩu khí lớn lắm, đoàn trưởng Tống, ai cho anh cái quyền coi thường thủ trưởng cấp trên thể hả? Lúc này Trần Quân bước lên trợn mắt nhìn Tống Xích, lạnh lùng nói. Thủ trưởng cấp trên, tôi chưa phát hiện ra vị nào là thủ trưởng cấp trên của Tống Xích tôi. Lãnh đạo của tôi ở thủ đô, ngay cả chỉ huy trưởng Tăng cũng không có quyền giơ tay múa chân với chúng tôi. Về phần chủ nhiệm Diệp của văn phòng Trung ương chắc chắn cũng chẳng có quyền yêu cầu chúng tôi làm việc gì. Hơn nữa, muốn kiểm tra cũng phải do bộ ngành của quân đội chứ không phải văn phòng Trung ương. Tống Xích không đi ra ngoài mà đứng ở lan can bên trong thản nhiên đáp. Cầm cái này xem thử đi, Trần Quân ta phải cho ông xem có quyền để bắt Tống Xích ông hay không. Trần Quân lấy ra một quyển sổ gì đó ném qua, đoàn trưởng Tống Xích đưa tay bắt lấy quyển sổ. Tống Xích sau một hồi lấy làm lạ rồi cũng mở cuốn sổ ra xem, bất chợt sắc mặt thay đổi. Anh ta vội vàng gập giấy chứng nhận lại, miệng hét nói. Mở cổng, mời thủ trưởng vào. Còn mình thì vội vàng đi vào từ cửa bên hông, đứng nghiêm hành lễ theo đúng quy định với Trần Quân, cung kính nói. Xin chào thủ trưởng,
tôi Tống Xích, đoàn trưởng đoàn X hoan nghênh thủ trưởng đến chỉ đạo công tác tại đoàn chúng tôi. Hừ, chúng ta vào thôi. Trần Quân lạnh lùng hừ một tiếng, mời Diệp Phàm lên xe trước, trực tiếp lái xe vào. Đương nhiên anh ta cũng muốn dương oai với Tống Xích một chút. Đến đoàn bộ rồi. Đoàn trưởng Tống, lập tức gọi Dương Hùng và Trần Cảnh ra đây, chúng tôi có việc cần phải đưa bọn họ đi điều tra. Trần Quân làm vẻ mặt nghiêm túc nói. Thủ trưởng, việc này, bọn họ đúng là phạm tội đùa giỡn vợ quân nhân, nhưng có thể tiến hành điều tra ở đây luôn được không? Đoàn trưởng Tống hỏi xin ý kiến. Về việc đùa giỡn vợ quân nhân chúng tôi sẽ có cách nói rõ ràng với các anh, tuy nhiên anh nhất định muốn chúng tôi tiến hành điều tra ở đây có phải không? Đến khi đó, thật sự xảy ra chuyện gì, thì đoàn trưởng Tống, anh có thể gánh vác nổi không? Trần Quân lấp lửng nói. Sắc mặt đoàn trưởng Tống lập tức thay đổi, bởi vì anh ta đã từng nghe qua quyền lực của Trần Quân thủ trưởng báo săn, nghe nói những việc lớn trọng đại liên quan đến an toàn quốc gia và quốc phòng, báo săn đều có thể nhúng tay vào. Còn địa bàn đóng quân của mình lại thuộc phạm vi bảo an của báo săn, đoàn trưởng Tống do dự nhìn và nói. Tôi nghe theo sự sắp xếp của thủ trưởng. Không lâu sau, người được đưa đến. Trần Quân vừa vẫy tay, áp giải người, rồi mấy người lái xe đi. Chỉ huy trưởng Tằng Nhậm Minh đương nhiên ngầm kinh ngạc. Không biết lai lịch của đồng chí Trần Quân này thế nào. Cứng rắn như đoàn trưởng Tống đứng trước mặt anh ta làm sao lại như chuột nhìn thấy mèo như thế. Hơn nữa, người này dường như rất tôn trọng chủ nhiệm Diệp. Khi làm việc lúc nào cũng tỏ thái độ xin chỉ thị. Cũng làm cho Tằng Nhậm Minh thầm nghĩ, không hiểu rút cuộc chủ nhiệm Diệp là như thế nào. Dường như anh ta rất có thế lực trong quân đội. Sau khi về nhà khách, nét mặt Diệp Phàm đanh lại nói. Rút cuộc là sao, đùa giỡn vợ quân nhân, hai người các anh đúng là to gan. Nếu như không phải bọn tôi ra tay, thì các anh đã sớm bị người ta đem ra tòa án quân sự rồi. Nói hết đi, không được che giấu điều gì. Bằng không như tôi đã nói, tôi cũng không thể lo được cho các anh. Chủ nhiệm Diệp, chuyện này chúng tôi cũng thực sự không hiểu làm sao lại ra như vậy. Khi đó chúng tôi đến quán mì Đao Tước ăn một bát, thêm một hộp canh bồ câu. Ăn xong đang chuẩn bị gọi xe để trở về nhà khách, nhưng phát hiện ở dưới gốc cây có ba cô gái đang đứng nói chuyện. Chúng tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, đầu óc nóng lên, toàn thân cũng như nóng lên. Vì thế bước đến và xảy ra chuyện này. Thực sự không phải là chúng tôi cố ý, mà là không làm chủ được chính mình. Dương Hùng đỏ mặt, xấu hổ nói. Không làm chủ được mình, các anh là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Câu này nói ra đến ma quỷ cũng khó tin. Diệp Phàm thản nhiên nói. Sự thật là như thế, chủ nhiệm Diệp, tuy chúng tôi cũng thích con gái, nhưng trước kia chúng tôi vẫn có thể khống chế được bản thân. Hơn nữa, lần này xuống đây chủ nhiệm Diệp đã nghiêm túc nhắc nhở chúng tôi về vấn đề kỷ luật. Chúng tôi có vi phạm cũng không thể là việc như thế vào lúc này có phải thế không nào? Chỉ vì tối hôm qua không làm chủ được, cảm giác bụng dưới như phát hỏa, toàn thân nóng ran. Nhìn thấy ba cô gái liền lao vào. Trần Cảnh cũng xấu hổ nói. Toàn thân nóng ran, giống như lửa đốt, các anh lúc đó có uống rượu hay không? Diệp Phàm giật mình hỏi. Không, chúng tôi có kỷ luật, không được uống rượu. Trừ khi tập thể cấp trên cho phép uống một chút thì uống thôi. Việc này cũng là quy định của chủ nhiệm Diệp mà. Dương Hùng lắc đầu nói. Chủ nhiệm Diệp, chẳng lẽ là bọn họ bị trúng kế, bị chơi xỏ rồi? Lúc này Trần Quân đứng bên cạnh vẻ mặt cười tinh quái nói. Lập tức đến bệnh viện kiểm tra một chút, việc này bảo tư lệnh Tằng cùng đi. Diệp Phàm nói, mấy người vội vàng đi đến bệnh viện. Hai tiếng sau, có kết quả xét nghiệm, quả nhiên có việc. Xét nghiệm nước tiểu và máu đều phát hiện trong cơ thể hai người đều có một loại thuốc kích thích là NB. Loại thuốc này trên thực tế gọi là tục nhất điểm, nó giống như xuân dược thời cổ đại, công dụng có thể kích thích khả năng của nam giới. Hơn nữa nếu liều cao có thể dẫn đến làm cho tinh thần của nam giới phát cuồng, thậm chí có thể gây tử vong. Quả nhiên có người sắp xếp. Trần Quân nói, tư lệnh viên Tằng đứng bên cạnh vẻ mặt cũng tỏ ra nghiêm trọng. Ông chủ của quán mì Đao Tước có vấn đề, lập tức bắt về tra hỏi. Diệp Phàm ra lệnh. Không lâu sau, ông chủ Hồ Hưng của quán mì Nhất Đao được bí mật bắt đến. Chỉ có điều sau khi thẩm vấn có thể khẳng định người này tuyệt đối không có vấn đề gì. Xem ra, người bỏ thuốc không phải là anh ta mà là người khác.
người bỏ thuốc cũng không phải là phục vụ của quán. Chương 2173, Thiếu gia đại yếu. Có lẽ đó là một cao thủ, lợi dụng quán Nhất Đao để gây án. Tình hình như thế này nhất thời muốn điều tra ra cũng khó. Tình tiết vụ án dường như đã rơi vào bế tắc, nếu như không thể điều tra đến cùng vụ án này, loại bỏ ảnh hưởng đối với tổ thanh tra. Về sau đừng nói đến việc tiếp tục điều tra, mà ngay cả muốn nán lại ở Vân Phong cũng không được. Bây giờ tin đồn đại đã truyền đi, nói là tổ đốc cha của trên xuống là để tìm gái, vui chơi ăn uống phóng túng không quan tâm đến sự sống chết của dân. Toàn là ăn nhậu, nói chuyện lung tung, rất không có lợi đối với tổ thanh tra Giang Đô. Vì sao Điền Lâm phải lập tức rút về thủ đô, cũng chính là vì nguyên nhân này. Anh ta không còn mặt mũi nào để lưu lại đây nữa. Tin đồn cũng có nguyên nhân của nó, chứng tỏ có người cố ý làm. Quả nhiên, sáng ngày hôm sau, lãnh đạo trực tiếp của Diệp Phàm ở văn phòng Trung ương, Phó trưởng Ban Trần Thiên Hòa gọi điện. Giọng của ông ta rất nghiêm khắc tra hỏi về việc tin đồn. Tuy Diệp Phàm đã giải thích, nhưng Trần Thiên Hòa vẫn yêu cầu tổ đốc cha phải giữ gìn sự trong sạch, phải thế này thế kia. Phải chăng là muốn ám chỉ một số việc làm của tổ thanh tra, còn sự giải thích của Diệp Phàm rõ ràng có chút vô hiệu. Buổi trưa, Trần Quân vội vàng vào phòng của Diệp Phàm. Anh Diệp, có phát hiện quan trọng. Nét mặt Trần Quân vui mừng nói. Ồ! Diệp Phàm ồ lên một tiếng nhìn Trần Quân, chờ anh ta giải thích. Ba người vợ quân nhân tối hôm bị chọc ghẹo đó chính là Thái Lan, Ngô Trâm, Lam Dung Dung. Đúng như Diệp ca phán đoán, ba người này làm sao lại đúng lúc đó đi đến cạnh quán Nhất Đao lại vừa vặn bị Dương Hùng và Trần Cảnh nhìn thấy trêu ghẹo, nhất định có vấn đề. Hai người trong đó không có vấn đề, chỉ có Lam Dung Dung là có vấn đề lớn nhất. Tôi đã điều tra về người này, chỉ có cô ta là người bản địa. Chồng là Trung Minh Thiên, một thiếu tá ở đơn vị bộ đội X. Còn bố đẻ của Lam Dung Dung chính là chủ nhiệm ban xóa đói giảm nghèo địa khu Vân Phong, Lam Cường Phong. Trần Quân nói, Lam Cường Phong, ha ha, hay lắm. Diệp Phàm cười lên hai tiếng, nhìn Trần Quân đang nhìn mình một cách khó hiểu. Diệp Phàm đành phải nói. Vương Triều bọn họ cuối năm ngoái đã nắm được một chứng cứ rất tin cậy, trong chương trình cải tạo khu vực nhà ở tạm, Lam Cường Phong là phó chuyên viên của địa khu Vân Phong, chính là người phụ trách xóa đói giảm nghèo, ông ta có vấn đề rất lớn, tham ô, tham nhũng một khoản tiền chắc chắn không dưới con số này. Diệp Phàm nói và giơ hai ngón tay ra, thể hiện là 2 triệu. Chẳng trách, bây giờ chó cùng rứt dậu ngồi không yên. Trần Quân như thoáng nghĩ ra điều gì đó, gật gật đầu. Đã triệu Lam Dung Dung đến chưa? Diệp Phàm hỏi. Người đàn bà này không mở mồm, cô ta lại là vợ của quân nhân, chúng tôi không thể làm quá được. Trần Quân xoa đầu nói. Hừ, dẫn đến đây. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Một lúc sau, Lam Dung Dung được đưa đến một phòng của nhà khách được tạm thời dùng làm phòng thẩm vấn. Không đầy 30 phút, dưới mê thuật của Diệp Phàm. Lam Dung Dung đã sụp đổ hoàn toàn, thú nhận hôm đó đã chịu sự bức ép của cha mình đi dạo phố cùng với Ngôn Trâm và Thái Lan. Từ sự nhận tội của người phụ nữ này có thể thấy, thực tế cô ta cũng không hiểu được ý đồ của cha mình là gì. Tuy nhiên, sau khi đã biết rõ thân phận của Dương Hùng và Trần Cảnh thì Lam Dung Dung luôn hoảng sợ không yên, lúc đó mới hiểu được dụng ý của cha mình. Bắt giữ đặc biệt đối với Lam Cường Phong. Diệp Phàm ra lệnh. Do đồng chí Tằng Nhậm Minh phía quân đội phân khu ra tay, Trần Quân phối hợp, đoàn trưởng Tống của đoàn X cũng phái hai đồng chí qua đó hỗ trợ. Việc này liên quan đến vấn đề vợ cấp dưới của mình, là chuyện lớn, không làm rõ ràng thì trung đoàn trưởng Tống cũng không được ăn ngon, ngủ yên. Bởi vì Tằng Nhậm Minh là ủy viên thường vụ địa khu Vân Phong, vì thế rất dễ dàng âm thầm lừa Lam Cường Phong đến giam giữ ở một nơi bí mật. Đứng trước những chứng cứ xác đáng thì Lam Cường Phong quanh co, ngụy biện. Nhưng sau cùng đã bị phá bởi chiến thuật công tâm của Diệp Phàm. Trải qua sự tôi luyện ở Ngư Đồng, Việt Đông, Diệp Phàm đã rất có khả năng và tâm đắc đối với việc thẩm tra phá án. Lại thêm vào đó là năng lực đặc biệt của Diệp Phàm, trong việc thẩm tra như cá gặp nước. Nếu thực sự không được thì hắn sẽ thi triển phân cân thác cốt thủ. Dù sao khi bắt đầu bắt người thì Diệp Phàm biết rằng việc này cũng sắp đến lúc phải kết thúc rồi. Thế là ngay cả đêm khuya cũng vội quay về thủ đô đưa tài liệu nắm được cho Trần Thiên Hòa. Sau khi mở ra đọc, Trần Thiên Hòa không dám chậm trễ,
bởi vì bên trong còn liên quan đến một vị lãnh đạo trong Ủy ban Thường vụ tỉnh Giang Đô, cũng coi như là một cấp phó của tỉnh. Vì thế đã gọi Diệp Phàm cùng đi đến phòng làm việc của chủ nhiệm Điền Giang. Phàm là quan to nguồn của cấp phó tỉnh, nếu như sau lưng hay ở thủ đô mà không có một đồng chí nào để dựa vào thì không thể nào có thể ngồi lên vị trí như bây giờ được. Mặc dù Điền Giang là ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, đại tổng quản của nội các, cũng thấy khó trước việc như thế này. May là phòng đốc tra Văn phòng Trung ương đưa ra kiến nghị, không có quyền xử lý đối với những quan chức như thế này. Vì thế, sau khi chủ nhiệm Điền châm trước, phải báo cáo cấp trên. Đương nhiên việc này nên là phạm vi xử lý của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Còn Diệp Phàm lại bị bí thư Phí kéo đi nói chuyện tỉ mỉ một hồi. Hai ngày sau Trung ương đã đưa ra quyết định, thành lập một tổ liên hợp xử lý do đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Điền Bảo Thất dẫn đầu, đi cùng gồm có Bộ Giám sát, Kiểm sát tối cao và Diệp Phàm phòng đốc tra Văn phòng Trung ương nhanh chóng quay lại tỉnh Giang Đô. Một đoàn quan chức theo Diệp Phàm trở lại, còn trong giờ phút quan trọng này, đồng chí trong Ủy ban Thường vụ tỉnh Giang Đô đã phát điên. Diệp Phàm đã dùng bí thuật để kiểm tra, nhưng đồng chí này đã thực sự phát điên, có lẽ là do tinh thần chịu áp lực tác động quá lớn dẫn đến phát điên chứ không phải là giả điên. Còn có một cán bộ cũng vì chuyện này mà ngã ngựa, Tề Phóng Hùng mất đi trách nhiệm lãnh đạo, kỷ luật về đảng, trước tiên cho lui về tuyến 2, đến mặt trận Tổ quốc dưỡng lão. Tuy nhiên, Tề Phóng Hùng gọi điện cho Diệp Phàm, trong điện thoại thể hiện sự cảm tạ, thành khẩn. Diệp Phàm cũng thấy ngại. Thực ra, Diệp Phàm cũng hiểu, nếu như không phải mình ngầm sắp xếp một chút thì Tề Phóng Hùng cũng không thể đơn giản chỉ phải chịu kỷ luật về đảng và về dưỡng lão sớm như vậy. Bởi vì, vị ủy viên thường vụ phát điên kia và Tề Phóng Hùng có quan hệ rất tốt. Trước kia khi đề bạt đồng chí này thì Tề Phóng Hùng cũng giúp ông ta vận động. Nếu có người thực sự không muốn bỏ qua chuyện này thì Tề Phóng Hùng chắc chắn không thể thoát tội được. Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, tổ thanh tra Giang Đô hoàn thành nhiệm vụ, trở về thủ đô. Sau khi kết thúc hội nghị tổng kết của ban thanh tra Văn phòng Chính phủ, tiếng gõ cửa phòng làm việc của Diệp Phàm vang lên. Sau khi được Diệp Phàm cho phép bước vào là hai đồng chí Dương Hùng và Trần Cảnh. Hai người vừa bước vào, bộp hai tiếng nhỏ kêu lên, hai người cùng quỳ xuống. Đứng lên, vì sao lại làm như vậy? Diệp Phàm trong lòng cũng đã hiểu rõ cả. Miệng nói và đi đến đỡ hai người họ dậy. Cảm ơn chủ nhiệm Diệp, nếu không có anh, hai chúng tôi đều xong rồi. Dương Hùng xúc động nói. Đúng vậy, nếu không phải là chủ nhiệm Diệp thì hai chúng tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Trần Cảnh nói. Phải tin tưởng vào tổ chức, tin tưởng vào lãnh đạo, tin tưởng vào đảng của chúng ta. Diệp Phàm vẻ mặt thân thiết nói. Tổ chức thì chúng tôi tin. Nhưng nếu nói đến chủ nhiệm Điền lãnh đạo của chúng tôi, ông ta là một thế lực ma quỷ. Tôi nhổ vào. Không ngờ Dương Hùng chửi thẳng. Bởi vì Dương Hùng và Trần Cảnh không phải là nhân viên thuộc phòng đốc tra tra Văn phòng Trung ương mà là thuộc phòng đốc tra nội các chính phủ. Hai người còn phụ trách hai nơi khác nhau. Sau khi sự việc xảy ra, Điền Lâm Hiện kiêm chức chủ nhiệm phòng đốc tra không hề có hành động gì, lại còn bỏ trốn về thủ đô. Đương nhiên đã bị nhiều đồng chí khinh bỉ. Được rồi đồng chí Dương Hùng, bình tĩnh một chút, đừng chửi lãnh đạo như thế. Quay về làm việc cho tốt. Diệp Phàm thân mật vỗ vai hai người, trên mặt hiện lên nụ cười tinh quái. Kỳ thực trong lòng hắn đang rất thích thú. Lần này tổ đốc tra Giang Đô làm việc quyết đoán và có hiệu quả cao. Vì thế còn được bí thư nội các Khang khen ngợi, ủy viên Trương Hướng Đông cũng không thể không biểu dương sự quyết đoán của tổ đốc tra. Chủ nhiệm Điền cũng bày tỏ thái độ. Nói là tổ đốc đã ở dưới đó làm việc một tháng rồi không về nhà. Vì thế đặc biệt phê chuẩn cho mọi người về nhà nghỉ hai ngày. Đêm khuya, Diệp Phàm đang luyện công trong hàn hồ của Hàn Lâm Tự. Hắn phát hiện khi luyện cái truyền công, chết tiệt gì đó của Bảo Trí Thiền Sư lợi dụng tính hàn của hàn hồ tổng hợp lại, tốc độ tiến triển so với trong môi trường bình thường nhanh hơn gấp N lần. Diệp Phàm có thể cảm nhận rõ ràng da bụng của mình mỏng đi rất nhiều. Hắn luyện xong truyền công chết tiệt đó lại tiếp tục luyện thiết thủ của Bảo Trí Đại Sư. Từng trận khí đánh xuống làm nước hồ tung cao lên đến 3, 4 mét. Bởi vì có người hứa sẽ góp công đức cho chùa Na Triệu. Cho nên tiền bạc đã làm rung động lòng người, bây giờ là xã hội kinh tế, vì thế trụ trì trong chùa sớm đã bị mua chuộc. Ngôi độc miếu trong hàn hồ tạm thời trở thành nơi luyện công của Diệp Phàm. Diệp Phàm chân trần đạp trên mặt nước,
nước chỉ ngập qua bàn chân khoảng 10 mm, toàn thân toát ra từng trận sương mù. Tay vừa chém xuống mặt hồ, thì bất ngờ cánh tay giống như một nhát đao thật chém xuống, làm mặt nước trong hồ tách ra một khe nước dài đến 7, 8 mét. Đây chính là uy lực của thiết thủ, không tồi. Bây giờ cách khoảng không 10 mét đã có thể chém mặt nước tách ra. Nếu như chém vào người có lẽ không chết thì cũng tàn phế. Diệp Phàm rất đắc ý nhìn bàn tay của mình. Trần Khiếu Thiên thì cố thủ ở ngoài ngôi miếu, phụ trách canh gác người của chùa. Một cao thủ như thế gác cửa có lẽ không có mấy đồng chí có thể vào được bên trong. 5 ngày sau, Cung Khai Hà vui vẻ nói với Diệp Phàm trong điện thoại. Chúng ta lại đi Tiếu gia một chuyến nhé, có lẽ chuyện này có manh mối rồi. Có tin tức từ Tiếu gia sao? Diệp Phàm trong lòng vui mừng hỏi. Ha ha, cũng gần như thế. Việc này cũng không thể kéo dài thêm nữa, còn át chủ bài của chúng ta cũng không thể chạy nữa. Đồng chí Thành Trạch cũng gia nhập, có nghĩa là tổ đặc nhiệm A có thêm được 2 thanh bảo kiếm. Cung Khai Hà cười nói. Một lúc sau Diệp Phàm đã chui vào trong chiếc xe Jeep của Cung Khai Hà. Không lâu sau đã đến Tiếu gia. Tiếu Thiết Phong đang đứng ở cổng nghênh đón, đương nhiên Diệp Phàm hiểu rằng người ta đón là đón Cung Khai Hà chứ không phải là mình. Hai bên hàn huyên rồi ngồi xuống, uống vài ngụm trà xong, Tiếu Thiết Phong nói. Chủ nhiệm Diệp và Lão Cung, việc này tôi đã suy nghĩ rồi, tuy nhiên luôn cảm thấy rằng việc này do tôi quyết định thì rất không hay. Cho nên như thế này nhé, tôi gọi Thập Lục xuống để nó quyết định. Nếu không lại có người nói tôi phong kiến, gia trưởng. Chương 2174, thành công rồi. Như thế thì tốt, vậy thì gọi Thập Lục muội xuống đây. Cung Khai Hà mặt mày cười hớn hở. Hai người đều hiểu rằng, Tiếu Thiết Phong nói như thế là muốn diễn kịch. Hơn nữa Tiếu Thiết Phong nói như thế cũng là muốn tìm cho mình cái bậc thang để đi xuống mà thôi. Một lúc sau, Thập Lục muội thẹn thùng đi từ trên lầu xuống. Đương nhiên không có gì là hồi hộp cả bởi vì việc này đã được định rồi. Thậm chí ngày đính hôn, kết hôn cũng đã ấn định, chỉ chờ hai bên bố mẹ gặp mặt xong là tiến hành mà thôi. Tiếp theo, Diệp Phàm cả ngày làm việc bận rộn giờ tranh thủ ngủ. Còn buổi tối hầu như là không ngủ đều luyện công ở Hàn Hồ. Còn ra bụng, cùng với sự gia tăng độ mạnh của việc luyện công, tốc độ tiêu tan cũng nhanh hơn một chút. Tuy nhiên, theo tính toán của Diệp Phàm, cứ tốc độ như thế này, không có thời gian 1 năm thì không thể khôi phục hoàn toàn về nguyên trạng được. Có lẽ vẫn chậm quá, tháng 7 là phải quyết đấu với Hoành Đoạn gia rồi. Nam Nhi Hoa Hạ chúng ta quyết không thể thua. Ôi, ở bên kia tình hình hồi phục của sư bá cũng không được tốt. Bây giờ sức chiến đấu nhiều lắm cũng chỉ có thể đấu với cao thủ bát đẳng. Một cao thủ cửu đẳng là có thể hạ gục ông ta. Rắc rối rồi, một mình phải đấu với 2 cao thủ cửu đẳng cấp 2, cuộc quyết chiến này sẽ chiến đấu thế nào đây? Thua chắc rồi. Diệp Phàm xoa xoa ra bụng, đã hơn 1 tháng rồi vẫn chưa tiêu tan được nhiều. Dù sao, nội lực của Bảo Trí Thiền Sư rất thâm hậu. Mặc dù là khi dung hòa với cơ thể của Diệp Phàm đã bị nước hấp thụ mất 1 nửa nhưng vẫn còn 1 nửa công lực cũng không phải Diệp Phàm trong tức thời có thể thừa hưởng được. Trần Khiếu Thiên vẫn trung thành gác ở ngoài cổng miếu, 2 mắt anh ta mở rất to. Bởi vì lão Trần cũng toàn ngủ ban ngày, tối lại đến đây thực hiện nhiệm vụ cảnh giới gác cổng. Đến một con ruồi hay con bọ muốn trốn vào cũng khó. Bởi vì Trần lão đầu còn đeo chiếc kính quét hồng ngoại đặc chủng của tổ đặc nhiệm. Hiệu quả nhìn ban đêm cũng không khác gì ban ngày. Tuy nhiên, ở trên ngọn cây cổ thụ cao tới mấy chục mét nằm trên ngọn núi phía sau Hàn Hồ hơn 100 mét. Lúc này có một bóng người giống như ma quỷ dường như đang bay lượn cùng gió. Lá cây lắc lư, mà bóng người cũng nhẹ nhàng như lông hồng lắc lư theo. Quái, da bụng của tên này sao trướng to lên như thế? Bóng người kia lẩm bẩm một câu, 2 mắt chằm chằm quan sát da bụng của Diệp Phàm. Không lâu sau, bóng người kia hơi run lên một chút, thầm nói. Tên này cũng thật may mắn, da bụng này dường như là bị nội lực rất mạnh của một cao thủ truyền vào nhất thời không có cách nào hóa giải được nên mới biến thành như vậy. Người nào mà lại có nội lực thâm hậu như vậy, lẽ nào đã đạt đến cảnh giới tiên thiên đại năng giả? Tuy nhiên tiên thiên đại năng giả dường như cũng chưa đạt được nội lực thâm hậu như vậy. Ta ở cách xa như thế này mà vẫn cảm nhận được rõ ràng luồng nội lực này mang đến cho người ta cảm giác run sợ. Tuy nhiên dường như luồng nội lực này cũng có một chút tình cảm, Phật chi xá lợi, lẽ nào là tu luyện Phật khí cùng với cao tăng. Cũng có thể là cao thủ còn cao hơn so với trong truyền thuyết.
Ôi, đáng tiếc lão phu vẫn chưa khám phá ra được thiên lý trong đó. Chỉ còn lại mấy ngày, lẽ nào ông trời muốn giết Diệp Phàm ta? Ông trời muốn làm cho Hoa Hạ ta phải chịu nhục nhã và bị bọn tiểu Nhật Bản ức hiếp? Không thể, tuyệt đối không thể. Mấy ngày cuối cùng mình phải tranh thủ thêm một cấp độ nữa, mình đã cảm nhận được những biểu hiện của cấp 3. Nếu như da bụng này có thể nhỏ thêm ít nữa, không chừng sẽ có đột phá tới được cấp độ 3. Mình phải cố gắng, đàn ông Hoa Hạ mãi mãi không thể thua. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, tay chân đấm đá như người điên nhảy vào trong hàn hồ. Một lúc lại chồm lên hạ xuống giống như một người cá. Hơi thở gấp gáp, Diệp Phàm đã rơi vào tình trạng điên cuồng. Thực tế là rất nguy hiểm, lúc này Phật khí trong bụng Diệp Phàm đang dung hòa với Bảo Trí Thiền Sư cuộn trào lên muốn tung ra ngoài giống như nước sông cuộn trào muốn đập vỡ đê. Nếu như sơ ý, Diệp Phàm hoàn toàn có khả năng sẽ rơi vào trạng thái điên loạn. Đây chính là trạng thái tẩu hỏa nhập ma, kẻ điên võ trong truyền thuyết. Ôi, dục tốc bất đạt là rất không tốt đối với việc luyện công lâu dài. Kết quả của việc làm như vậy sẽ là nền móng không vững chắc, trình độ tăng lên cũng chỉ là phù phiếm. Tuy nhiên, nhìn tình hình, sự vội vàng này đã vượt quá giới hạn. Hình như còn nói gì đến đánh Hoành Đoạn Gia, đó chẳng phải là đất nước Nhật Bản nát đó sao? Thôi vậy, hôm nay lão phu sẽ sử dụng một thủ đoạn đặc biệt, không để cho tên tiểu tử này dục tốc. Để xem sự số mạng của hắn sau này ra sao. Bóng người thở dài, tay nhẹ nhàng cử động. Một đám lá cây bị ông ta thu vào trong tay rồi đánh ra, đám lá cây bay đi, từ trên trời đám lá rơi xuống tự nhiên bay thẳng về phía Trần Khiếu Thiên đang chăm chú quan sát động tĩnh xung quanh cách đó hơn 100 mét. Trần Khiếu Thiên phát hiện đám lá vàng rụng bay tới, đương nhiên cũng không để ý. Tuy nhiên khi gần đến nơi, tốc độ của đám lá đột nhiên nhanh hơn cả tên bắn. Trần Lão còn chưa phản ứng gì thì đã bị đám lá đập trúng. Mắt tối sầm lại, không còn biết gì nữa. Sau đó, bóng người kia nhẹ nhàng bay xuống giống như con chim hạ cánh. Khoảng cách từ trên xuống cũng phải đến hơn 100 mét nhưng rất nhẹ nhàng giống như chiếc lá bay đến bên hàn hồ. Đưa tay hướng vào trong nước hút lấy Diệp Phàm đang điên cuồng đánh nước, Diệp Phàm giống như một con cá đang vùng vẫy bị người ta bắt. Cứ như thế, hai tay người kia đánh trong không khí, cùng với sự xoay chuyển của hai tay người kia, cơ thể Diệp Phàm cũng xoay chuyển theo. Diệp Phàm lúc này giống như một món đồ chơi. Còn bản thân Diệp Phàm sau khi rơi vào trạng thái điên cuồng, hắn không còn biết gì nữa. Tuy nhiên, cùng với hai chưởng của người kia đang đánh vào mình, Diệp Phàm lại cảm nhận được rõ ràng chiếc bụng đang trướng lên giống như chiếc chảo sắt của mình đang dần dần tiêu tan đi. Cùng lúc này bụng của Diệp Phàm cũng đang tiêu tan. Thực ra là người này đang dùng khiến cho Phật khí mà Bảo Trí Thiền Sư mượn xương cốt truyền vào trong bụng Diệp Phàm tỏa ra khắp cơ thể. Đương nhiên dưới sự giúp đỡ của người này, Diệp Phàm cũng là lại dẫm vào phân chó. Không lâu sau, hai bàn tay của người này đặt sát vào lưng của Diệp Phàm. Hai người tĩnh tọa bên trong hàn hồ, cùng với sóng gợn lăn tăn. Một lúc sau xương trắng từng đợt bay lên, và bao trùm lấy hai người. Cơ thể người này vừa cử động, hai người đã vào đến bờ. Nhìn Diệp Phàm đang mê man, người này thở dài nói. Tiểu tử ngươi thật là may mắn, đã làm tổn hao 10 năm nội lực của ta. Dù sao cũng giúp ngươi đột phá đến cửu đẳng cấp 3 rồi. Dựa vào phương pháp của ta, lại thêm kình Phật quỷ dị này thì giúp ngươi đột phá lên thập đẳng cũng được. Tuy nhiên, làm như vậy thì hậu quả là sau này ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ dừng lại ở thập đẳng. Lão Phu không thể làm cái việc dục tốc bất này đạt được. Cứ như vậy thôi, tuy nhiên không biết Phật khí của tiểu tử này từ đâu mà lại dũng mãnh như vậy, mạnh hơn rất nhiều so với nội lực của Lão Phu ta đây. 10 năm nội lực cũng chỉ làm cái bụng này tiêu được một nửa, còn một nửa nữa phải xem vào khả năng của ngươi. Ôi, tiểu tử, khi đã đột phá đến thập đẳng cũng là lúc được liệt vào hàng cao thủ của môn phái ta rồi, ngươi phải luyện cho tốt. Người kia xoay người nhún chân một cái xuống đất, phóng người bay vào không trung nhoáng một cái đã cách xa cả 100 mét. Sau đó người này vung tay ra phía sau, một đám lá liền bay đến người Trần Khiếu Thiên. Kỳ lạ! Mình làm sao lại thiếp đi thế nhỉ, đáng chết. Trần Khiếu Thiên sau khi tỉnh lại tức giận vỗ vào đầu mình, vội vàng chạy đến bên hàn hồ, phát hiện Diệp Phàm đang ngồi ngẩn người bên hồ. Chủ công, không sao chứ? Trần Khiếu Thiên vội vàng hỏi. Tôi không sao, chỉ là có chút kỳ lạ, vừa rồi dường như tôi đã mơ. Sau khi tỉnh lại phát hiện bụng mình đã nhỏ đi một nửa.
Hơn nữa, tôi cảm nhận được rõ ràng đã đột phá đến cửu đẳng cấp 3 rồi. Diệp Phàm nghi ngờ nói. Việc này, có lẽ là do đã nhiều ngày nay chủ công thức đêm khổ luyện, cộng thêm nước trong hàn hồ tạo nên sự bạo phát tối hôm nay. Cho nên cuối cùng đã đột phá đến cấp 3 rồi. Cũng vì cấp 3 này đã làm cho bụng của chủ công tiêu tan đi moi nửa. Có lẽ là như vậy, vừa rồi lúc luyện quyền cước cảm nhận được nội lực bộc phát trong cơ thể, nó muốn nổ tung ra. May là không nổ tan xác ra, hơn nữa may là lại đột phá thêm một cấp độ. Cũng tốt, tỉ thí cùng với Hoành Đoạn gia Nhật Bản chúng ta càng nắm thêm phần thắng. Diệp Phàm nói, đột nhiên tay đánh xuống nước, can tương bảo kiếm cũng theo nội lực xuất ra, mọi âm thanh kêu rất to phát ra, nước trong hồ bị chém tách ra một đường dài chừng 10 mét, sâu 5 mét. Ha ha ha, công lực đã được nâng cao, cây tiểu đao này cũng nghe lời một chút rồi. Tuy sai khiến nó rất tốn sức nhưng cũng xem như có thể gọi nó ra. Những ngày tháng này, thực sự là ngày nào cũng dẫm phải phân chó. Diệp Phàm trong lòng rất vui mừng, nói. Trần Lão, chúng ta về nhà thôi, bảo Viên Viên châm một bầu rượu uống rồi hãy nói. Ngày mai anh còn phải đi làm, trời cũng sắp sáng rồi, hay là về ngủ một chút trước đã. Trần Khiếu Thiên lo lắng nói. Mặc kệ nó, hôm nay ta đang vui, uống đã. Diệp Phàm cười nói, xoay người đi. Uống. Trần Khiếu Thiên cũng nói theo, vội vàng đuổi theo Diệp Phàm. Ngày nào cũng dẫm phân chó, trên đời này lấy đâu ra mà lắm cứt chó như thế. Lão Phu hao tốn 10 năm công lực, lại để cho tên khốn người nói là dẫm phân chó, nói năng linh tinh gì chứ. Bóng người kia lẩm bẩm một câu, nhấp nhô vài cái rồi cũng dần dần đi xa. Đã 4 giờ sáng, một tòa nhà bên cạnh võ quán Đồng Gia ở khu vực Lương Kiều đèn vẫn sáng. Trong đại sảnh lúc này có mấy người đang ngồi, nam nữ đều có cả. Người ngồi chủ tọa chính là trưởng đà chủ của võ quán Đồng Gia Đồng Nhất Thiết, chiếc ghế dành cho khách ở bên cạnh đang có một ông già xem ra có lẽ cũng khoảng 60 tuổi. Người này ăn mặc rất mộc mạc, mặc một chiếc áo dài màu xanh kiểu như thời nhà Thanh, trên đầu còn quấn khăn. Người này chính là Ngư Thiên Phong, chú của đà chủ bang phái Tây Tương Ngư Thái Vân. Đứng bên cạnh Ngư Thiên Phong chính là tứ muội Đồng Vinh của Đồng Gia. Ngư Thiên Phong cầm chén trà lên uống, Đồng Vinh nhẹ nhàng xoa trên bả vai của Ngư Thiên Phong, giống như một người vợ. Đây chắc là một đôi chồng già vợ trẻ rồi. Còn bên cạnh phía dưới Ngư Thiên Phong có một cô gái độ khoảng 28 tuổi, da cũng không trắng lắm, thể hiện sự khỏe mạnh. Người con gái này mặc chiếc áo toàn thân thêu viền hoa, trên đầu một cây kim châm màu bạch kim khắc hoa văn. Bên cạnh cây châm còn có sợi dây màu đỏ kết hoa thả buông xuống. Chương 2175, Đồng Gia đến giúp đỡ. Chiếc đai lưng ôm lấy thân người cũng được thêu hoa, gương mặt trái xoan, làm cho cô gái này có vẻ đẹp lạ lùng hoang dã của người con gái Miêu gia, khác hoàn toàn với những cô gái trong thành. Cô gái này chính là đà trưởng phái Tương Tây hiện nay, Ngư Thái Vân. Đồng quán chủ, đã tìm ra manh mối người đến đập phá võ quán chưa? Ngư Thiên Phong uống một ngụm trà, đưa tay xoa xoa lòng bàn tay của Đồng Vinh véo một cái rồi hỏi. Bây giờ lão gì này có thể được tính như là con rể của võ quán Đồng Gia rồi, bởi vì Đồng Vinh muốn báo thủ Vương Nhân Bàng đêm hôm trước đến phá quán. Đã đồng ý cùng Ngư Thiên Phong đính hôn, một cô gái mới 30 tuổi, lại là người của gia đình giàu có Đồng Gia, mà lại gả cho một lão già sắp đến tuổi 60, thực ra thì trong lòng Đồng Vinh không muốn. Nhưng cha cô vì chuyện này mà quỳ xuống cầu xin, Đồng Vinh cũng không còn cách nào khác. Chưa điều tra ra, thủ đô Bắc Kinh có hơn 10 triệu người. Muốn tìm được một người, lại chẳng có chút manh mối nào, thực sự rất khó. Chúng tôi cũng đã nhờ bạn bè bên công an giúp đỡ điều tra nhưng đến giờ vẫn chưa điều tra được gì. Vẻ mặt Đồng Nhất Thiết trầm xuống nói. Võ quán Đồng Gia bị đập phá, làm cho danh tiếng của võ quán giảm đi rất nhiều. Và những võ quán khác cạnh tranh với võ quán Đồng Gia nhân cơ hội này bịa đặt. Nào là võ quán Đồng Gia đã gây ra mối thù với một cao thủ, nếu như ai còn tiếp tục theo học thì không chừng lúc nào đó người này xuất hiện sẽ giết. Trước tiên người ta đập phá quán, sau đó sẽ giết hết không sót một ai. Dù gì thời gian gần đây cũng khiến cho mọi người đồn đoán xôn xao, người của võ quán Đồng Gia trong lòng hoang mang. Ngay cả những đệ tử đã đóng học phí rồi cũng có cả chục người nghỉ học. Võ quán của ông bị người ta đập phá, chứng tỏ một chút võ của người Đồng Gia căn bản chẳng ra cái gì, vậy thì chúng tôi còn học làm gì? Chẳng phải nên rút lui hay sao?
nếu cứ tiếp tục thế này rất nhiều học viên sẽ muốn bỏ học. Hôm đó chẳng phải nghe nói có một người gọi là chủ nhiệm Diệp Phàm gì đó đã nói những lời dọa dẫm này đó sao, tôi nghĩ việc này phải chăng có liên quan đến hắn ta. Lúc này Ngư Thái Vân nhẹ nhàng cầm nắp chén trà gạt gạt lá chè một chút rồi nói. Có thể lắm, chủ nhiệm Diệp lúc đó đã nói những lời này. Tôi nghĩ, rất có khả năng cao thủ đó có quan hệ với chủ nhiệm Diệp, điều này rất trùng hợp. Chủ nhiệm Diệp nói trong vòng 3 ngày sẽ làm cho võ quán Đồng Gia phải đóng cửa, không ngoại trừ đây là thủ đoạn của chính quyền. Ví dụ bảo nhân viên thuế đến kiểm tra thuế, bảo công an đến kiểm tra cơ sở. Đây chính là những thủ đoạn mà quan chức chính phủ thường dùng để đánh người. Chủ nhiệm Diệp một vị quan văn, hắn lại không biết võ công. Lúc này Đồng Lão Tam Đồng Tùng vội vàng nói. Bởi vì thực ra anh ta sợ rằng Đồng Gia lại đi gây sự với Diệp Phàm, lại rước vạ vào thân. Đến lúc đó Diệp Phàm một khi đã tức giận, nếu không làm gì được những người khác của Đồng Gia, nhưng còn Đồng Tùng là phó bí thư quận Lương Kiều khó tránh nổi bị người ta dìm chết. Đúng vậy. Diệp Phàm là quan chức chính phủ, chủ nhiệm phòng đốc tra văn phòng trung ương. Làm sao có thể quen biết loại người tuyệt thế cao thủ kia được? Những người đó, rõ ràng chính là những người hành tẩu giang hồ mà các anh đã nói. Tôi nghĩ cao thủ đánh đồng đinh ở trên lầu nhất định không thể có quan hệ gì với chủ nhiệm Diệp. Lúc này tứ muội Đồng Vinh cũng vội vàng nói. Bởi vì Đồng Vinh là người buôn bán, đương nhiên cô ta hiểu rõ tính quan trọng của quan chức chính phủ đối với người kinh doanh. Bây giờ không có bất cứ một manh mối nào, tội vạ đổ cho Diệp Phàm cũng được. Không chừng lại tìm ra được việc không có liên quan, không chừng lại ẩn chứa mối quan hệ. Hơn nữa chúng ta cũng không thể ở mãi trong thủ đô được. Ở nhà vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết. Lúc này Ngư Thái Vân nói. Quyết định như vậy đi, ngày mai sẽ đi, thử tìm hiểu xem sao, chúng ta âm thầm bắt Diệp Phàm. Mặc dù là không có liên quan gì. Tuy nhiên, hắn cũng quá kiêu ngạo. Không ngờ dám tuyên bố trong vòng 3 ngày sẽ làm cho võ quán Đồng Gia phải đóng cửa, không đánh cho một trận thì không được. Đánh cho tàn phế chứ không được đánh chết. Ngư Thiên Phong rất dứt khoát, vung tay nói. Giống như thiên hạ này chính là thiên hạ của Ngư Thiên Phong ông ta. Đánh cho tàn phế, nhất định không được, đánh cho một trận nhớ đời là được rồi. Sợ là đến khi điều tra được đó chính là người của võ quán Đồng Gia chúng ta thì lại phiền phức đấy. Đồng Tùng tay run lên. Thiếu chút nữa thì làm rơi chiếc chén trà đang cầm trong tay. Tam đệ, từ lúc nào mà chú lại nhát gan như thế? Dù sao chú cũng là phó bí thư quận ủy quận Lương Kiều, sợ hắn ta sẽ làm gì hay sao? Hơn nữa, các tiền bối Ngư gia vừa cũng nói là sẽ bí mật ra tay. Bọn họ là những cao thủ mà ra tay thì công an làm sao mà điều tra ra được, kể cả có gọi đội phi hổ của tỉnh Cửu Long đến cũng chẳng làm gì được. Lão nhị Đồng Ngưu Thanh cũng là một người học võ, từ trước giờ chỉ coi nắm đấm chính là đạo lý, câu nói này chính là lý giải cho điều đó, anh ta hung hăng nói. Người ta là chủ nhiệm văn phòng trung ương, ngay cả bí thư quận Lương Kiều chúng ta là Trịnh Minh Thủy cũng không dám trêu chọc. Tôi thấy hay là thôi đi, so đo với hắn ta làm gì. Đến lúc đó lại chuốc thêm phiền toái. Đồng Tùng vẫn kiên trì khuyên nhủ. Bộp! Ngư Thiên Phong đập bàn một cái làm cho nước trà bắn tung khắp nơi. Y nói. Sợ này sợ nọ thì còn báo thù gì nữa. Tiểu Vinh, chúng ta đi về, thật chẳng ra gì. Tam đệ, đừng nói lung tung. Cứ quyết định như vậy đi, theo lời các ngư tiền bối nói mà làm. Việc này chỉ cần người của võ quán Đồng Gia chúng ta không ra mặt. Diệp Phàm sau này có muốn báo thù cũng chẳng tìm ra chứng cứ có phải không nào. Hơn nữa, ở thủ đô này. Một cán bộ nhỏ cấp giám đốc sở cũng không thể một tay che được trời. Đồng Nhất Thiết vội vàng nói và phất tay áo bỏ đi. Nhìn thấy chỗ dựa lại đi mất rồi, còn em gái thì còn đang bận chuyện, khác, chẳng phải là đã hy sinh em gái lại chẳng mang lại được gì sao, đúng là quá thiệt rồi. Sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm lại lái xe chạy thẳng đến Hàn Hồ. Vừa ra khỏi đường cao tốc, khi xe đang chạy đến lưng chừng núi, phía trước đột nhiên có một ánh đèn chói lòa. Vừa nhìn, hình như là có hai chiếc xe tải chở hàng bị hỏng đã chắn hết đường đi. Diệp Phàm giảm tốc độ chậm chậm dừng xe, vừa lúc muốn lên xe, cửa sổ xe đột nhiên bị đập rất mạnh. Một âm thanh hết sức cộc cằn hét lên. Xuống xe, xuống xe. Trần Khiếu Thiên nhăn mặt đang định ra tay nhưng Diệp Phàm hướng ánh mắt vào anh ta như ra lệnh. Hai người mở cửa xe, phát hiện có 6,
7 người mặc trang phục của dân tộc Miêu đang lạnh lùng đứng bên cạnh xe. Đưa bọn chúng ra bên kia. Một người con gái mặc quần áo thêu hoa của dân tộc Miêu hất tay nói. Làm gì thế, các người là ai? Diệp Phàm cố ý làm bộ dạng hoảng hốt hỏi. Đừng có lôi thôi, đi. Diệp Phàm vừa dứt lời thì bị một tên đẩy một cái. Trần Khiếu Thiên nhìn thấy mặt trầm xuống, tuy nhiên nhìn Diệp Phàm không có động tĩnh gì đành phải bực bội đi phía sau về phía một rừng cây. Trong rừng cây vẫn rất trống trải, tiếng bước chân vang lên. Đi vào mới phát hiện bên trong còn bố trí hai chiếc ghế bành. Phát hiện có hai người đang ngồi ở đó, một người khoảng tầm 50 tuổi, còn cô gái khoảng 28 tuổi khá là xinh xắn. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng quan sát một chút, không phát hiện ra có súng hay loại vũ khí hiện đại, trong lòng cảm thấy yên tâm. Chỉ cần không dùng súng thì muốn chơi thứ gì khác cũng được, Diệp Phàm nghĩ, ông đây đang muốn luyện công, lại có người gõ cửa nguyện làm bao cát. Các ngươi là ai, tại sao lại đêm hôm bắt cóc chúng ta đưa đến đây? Nếu muốn tiền thì hãy nói các ngươi muốn bao nhiêu? Diệp Phàm cố ý hỏi. Đừng lôi thôi, để lão phu cắt hai cái tai của hắn vứt đi. Lông vẫn chưa mọc hết mà cứ kiêu ngạo. Lúc này người ngồi trên ghế hung hăng nói. Được rồi, hãy xem bọn ta đây. Hai tên người Miêu bước lên, vung tay hướng vào mặt Diệp Phàm mà đánh. Bốp, bốp hai tiếng vang lên. Bọn người Miêu kinh ngạc, vị chủ nhiệm Diệp này vẫn đứng đó mà không hề nhúc nhích. Nhưng hai gã cao to vạm vỡ đã bị đánh bay ra đám cỏ cách đó 7-8 m, miệng kêu la dường như không thể đứng dậy được nữa. Ngư Thái Vân rất sửng sốt, nhìn Trần Khiếu Thiên nói. Không ngờ ngươi lại là một cao thủ. Cao thủ thì không dám, ta chỉ là một lao công mà Diệp tiên sinh thuê về bảo vệ vườn mà thôi. Trần Khiếu Thiên thản nhiên đáp. Ngư Đồng, ngươi đến dạy cho hắn một trận đi, đừng cho rằng có chút bản lĩnh mà làm được gì. Cao thủ, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào gọi là cao thủ. Chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, thế mà cũng gọi là cao thủ sao? Ngư Thiên Phong vẻ mặt khinh thường ra lệnh cho một thanh niên nhìn có vẻ rất tháo vát. Vâng, nhị thúc. Người thanh niên nắm nắm đấm lại, tiến lên trước vài bước đến trước mặt Trần Lão. Hai tay giơ lên và nói. Ta nhường ngươi ba chiêu, ngươi xuất trưởng đi. Chàng trai trẻ, đừng ba hoa bốc phét. Trần Khiếu Thiên thản nhiên cười nói, làm cho người thanh niên muốn điên lên, Trần Khiếu Thiên cũng không khách khí nữa, một cú đấm rất mạnh tung ra. Đánh hay lắm. Ngư Đồng hét lên, rất phấn khích, một chân đá về phía nắm đấm của Trần Khiếu Thiên. Bốp! Trần Khiếu Thiên không hề nhúc nhích, nhìn lại Ngư Đồng, sắc mặt rất khó coi và đã phải lùi lại 7-8 bước mới đứng vững lên được. Việc này, ai mạnh ai yếu vừa nhìn đã có thể biết được. Hơn nữa Trần Lão mới sử dụng có 3 phần công lực. Dù sao, Ngư Đồng cũng chỉ là tứ đẳng cấp 2, làm sao có thể so với cao thủ thất đẳng cấp cao nhất như Trần Lão. Lại nào? Ngư Đồng cảm thấy mất mặt, dù sao anh ta cũng là một trong hai cao thủ trong lớp thanh niên của bang phái, ngoài chị mình là Ngư Thái Vân. Anh ta hét lên lấy đà vài bước rồi bay lên đưa chân đá về phía Trần Khiếu Thiên. Trần Khiếu Thiên hừ một tiếng, đưa hai tay lên tiếp chiêu. Chân của Ngư Đồng bị anh ta bắt lấy. Trần Khiếu Thiên xoay tay ném Ngư Đồng ra xa. Ngư Thiên Phong không thể ngồi yên được nữa, vội vàng phi người lên. Khó khăn lắm mới ngăn không để cho Ngư Đồng đập người vào cây. Tuy nhiên, vì dùng lực quá gấp, Ngư Thiên Phong sắc mặt nhìn trắng bệch ra rất khó coi. Ngư Thái Vân cũng sợ quá nhảy dựng lên, chỉ thấy cô ta vung tay ra, một sợi roi da màu xanh kêu đét một tiếng rồi thẳng hướng Trần Lão bay đến. Diệp Phàm có lẽ đã xem mệt rồi, thấy Ngư Thái Vân đứng lên để lại chiếc ghế trống, liền nhấc chân bước đến bên chiếc ghế để ngồi. Tuy nhiên, bọn người bang phái đương nhiên không thể để Diệp Phàm ngồi xuống đó. Lần lượt giơ nắm đấm về phía Diệp Phàm. Ôi, thật không thể yên ổn, phiền quá. Diệp Phàm nhăn mặt thở dài, đồng thời ung dung xoay tay ra đỡ. Chương 2176, cao thủ bài bang đến. Mấy tiếng giòn vỡ vang lên, Ngư Thái Vân vô cùng kinh hãi phát hiện. 7-8 cao thủ của phái bang đã bị vị chủ nhiệm Diệp này một tay đánh ngã xuống đất. Hơn nữa, nhìn mọi người đều đang kêu la, dường như rất đau đớn. Ngư Thái Vân biết rõ khả năng của thủ hạ, nếu chỉ đau một chút thì không thể nào làm cho những người mình đồng ra sắt này kêu đau. Bọn họ đều đang kêu đau, chứng tỏ đang phải chịu sự đau đớn vô cùng, không thể chịu đựng được nữa mới kêu la.
Diệp Phàm cười nhếch mép, đưa tay phủi phủi ghế rồi mới ngồi xuống. Công tử, thuốc đang ở chỗ tôi. Trần Khiếu Thiên đạp một cái làm cho Ngư Thái Vân ngã sóng xoài xuống đất. Sau đó anh ta bước vài bước đến lấy từ trong ba lô ra hộp xì gà cao cấp ném cho Diệp Phàm. Diệp Phàm bắt lấy hộp thuốc, lấy ra một điếu châm lửa hút rồi thong thả nhìn xung quanh. Hừ! Ngư Thiên Phong đặt cháu mình xuống sau đó nhảy một bước đá một cước về phía Trần Khiếu Thiên. Tuy nhiên lão chưa đạp trúng Trần Khiếu Thiên thì bỗng nhiên cảm thấy gót chân tê buốt dường như bị một vật gì đó mềm mềm cuốn lấy. Lão còn cho rằng đó là rắn, liền đá một cái để cho con rắn thả ra. Nhưng vẫn không thoát ra được. Con rắn đó chính là chiếc roi da của Ngư Thái Vân bị Trần Khiếu Thiên đá rơi xuống đất được Diệp Phàm nhặt lên. Tay của Diệp Phàm nhẹ nhàng lôi, kéo, xoay, làm cho Ngư Thiên Phong như đang biểu diễn bay trong không trung. Đến khi chiếc roi đứt khiến ông ta bay ra rơi xuống bãi cỏ cách đó hơn 5 mét. Mặt cỏ lúc này bị lộ ra một vết lõm to. Thật không may bởi vì miệng của ông ta lại chúi xuống trước. Lúc này miệng sưng to lên giống như cái mõm lợn. Chú! Ngư Thái Vân hét lên, muốn lao lên cứu. Tuy nhiên Trần Khiếu Thiên làm sao có thể để cô ta đạt được. Chỉ vài cú đá, Ngư Thái Vân bị đá lăn mấy vòng dưới thảm cỏ, tạm thời cũng không đứng dậy được. Chẳng ra gì. Chỉ có một chút bản lĩnh như thế mà cũng đến gây sự. Nhìn trang phục của các người đi, chắc là bài bang Tây Tương có phải không? Trần Khiếu Thiên nói. Đi thôi, đừng để lỡ việc. Diệp Phàm ném mẩu thuốc xuống và dùng chân day day, nói. Lần sau các vị không may mắn thế này nữa đâu. Tự thu xếp ổn thỏa đi, muốn thay võ quán đồng ra ra mặt thì cũng phải biết tự lượng sức mình. Diệp Phàm tôi không trêu chọc ai. Nhưng nếu vị nào thấy nhàn rỗi đến gây chuyện thì vị đó nhất định không may rồi. Diệp Phàm nói xong quay người bỏ đi, Trần Khiếu Thiên cũng đi sát phía sau. Thấy hai người Diệp Phàm lái xe đi, người của võ quán đồng ra đều xuất hiện. Từng người đảm trách nhiệm vụ cứu sống, trị thương cho những người kia. Tuy nhiên, Đồng Nhất Thiết trong lòng hoảng sợ và phẫn nộ đến cực độ. Ông ta luôn miệng lẩm bẩm. Không ngờ, thật không ngờ, một vị quan chức nhà nước. Có lẽ cũng được bố trí cao thủ bảo vệ, nhưng bản thân hắn thân thủ cũng không hề kém. Đồng Đinh, rút cuộc thì con đã gây sự với ai? Đồng quán chủ, tôi lập tức gọi điện cho bố tôi. Việc hôm nay, Ngư Thái Vân tôi đã đá phải tấm sắt rồi. Ngư Thái Vân mặt đỏ bừng lên, tức giận nói. Ngư cô nương, cô nói đi, vị chủ nhiệm Diệp kia võ công có cao không? Đồng Nhất Thiết trong lòng vẫn còn đang tưởng tượng. Chắc chắn cao. Nói một câu không giấu giếm gì, anh nhìn chú của tôi, hắn đã đá một cái làm ông ấy bay đi. Nếu không phải thân thủ rất cao thì việc này không thể xảy ra. Không ngờ trong chốn quan trường của chính phủ lại che giấu cao thủ như vậy. Xem như Ngư Thái Vân tôi không có mắt, tuy nhiên, tôi tin rằng thân thủ của hắn không thể cao hơn cha tôi. Hắn ta mới mấy tuổi, chẳng phải nghe nói là chưa đến 30 hay sao? Thái Vân nhíu mày nói. Tiên sinh. Nếu như đã biết rõ đó là bài bang, sao lại không mạnh tay? Cứ lằng nhằng mãi như thế cũng phiền lắm. Trần Khiếu Thiên có chút không vừa ý bởi Diệp Phàm quá nương tay. Ha ha, không sao, bọn chúng nhất định sẽ quay lại. Đến khi đó sẽ là lúc ra tay thực sự. Chẳng phải ta vẫn còn bốn người chưa tìm được hay sao? Ha ha, tuy tên Đồng Đinh kia là con ông cháu cha nhưng cũng rất có cốt cách. Còn người thanh niên tên là Đồng Ngư. Hoàn toàn có thể được gia nhập vào tổ A. Lần sau tôi phải làm cho người của Ngư gia đau lòng tự nguyện gia nhập vào đội mới được. Diệp Phàm cười lên mấy tiếng. Trần Khiếu Thiên bỗng nhiên hiểu ra, xoa xoa cằm, cười nói. Bây giờ hình như anh làm việc gì cũng đều phải có lợi mới làm. Mọi việc đều có mục đích. Nói nhảm, không có mục đích thì chẳng phải là làm vô ích hay sao? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Như vậy là nhất cử lưỡng tiện, bớt đi phiền toái. Trần Khiếu Thiên cũng cười. Chiều hôm sau, có một cô gái vội vàng đến sườn núi Tây Tương, đó chính là quán chủ bài bang, Ngư Thái Vân. Ở giữa sườn núi có một ngôi nhà trúc rất lớn, những cây trúc rất to làm trụ, ngay cả những viên ngói cũng được làm từ cây trúc. Những cây trúc sau khi được bổ ra trải qua một công đoạn xử lý đặc biệt rồi ép thành những viên ngói. Phía trước tòa nhà trúc có một khoảng vườn trồng rau rất rộng. Lúc này có một ông già ăn mặc mộc mạc đang cầm chiếc xoa nhẹ nhàng tưới nước cho rau. Hàng rào quanh khu đất trồng rau cũng được đan từ trúc, để ngăn không cho gà, vịt ở gần đó vào ăn rau.
Bố, chẳng phải con đã nói với bố rồi sao? Bố muốn ăn rau thì sẽ có người mang từ dưới núi lên cho, tự trồng làm gì cho vất vả. Ngư Thái Vân tỏ vẻ nũng nịu nói với ông già kia. Có gì mà mệt, thời gian rỗi trồng rau, nuôi con gà con vịt, kiếm mấy quả trứng, bên cạnh còn có cái ao cá để câu, những thứ này đều xanh, sạch. Thái Vân, đây chính là nhân sinh, có nói con cũng không hiểu được. Ông cụ lắc lắc đầu tiếp tục tưới rau, sau đó lại nói. Dưới đó làm ăn vẫn tốt chứ hả? Mọi việc bình thường, hôm nay vận chuyển trên sông tốt hơn so với năm ngoái. Hơn chục chiếc thuyền luôn bận rộn, con cũng đã nói với bọn họ rồi, từ sau trở đi chúng ta sẽ không thu tiền phần trăm nữa. Tuy nhiên bọn họ vẫn cố tình nộp, con cũng không còn cách nào khác. Ngư Thái Vân vừa giúp bố làm vườn vừa nói. Thu phần trăm đã là quy định cũ của bài bang rồi, mọi hoạt động làm ăn trên con sông này đều phải tự động nộp phần trăm. Trên thực tế, nói khó nghe một chút đó chính là tiền bảo kê. Tuy nhiên, với việc làm ăn phát đạt của mình, Ngư Thái Vân cũng không muốn nhận, nhưng những chủ thuyền làm ăn trên sông cứ cố ý nộp. Việc này phải chăng là để cho yên tâm? Hơn nữa có gì rắc rối thì công ty bảo vệ do Ngư Thái Vân mở ra sẽ có mặt để giải quyết. Con không phải là đến để nói với ta việc này có phải không nào? Ngư Vân Đông vừa ngồi xuống nhổ cỏ vừa hỏi. Việc này, Ngư Thái Vân do dự một chút rồi nói. Nhà bố vợ của nhị thúc gặp rắc rối. Thiên Phong cưới vợ bao giờ, sao ta không được biết? Ngư Vân Đông dừng tay rồi quay đầu nhìn con gái. Lúc này, một người phụ nữ mang đến một chậu nước, Ngư Vân Đông rửa tay xong ngồi chiếc ghế trúc trước khu vườn. Người phụ nữ lại mang đến một khay trà, trên đó có hai đĩa thức ăn và một bình rượu. Thái Vân, khó khăn lắm cháu mới lên núi, hãy ở lại nói chuyện với bố cháu một chút. Người phụ nữ cười nói. Cháu hiểu. Ngư Thái Vân gật đầu rồi rót cho Ngư Vân Đông một chén rượu. Vẫn chưa kết hôn, việc này cơ bản đang chuẩn bị, mấy ngày này làm đính hôn trước. Tuy nhiên bây giờ xem ra việc này có lẽ bị người khác phá hỏng rồi, ôi. Ngư Thái Vân thở dài, nhăn mày. Đương nhiên cô gái này đang chơi ván bài tình cảm. Nhạc phụ là ai, quái, chẳng phải nó thích tứ cô nương của Đồng gia hay sao? Nhưng ta nghe nói đó là doanh nhân, sinh viên đại học, cô ta cũng coi thường Thiên Phong. Ngư Vân Đông lắc đầu, bùi ngùi nói. Thiên Phong cũng lớn tuổi rồi, mấy năm nay không gặp được người ưng ý. Thoáng một cái đã mười mấy năm trôi qua, không lập gia đình sau này sẽ không có con để mà bế. Phải cưới vợ thôi. Chính là đồng vinh của Đồng gia, chỉ là gần đây Đồng gia gặp chuyện phiền phức. Ngư Thái Vân đem chuyện võ quán Đồng gia bị đập phá kể một lượt. Người đó dựa vào một mình mà có thể đấu với võ quán Đồng gia, nghe con nói tuổi của người đó cũng không cao. Đồng Nhất Thiết là cao thủ lục đẳng, Đồng Ngưu Thanh thân thủ cũng ngũ đẳng. Đồng binh thì chẳng phải nghe nói cũng sắp đạt đến ngũ đẳng rồi đó sao? Tính sơ qua thì có lẽ người đó ít nhất cũng phải là cao thủ thất đẳng cấp cao nhất rồi. Ngư Vân Đông ném một hạt lạc vào miệng, suy nghĩ rồi nói. Không phải chứ, nhị thúc của con dù chưa đạt được thất đẳng cấp cao nhất nhưng cũng đạt đến cấp thất đẳng cấp 3 rồi. Lại thêm cả con nữa, hai người hợp sức làm sao mà vẫn không thể giải quyết được hai kẻ thất đẳng cấp cao nhất. Ít nhất cũng không thể thua thảm như thế chứ. Không phải, là do lại xuất hiện thêm một người nữa. Chính là chủ nhiệm Diệp Phàm của phòng đốc tra văn phòng trung ương mà lúc đầu chúng ta nói đến. Không ngờ bên cạnh hắn còn có một tên khác, công phu cũng rất thâm hậu. Còn đấu với anh ta mấy quyền, cơ bản là không có tính chiến đấu bởi vì người ta giống như đang dạo chơi. Ngư Thái Vân mân mê miệng. Con không thể, vậy thì nhị thúc của con thì sao? Ngư Vân Đông hỏi. Bị tên chủ nhiệm Diệp kia dùng roi da của con cuốn lấy quăng về sau, cơ thể nhị thúc đập xuống thảm cỏ mặt mũi sưng to lên như mũi heo. Gãy cả hai cái răng, cũng không biết đến khi nào mới có thể hồi phục trở lại. Đồng Vinh vừa nhìn còn cho rằng nhị thúc đang thổi phồng sự việc. Việc này, nói thực sự bài bang chúng ta không thể giúp Đồng gia giải quyết được, Đồng Vinh trong lòng có chút không vui. Vì thế việc kết hôn liền bị dừng lại. Ngư Thái Vân nói. Con nói là võ công của vị chủ nhiệm họ Diệp kia còn cao hơn cả nhị thúc của con. Ngư Vân Đông hừ một tiếng, ông ta rất yêu quý người em trai Thiên Phong của mình. Nghe nói bị đánh thảm như thế, trong lòng đương nhiên tức giận. Vâng, hẳn là thế, anh ta cũng xem như là đánh lén rất giỏi. Tuy nhiên, người nọ rất trẻ,
phỏng chừng chưa đến 27,28, lớn hơn con một chút. Nói võ công của hắn cao hơn nhị thúc, làm sao có thể như thế được? Vì nhị thúc đang đấu với tên bên cạnh hắn nên đã bị gã họ Diệp ra tay đánh lén sau lưng. Ngư Thái Vân đương nhiên là đang tự rát vàng lên trên mặt mình. Bởi vì căn bản trong lòng cô ta không phục đối với Diệp Phàm. 27, 28 tuổi mà đã đạt được thất đẳng cấp cao nhất, chắc chắn là không thể. Ta đã sống hơn nửa cuộc đời rồi cũng chưa từng thấy cao thủ nào trẻ như thế. Vốn cho rằng con đã là thiên tài rồi, không ngờ có người còn giỏi hơn cả con. Ta muốn đi xem thế nào. Ngư Vân Đông luôn muốn tìm một truyền nhân, chỉ là sới tung bài bang lên cũng không tìm được một người có cốt cách tốt như vậy. Đáng tiếc Ngư Thái Vân lại là con gái, đây chính là điều Ngư Vân Đông luôn lấy làm tiếc. Thế thì vừa khéo, vì chuyện của nhị thúc bố phải đi xem. Tiểu tử họ Diệp kia đáng ghét lắm. Chúng ta bị hắn đánh bại rồi hắn còn đứng đó châm biếm. Hơn nữa còn nghênh ngang kiêu ngạo cứ như thiên hạ này chính là của hắn. Cũng kỳ lạ, tên kia võ công cũng cao như thế mà dường như lại rất cung kính đối với tên họ Diệp đó. Việc này đúng là rất kỳ lạ. Chẳng lẽ hắn làm quan gì đó? Ngư Thái Vân nói ra sự nghi ngờ của mình. Chương 2177, Dương Oai. Thái Vân, con sai rồi. Là cao thủ bát đẳng, mấy tên quan bụng phệ làm sao lọt vào mắt họ. Ngư Vân Đông hừ một tiếng lạnh lùng. 4 giờ chiều ngày hôm sau, Diệp Phàm lại lái xe đi Hàn Hồ. Ngày quyết đấu với Hoành Đoạn Gia sắp đến, Diệp Phàm đã xin nghỉ vài ngày đến Hàn Hồ luyện công để chuẩn bị. Bởi vì hắn phát hiện rằng, luyện công trong Hàn Hồ thi triển truyền công và thiết thủ công rất nhanh. Gần đây tỷ lệ sai khiến được phi đao can tương cũng tăng rất nhiều. Tuy nhiên, xe mới chạy đến khu vực hôm qua thì phát hiện có một cô gái đứng trên đường. Diệp Phàm nhìn qua phát hiện đó chính là cô gái đã bị mình dễ dàng thu phục hôm qua. Hiểu rằng người ta đã gọi cứu binh đến rồi, Diệp Phàm phanh két xe một tiếng dừng xe và nhìn cô ta. Có bản lĩnh thì xuống xe đi theo tôi. Ngư Thái Vân nói, ồ, cô em hàng mã đã mời cao thủ nào đến thế? Diệp Phàm thản nhiên cười hỏi, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào là Ngư Vân Đông? Nếu thực sự là ông ta đến thì sẽ xảy ra đại chiến rồi. Thực tế, phương pháp tốt nhất để luyện chiêu thuật chính là đấu với người có trình độ cao như mình hoặc cao hơn mình một chút. Đứng trước áp lực, mới có thể làm cho mình tiến bộ nhanh hơn. Ngư Vân Đông nghe nói là cũng ngang hàng với Âm Vô Đao Nhất tiểu tử Bắc Sơn trong Hoa Hạ Lục Tôn. Phí Thanh Sơn mới đạt đến cửu đẳng cấp cao nhất, còn Âm Vô Đao thì nhiều nhất cũng mới đạt đến cấp cửu đẳng cấp 2, 3. Vì thế Diệp Phàm trong lòng nắm chắc, chẳng lo lắng gì. Đi theo tôi. Ngư Thái Vân hừ một tiếng, quay người hướng phía rừng cây hôm kia đi vào. Diệp Phàm nhìn Trần Khiếu Thiên cười, hai người xuống xe và cùng đi vào phía rừng cây. Phát hiện cảnh tượng ở đây so với lần trước khác nhau một trời một vực, chỉ có một chiếc ghế. Ngồi đó là một ông già râu bạc, trạc tuổi như Trần Khiếu Thiên. Ông già cũng mặc trang phục của tộc Miêu, mộc mạc, người đứng hai bên Diệp Phàm cũng đã biết, có lẽ đó là người của võ quán Đồng Gia hôm trước bị mình đánh cho biến dạng như cái đầu heo. Dương Oai đã đủ rồi phải không? Diệp Phàm cười nhạt nói. Dương Oai hay không đều chỉ là việc bài trí. Quan trọng là xem chủ nhiệm Diệp có thể thu phục được sự phô trương này không. Quán trưởng Đồng Nhất Thiết mời ra Ngư Vân Đông, rất oai phong, khẩu khí của ông ta cũng to hơn nhiều so với vẻ mặt đáng thương hôm gặp xui xẻo. Ha ha, Ngư Vân Đông, cao thủ ngang hàng với Âm Vô Đao Nhất tiểu tử. Tiền bối, tôi nói đúng chứ? Diệp Phàm đột nhiên cười nhạt, đám người Đồng Nhất Thiết tỏ vẻ kinh ngạc. Ngư Vân Đông đang ngồi ở ghế mắt lim dim thư giãn đột nhiên cũng hé một nửa mắt. Diệp Phàm phát hiện quả nhiên hiệu quả. Làm sao cậu biết rõ như thế? Ngư Thái Vân khó giấu nổi vẻ kinh hãi hỏi. Danh tiếng của bài bang Tây Tương trong giới quốc thuật có ai mà không biết, uy danh của Ngư tiền bối tuy không phải là vô cùng vang dội, nhưng Hoa Hạ rộng lớn như vậy, có mấy người không biết đến chứ? Diệp Phàm cười nhạt và xoa xoa cằm. Tuy nhiên, đáng tiếc là dưới cằm không có râu, hắn còn có chút tiếc nuối. Trong lòng nghĩ sau này nhất định phải để vài sợi râu, lúc nhàn rỗi có thể vuốt ve một chút cho dễ chịu. Tên tiểu tử, xem ra cậu cũng không vừa. Ngư Vân Đông hừ một tiếng lạnh lùng. Không dám, hậu bối rất ngưỡng mộ uy danh của tiền bối. Diệp Phàm lắc đầu, liếc nhìn nét mặt đang tỏ ra tức giận của Ngư Đồng và đám người Đồng gia.
bỗng nhiên cười nói. Tôi hiểu rồi, các người đều không phục có phải không? Lần này bài bang phải xuất hiện, nhất định là vì võ quán Đồng gia có phải thế không? Không sai, lần trước người thanh niên đập phá quán cũng chính là anh em với Diệp Phàm tôi. Hôm nay anh ta không có ở đây, có việc gì thì tìm tôi đây giải quyết. Tuy nhiên, tìm thì tìm, xưa nay tôi không thích đi về tay không đâu. Bất luận làm việc gì, cũng thích có thêm việc tốt. Cậu có thể khẳng định tiếp tục thắng, chàng thanh niên, đừng có khoác lác. Ngư Vân Đồng cũng hơi thể hiện thái độ tức giận, việc này chính là do Diệp Phàm cố ý làm như vậy. Thắng, thua chỉ có thể phân định bằng quyền, cước, ngư tiền bối đồng ý với vãn bối không? Diệp Phàm đã sớm chuẩn bị trước ý đồ, hỏi. Những cao thủ hiện có bây giờ mà đem về giúp mình hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải là quá tốt sao? Bởi vì Ngư Đồng và đồng binh đều là cao thủ tứ đẳng. Nếu có thể trở thành chiến lợi phẩm, như vậy thì có thể hoàn thành hai người trong số lượng của tổ A giao cho mình. Thủ trưởng cung đã thúc giục, nói rằng số lượng 4 người nhưng đến giờ vẫn chưa được người nào. Lão lại nhảy rất nhiều. Được. Ngư Vân Đồng cũng khí thế, phần lớn những người mê luyện công đều thích thi đấu. Nếu không luyện võ công để làm gì? Vì thế Ngư Vân Đồng đập bàn đứng lên, hai mắt chằm chằm nhìn Diệp Phàm nói. Nói, cậu muốn thêm điều kiện gì? Tôi vẫn đang thiếu hai người phục vụ, chính hai vị này đã sai. Nếu như vẫn bối may mắn thắng, bọn họ sẽ thuộc về Diệp Phàm tôi. Diệp Phàm chỉ Ngư Đồng và đồng binh cười nhạt. Nói láo, anh muốn bảo Ngư Đồng tôi làm người phục vụ cho anh, không đời nào. Sắc mặt Ngư Đồng thiếu chút nữa thì tức xanh đi. Đồng binh cũng gần như vậy, tuy nhiên anh ta lạnh lùng nói. Muốn bảo đồng binh ta làm phục vụ cho anh cũng được, chỉ cần ngươi có thể thắng. Nếu thua, đồng binh tôi sẽ không khách khí đâu. Chủ nhiệm Diệp anh phải khấu lại bái tôi làm sư phụ. Tôi cũng đồng ý. Ngư Đồng hùa theo nói. Chàng thanh niên, nếu cậu thua đừng nói nhiều, phải bái Ngư Vân Đồng tôi làm sư phụ. Ngư Vân Đồng lạnh lùng nói, ông ta lườm Ngư Đồng và đồng binh nói. Hai người các người làm chiến lợi phẩm, trong lòng có phục không? Chúng tôi nghe theo ông. Hai người cùng trả lời. Nếu nghĩ kỹ rồi, việc này tuy không có giấy tờ nhưng coi như khế ước bán thân bằng miệng. Diệp Phàm còn thản nhiên nhấn mạnh một câu. Ngư Đồng tôi nói lời như bát nước đổ đi, tuy nhiên tôi thật sự lo lắng cho cậu. Khi thua rồi phải theo cha tôi lên núi trồng rau, nuôi gà. Cái mũ quan chủ nhiệm kia cũng phải vứt bỏ. Đến lúc đó có luyến tiếc cũng đừng khóc lóc. Hơn nữa, Ngư Đồng tôi chính là đại sư huynh của cậu rồi, ha ha ha. Ngư Đồng nói, giống như thực sự đã trở thành đại sư huynh của Diệp Phàm, tiểu tử này cười rất rạng rỡ. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại cười còn rạng rỡ hơn thế nữa. Tiền bối, mời. Diệp Phàm không rông dài nữa, nắm nắm đấm lại. Chàng thanh niên, tôi nhường cậu trước 30 chiêu. Vân Đồng dạng chân đứng trên thảm cỏ, hiên ngang như một bức tượng thần. Ngư Vân Đồng tin rằng, chàng thanh niên chưa đến 30 tuổi kia chắc chắn thua. Nếu tiền bối đã nói như vậy mà vãn bối lại trì hoãn thì đã phụ lòng tốt của tiền bối, vậy thì vãn bối không khách khí nữa. Đánh! Diệp Phàm mỉm cười tinh quái. Đột nhiên xuất quyền, cú đấm thẳng hướng Ngư Vân Đồng đánh tới. Cũng có chút kỹ năng đấy. Ngư Vân Đồng vừa nhìn trong lòng liền bình tĩnh, tuy nhiên cũng thầm khiếp sợ. Nhìn thế quyền phong của chàng thanh niên này có lẽ thân thủ cũng đã đạt đến thất đẳng cấp cao nhất. Đây đương nhiên là Diệp Phàm đang cố ý đóng giả mà thôi. Bốp! Một âm thanh giòn vang phát ra, khí huyết của Diệp Phàm dường như bốc lên lùi lại hơn chục bước. Còn Ngư Vân Đồng thì lại nở nụ cười và cơ thể không nhúc nhích. Hay lắm! Người của Đồng gia và mấy đệ tử của bài bang cùng nhau hô vang. Âm câu quyền! Diệp Phàm hét lên một tiếng. Lần này xuất quyền càng mạnh hơn. Một quyền hướng từ dưới lên trên móc vào cằm của Ngư Vân Đồng. Ha ha! Ngư Vân Đồng cười, gạt mạnh tay xuống dưới một cái. Nắm đấm của Diệp Phàm bị người ta gạt xuống dưới. Hơn nữa Ngư Vân Đồng dùng một chút lực làm Diệp Phàm không cẩn thận liền ngã xuống thảm cỏ. Wow! Đánh hay lắm! Người nhà Đồng ra phấn khích cùng kêu lên. Cũng được đấy, chàng thanh niên, lên tiếp đi. Thực tế Ngư Vân Đồng đã rất thích Diệp Phàm rồi. Đây đúng là một cây mầm tốt. Hai người tiếp tục đấu thêm khoảng 10 quyền nữa, đếm ra cũng được gần 30 quyền rồi. Ngư Vân Đồng nói nhường là nhường, không chủ động tấn công mà chỉ phòng thủ, vừa đếm.
Diệp Phàm bất ngờ cười tinh quái, đánh ra một quyền, bề ngoài nhìn không có uy lực gì. Quyền này thực ra là khai bi chi thủ của Lô gia. Xuất ra không có vẻ gì nhiều sức lực, nhưng khi gần đến trước mặt đối thủ thì lúc đó nội khí đột ngột cuồng nộ, trong nháy mắt bộc phát ra ngoài. Thường làm cho đối thủ không kịp phòng ngự. Ngư Vân Đông thực sự có chút lơ là, chủ yếu là do sự trẻ trung của Diệp Phàm. Khi còn cách mình nửa mét ông ta mới cảm nhận được sức lực của Diệp Phàm đột nhiên bùng phát. Ngư Vân Đông trong nháy mắt lùi về phía sau và đưa hai tay ra đỡ. Thịch! Âm thanh lần này cực kỳ khó nghe, Ngư Vân Đông nhanh chóng bị kình khí rất mạnh của khai bi chi thủ đánh lui hơn chục bước, thiếu chút nữa thì không kịp đỡ, còn phải xoay tròn hai vòng mới có thể làm tiêu tan đi khối kình lực kia. Còn Diệp Phàm chỉ lùi lại ba bước nhỏ đã có thể đứng vững lại được rồi. Sắc mặt Ngư Vân Đông bỗng đỏ bừng lên, còn người của Đồng Gia và Bài Bang cũng ngây ra. Không gian lúc này đột nhiên rất yên tĩnh. Đa tạ đã nhường. Diệp Phàm vừa nắm nắm đấm vừa khiêm tốn nói, hắn liếc nhìn Ngư Vân Đông nói. Vãn bối đánh lén mới đạt được, vậy hai chiêu này có tính không? Sắc mặt Ngư Đồng và Đồng Binh rất khó nhìn, tuy nhiên hai người không dám lên tiếng, nhìn Ngư Vân Đông. Tính. Ngư Vân Đồng đáp. Tiền bối. Việc này tôi muốn khúc mắc với võ quán Đồng gia nên dừng ở đây. Tuy nhiên vãn bối đã lâu không gặp được một cao thủ xứng đáng là đối thủ, hôm nay có thể gặp được tiền bối cũng không phải dễ, vì thế tiền bối có thể cùng với vãn bối đánh một trận cho thoải mái không? Lần này chúng ta đơn giản chỉ là luận bàn, không nói đến chuyện khác. Diệp Phàm nói. Được, tiếp tục đi. Ngư Vân Đồng đương nhiên cũng muốn nhân cơ hội lấy một chút thể diện nên đã gật đầu đồng ý. Lần này hai người đứng rất lâu mà chưa xuất quyền, cao thủ trước khi giao đấu là tỉ thí khí thế. Ngư Vân Đông đột nhiên di chuyển, dường như chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Phàm. Nhanh quá! Diệp Phàm trong lòng thầm kêu lên, hổ ưng công của Phí Gia mạnh mẽ xuất ra. Cơ thể như một con chim ưng bay vút lên cao khoảng hơn 3 mét. Cú đấm của Ngư Vân Đông quét qua dưới bàn chân. Mặc dù còn cách nhau chừng 1 mét. Nhưng nội lực phát ra từ cú đấm của Ngư Vân Đông lại như phong đao chém qua bàn chân của Diệp Phàm. Hắn cảm thấy bàn chân tê đi, trong lòng nghĩ lão già quả nhiên lợi hại. Nội công của mình không thể bằng được. Chương 2178, uy lực của thiết thủ. Lợi hại. Diệp Phàm kêu lên, cơ thể lộn lên. Thiết thủ đột nhiên đánh ra. Chiêu này vừa đánh ra, dưới đôi mắt chim ưng, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện có một lớp nội khí mỏng bao quanh nắm đấm. Tạo nên một cái lồng khí kỳ lạ, chẳng lẽ đây chính là điểm lợi hại của thiết thủ, căn bản không cần phải chạm vào người nhau, nội công của ngươi thâm hậu thế nào thì uy lực của thiết thủ mạnh thế ấy. Đánh hay lắm, Ngư Vân Đông cũng hưng phấn, đấm trực tiếp vào thiết quyền của Diệp Phàm. Thịch thịch thịch, liên tiếp hai bên đấu với nhau ba quyền, sức mạnh ngang nhau. Diệp Phàm càng trở nên hứng thú, bởi vì hắn phát hiện dưới sức ép từ nội công thâm hậu của Ngư Vân Đông. Nội khí bảo trí thiền sư tích tụ dưới bụng dường như có chút dễ chịu hơn. Dùng mắt chim ưng có thể thấy được tốc độ của sự tiêu tan. Nội khí này không phải là đã được Diệp Phàm tiêu hóa rồi mà nó được phân tán ra khắp cơ thể. Còn nếu muốn tiêu hóa được, thì cũng không biết đến bao giờ. Diệp Phàm cũng không vội, tạm thời giải quyết cái bụng trướng, đó mới là việc gấp. Chàng thanh niên, cú đấm rất mạnh, ta rất vui. Hai mắt Ngư Vân Đông sáng lên. Người cuồng võ đã này bị kích thích. Ông ta đạp chân xuống đất nhún người bay lên không trung cao khoảng hơn 3 mét, một chân hướng vào đầu Diệp Phàm đạp tới. Diệp Phàm bất chấp tất cả vẫn dùng thiết quyền phản công. Cảm thấy sức nặng trong khí lực ở cú đá của Ngư Vân Đông giống như sức nặng của núi Thái Sơn đang bao quanh toàn thân. Lần này hai người ghì giữ nhau. Hai chân của Ngư Vân Đông đè giữ phía trên nắm đấm tay phải của Diệp Phàm, giống như một thanh niên đang nâng một người già lên vậy. Lên. Diệp Phàm dùng hết sức vận công, điều chuyển nội công từ dưới bụng lên vai và nắm đấm. Tuy nhiên, áp lực của Ngư Vân Đông quá lớn, cơ bản không thể đẩy lên được. Phá trước lập sau. Diệp Phàm hét lên một tiếng, nắm đấm tay trái quét lên chân của Ngư Vân Đông. Tuy nhiên Ngư Vân Đông cũng không vừa. Đưa một chân nhón giữ trên nắm đấm tay phải, còn chân kia giao đấu với nắm đấm tay trái của Diệp Phàm, không khí xung quanh phát ra những tiếng nổ lớn. Những người ở cách đó mấy chục mét cũng đều cảm thấy sức mạnh nội lực làm cho người ta phải run sợ đó. Cây cối nhỏ cách đó 100 mét trở ra rốn như bị một cơn gió lớn thổi qua lung lay dữ dội.
Người của Đồng Gia và Bài Bang đều rất phục, thầm khen ngợi vị chủ nhiệm Diệp này không ngờ lại có thể đấu cân sức cân tài với cao thủ như Ngư Vân Đồng. Những suy nghĩ không phục trước kia lúc này đã tàn theo mấy khói. Phá Thiên! Diệp Phàm hét lớn, hai tay đột nhiên hợp sức đánh lên trên. Đạp địa! Ngư Vân Đồng cũng hét lên. Hai chân đạp mạnh xuống dưới. Mọi người đứng xung quanh sợ ngây người, Diệp Phàm bị sức ép lớn từ hai chân của Ngư Vân Đồng lún xuống thảm cỏ mềm xốp. Lún gần đến phần đùi. Hai quyền của Diệp Phàm vẫn tiếp tục tấn công. Còn Ngư Vân Đồng cơ thể linh hoạt lúc bay trên không trung, lúc đạp xuống trên hai nắm đấm của Diệp Phàm, cho đến lúc này Ngư Vân Đồng vẫn chưa rơi xuống đất lần nào. Sự linh hoạt trong thân thủ của lão già cũng khiến cho Trần Khiếu Thiên không ngừng trầm trồ. Kiểu mượn lực đánh trả, tuyệt chiêu mượn quyền xuất cước làm cho Trần Khiếu Thiên nhìn mà suýt chút nữa thì mê mẩn. Bùm, bùm, bùm. Hai chân Diệp Phàm đột nhiên mạnh mẽ mở rộng ra, tạo ra một cái hố ở dưới chân. Hắn một quyền đánh vào chân trái của Ngư Vân Đồng, Ngư Vân Đồng né sang một bên. Soạt một tiếng, Diệp Phàm cuối cùng đã nhảy ra khỏi cái hố. Tuy nhiên cũng tương đối thảm hại, quần áo đều đã bị Ngư Vân Đồng làm cho rách hết. Tiền bối, công lực giỏi lắm. Diệp Phàm chắp tay nói. Chàng thanh niên, cậu cũng không vừa, có thể xem là núi Thái Sơn của lớp hậu bối. Ngư Vân Đồng đánh giá cao Diệp Phàm. Ha ha ha. Ngư Vân Đồng và Diệp Phàm đều cười càn rỡ. Đánh thật sảng khoái. Hai người cùng lúc nói. Hai người các anh, tối mai đến biệt thự Hồng Diệp nhé. Diệp Phàm chỉ Ngư Đồng và đồng binh nói. Vâng. Hai người chắp tay cùng nói. Lúc này hai người đã thực sự phục. Ngư Đồng, ngoan ngoãn theo Diệp Phàm, tin rằng con sẽ học được nhiều điều hay. Ngư Vân Đồng cười lớn mấy tiếng, quay người đi rất dứt khoát. Đồng binh. Có thể theo chủ nhiệm Diệp có thể xem là tạo hóa của con. Đồng Nhất Thiết trong lòng cũng rất vui. Hôm nay cũng coi như đã lấy lại thể diện, còn tiêu tan đi ẩn họa trong lòng. Diệp Phàm vội vàng nhảy vào hàn hồ, bởi vì hắn ta muốn thư giãn sau khi đấu với Ngư Vân Đồng. Trong hàn hồ, Diệp Phàm đi đi lại lại, cố gắng nhớ lại những chiêu thức lúc hai người giao đấu. Hết một đêm, sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm phát hiện quả nhiên bụng đã gầy đi một vòng nữa. Hơn nữa, đối với công phu của mình Diệp Phàm cảm thấy rất rõ, có thể nói là trải qua trận đấu hôm qua đã đạt được cấp cửu đẳng cấp 3. Ban ngày Diệp Phàm ngủ. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Phàm đến Đông Môn Hứa gia. Hứa Thiệu Trung con trai thứ hai của Hứa Chính Phong đã đứng ở trước cổng đợi. Hứa Thiệu Trung làm việc ở Ủy ban Kế hoạch Đầu tư Quốc gia, tuổi còn trẻ nhưng cũng đã là trưởng phòng rồi. Chủ nhiệm Diệp, mẹ tôi đang ở phòng khách. Chúng ta vào đi. Tôi đang muốn bái kiến chủ tịch Liễu. Diệp Phàm nói, sau khi Hứa Chính Phong trở thành người thực vật, vợ của ông ta Liễu Phương tạm thời thay ông ta nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Quốc Đông. Cũng như Hứa Chính Phong, Trương Chấn Lưu và Lương Ngũ Gia cũng đột nhiên trở nên ngớ ngẩn, Hứa Gia đã trở nên loạn rồi. Hứa Chính Phong có mấy anh em, Hứa Chính Phong ngã xuống. Mấy anh em của ông ta đương nhiên cũng chằm chằm nhìn vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Quốc Đông. Còn Hứa Chính Phong cũng cảm nhận được hàng loạt những áp lực chưa từng có này. Vào đến phòng khách, xem ra Liễu Phương không hề già, mặc dù đã 50 tuổi nhưng nhìn cũng mới chỉ khoảng 40 tuổi mà thôi. Xem ra, bình thường chăm sóc rất tốt cho sắc đẹp. Đứng cạnh bà ta có một người đàn ông, Diệp Phàm biết rõ người này chính là con trai lớn của Hứa Chính Phong Hứa Thiên Đông. Hiện tại là chủ tịch tập đoàn Quốc Đông. Việc này đương nhiên là miễn cưỡng. Trước kia khi Hứa Chính Phong còn đương chức thì Hứa Thiên Đông chỉ là phó chủ tịch. Hơn nữa cơ bản mọi việc đều là bố của anh ta làm chủ. Anh ta không hề có ảnh hưởng gì, tuy nhiên bây giờ bố anh ta đã ngã xuống, Hứa Thiên Đông đành phải gánh vác, không gánh vác cũng không được, mấy anh em đều chăm chú theo dõi, nếu anh ta không đảm nhiệm thì bọn họ sẽ cướp đi vị trí này. Chủ nhiệm Diệp, mời ngồi. Liễu Phương khá điềm tĩnh, chỉ vào chiếc ghế gỗ lim bên cạnh mình nói. Cảm ơn. Diệp Phàm từ từ ngồi xuống, không lâu sau trà ngon được mang đến. Chủ nhiệm Diệp đến có việc gì phải không? Khúc mắc giữa tập đoàn Quốc Đông chúng tôi với biệt thực Hồng Diệp chẳng phải đã được giải quyết rồi sao? Khu vực sườn núi Đằng Gia không hề nhỏ, chủ nhiệm Diệp chỉ cần đưa cho chúng tôi 3 triệu, nếu không đồng ý. Liễu Phương, người phụ nữ này cũng rất lợi hại, nói nửa câu rồi nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Ha, ha.
hôm nay Diệp Phàm tôi đến không phải là vì việc này, việc đó đã sớm kết thúc rồi. Nếu nói việc 3 triệu, cả tôi và bà đều hiểu rõ. Trước kia các bà đã trả giá cho biệt thự Hồng Diệp của tôi là 1 triệu. Còn sườn núi Đằng Gia chỉ là một sườn núi hoang, tôi dựa vào giá cả các bà trả cho biệt thự Hồng Diệp mà đưa ra cái giá đó. Việc này không có gì đáng trách phải không nào? Diệp Phàm đã được mua rẻ còn khoe mã, da mặt rất dày. Chân lý của xã hội này thực sự là để cho một mình Diệp Phàm xoay chuyển, Hứa Thiên Đông tôi hôm nay xem như được mở mang biết được cái gì gọi là vô địch thiên hạ ngụy biện. Hứa Thiên Đông hơi chút tức giận nói. Được rồi, đừng nói đến chuyện này nữa. Liễu Phương khoát tay, nhìn Diệp Phàm nói. Nếu không có việc gì vậy thì xin mời chủ nhiệm Diệp về đi, anh cũng biết Hứa gia chúng tôi đã xảy ra những việc gì, tôi rất bận. Tôi biết bà rất bận, nhưng càng bận càng rối trí. Diệp Phàm nói. Là ý gì thế họ Diệp? Hứa Thiên Đông rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa, bước lên chỉ vào Diệp Phàm nói to. Thanh niên, không nên quá tức giận như thế. Lý Cường đột nhiên bước lên, nhìn chằm chằm Hứa Thiên Đông. Lùi xuống. Liễu Phương nói, Hứa Thiên Đông nhìn tức tối lùi lại phía sau. Tôi đến là có ý tốt. Diệp Phàm nói. Lũ lang sói đến chúc Tết. Hứa Thiên Đông hừ một tiếng. Hừ. Diệp Phàm bất ngờ vung tay lên, chát chát vài tiếng, Hứa Thiên Đông và Liễu Phương đều thốt lên kinh hãi. Bởi vì mấy chiếc kim bạc đã xuyên thấu qua chiếc bàn trà bằng gỗ lim cứng rắn kia, những chiếc kim nhỏ như sợi tóc, mỗi chiếc đều dài khoảng hơn 30 cm. Chúng tôi không phải là dương oai vũ lực đối với các người, nhưng Diệp Phàm tôi muốn nói với các người. Thuật kim châm của tôi đã hóa giải được rất nhiều bệnh tình phức tạp khó chữa. Dựa vào thủ thuật này, tôi muốn thể hiện kỹ nghệ dùng kim của mình. Nghe nói chủ tịch Hứa đột ngột xảy ra chuyện, tôi cảm thấy sự việc rất lạ, muốn đến kiểm tra một chút, xem có thể giúp được hay không. Hơn nữa, Diệp Phàm tôi nói rõ, không lấy một xu. Diệp Phàm nói, khí thế dâng cao. Việc này không cần các hạ phải phí công lo lắng. Hứa Thiên Đông nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Các người muốn Hứa Chính Phong mãi mãi như vậy sao, vậy thì Diệp mỗ cáo từ. Diệp Phàm đưa tay phất một cái, mấy chiếc kim đã thu trở về. Hắn đứng dậy xoay người định đi ra về. Mẹ, anh, đừng như vậy, chủ nhiệm Diệp có lòng tốt. Hứa Thiệu Trung vội nói. Chủ nhiệm Diệp xin hãy dừng bước. Khi Diệp Phàm đi đến cửa phòng khách, Liễu Phương cuối cùng cũng mở miệng. Dẫn tôi vào xem rồi hãy nói. Diệp Phàm hất tay không muốn lôi thôi nữa. Liễu Phương đứng lên, trực tiếp dẫn Diệp Phàm đi lên trên lầu. Hứa Chính Phong đang nằm yên trên giường ở gian ngoài, bên trong đã trở thành một phòng bệnh tạm thời. Tất cả dụng cụ y tế đều có cả. Bởi vì bác sĩ đề nghị môi trường quen thuộc thì có lẽ khả năng tỉnh dậy của Hứa Đồng có thể sẽ sớm hơn. Vì thế mới đưa về nhà, tuy nhiên, Hứa Chính Phong tất cả đều bình thường, chỉ là bất tỉnh mà thôi. Diệp Phàm cầm chiếc kim xoay xoay, đây là Diệp Phàm đang dùng nội công truyền qua chiếc kim để tiêu độc. Nội công thực sự là loại khí thuần khiết nhất trong thiên hạ, tốt hơn nhiều so với dược phẩm. Tuy nhiên, động tác này lại gây nên ánh mắt nghi ngờ của Hứa Thiên Đông. Tuy nhiên nhìn mẹ Liễu Phương không dám mở mồm nói. Kim châm đâm vào phần đầu, ngực và bàn chân. Diệp Phàm triển khai nội lực làm cho kim châm từ từ đâm vào cơ thể Hứa Chính Phong, bắt đầu kiểm tra căn nguyên của bệnh. Chương 2179, cung khai hà mời tiệc. Thế nhưng điều khiến Diệp Phàm hết sức ngạc nhiên và đau lòng là hắn phát hiện ra nội khí sau khi được đưa vào liền gặp ngay trở ngại. Bất kể Diệp Phàm có dùng sức thế nào hay ép nội khí vào một tuyến thì nội khí cũng đều bị một vật đàn hồi mềm nhũn đẩy quay trở lại. Diệp Phàm thu khí và thu châm lại, cười nhăn nhó nói. Chủ tịch Liễu, rất xin lỗi, Diệp mỗ y thuật kém cỏi, không chữa được cho chủ tịch Hứa. Tôi sớm đã biết là cậu cũng không chữa được. Hứa Thiên Đông đáp lại, giọng lạnh tanh, ánh mắt đầy khinh bỉ. Diệp Phàm giả bộ không nhìn thấy, bước ra khỏi nhà họ Hứa. Anh thực sự không có cách gì sao? Ngồi trên xe, Lý Cường không nén được tò mò hỏi. Hứa Chính Phong đã bị một cao thủ hạ độc thủ nên mới vậy. Có lẽ chính là cái người gọi là Lão Trúc, đã đến nhà chúng ta làm loạn. Chắc chắn là anh ta không muốn chúng ta tra ra hành tung của mình nên mới dùng cách dùng nội công phong tỏa mạch vào huyết, ép vùng thần kinh nhạy cảm. Chính vì thế nên Hứa Chính Phong mới chỉ bị hôn mê bất tỉnh,
các bộ phận còn lại thì đều hoàn toàn bình thường. Diệp Phàm đáp lại. Vậy thì phải làm sao mới giải được? Không lẽ không có cách nào sao? Mà phải làm sao để tra ra được tung tích của tên Lão Trúc? Lý Cường hỏi, giọng điệu có chút thất vọng. Tiếc là sư thúc Thanh Sơn tạm thời còn chưa bình phục, nếu không sư thúc có thể thử. Tuy nhiên vẫn còn một người nữa, vài ngày nữa tôi dẫn đến thử xem sao. Lần sau chúng ta không đi tìm Hứa Chính Phong nữa, dứt khoát đi tìm Trương Chấn Lưu hoặc Lương Ngũ Gia thôi. Cả ba người họ có lẽ đều do Lão Trúc ra tay nên mới thành ra như vậy. Hơn nữa Lương Ngũ Gia lại là người luyện võ, sức khỏe tốt, chịu được việc gây sức ép đồng thời. Diệp Phàm nói, lời hắn nói chính là ý của đồng chí Vương Thành Trạch. Đúng vào lúc đó, chuông điện thoại reo lên, giọng nói từ đầu bên kia vọng lại. Anh Diệp, Đại Thúc Thanh Sơn gọi anh đến gấp, vừa có tin mới về nhà Hoành Đoạn. Diệp Phàm giật mình, lập tức lái xe đến thẳng Phí Gia Trang. Phí Nhất Độ đang lo lắng đi đi lại lại trước cửa sân lớn nhà họ. Thấy xe Diệp Phàm đến, ông ta chạy lại mở cửa xe cho Diệp Phàm. Trương Mới Nhất ở thánh đường. Hai người vội vã bước vào đại sảnh thì thấy tất cả các nhân vật quan trọng nhất của Phí gia đều đã ở đó, đến lão nhị là Phí Nhất Hoàn không biết võ nghệ cũng đã có mặt. Lão thái gia nhà họ ngồi ở ghế thái sư, khuôn mặt nghiêm nghị, hàng dưới phía trái là Phí Thanh Sơn, phía phải là Phí Nhất Hoàn. Phí Mãn Thiên vẫn chưa về. Diệp Phàm được xếp cho ngồi bên cạnh Phí Thanh Sơn. Bên dưới có mấy anh em Phí Nhất Độ, Phí Bát Độ. Phí Nhất Hoàn mang trà đến, tất nhiên đó cũng là sản phẩm đặc biệt. Diệp Phàm, vừa rồi mới nhận được tin rất bất lợi cho chúng ta. Phí Thanh Sơn bắt đầu cuộc nói chuyện. Có biến cố gì sao? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy. Phí Thanh Sơn gật đầu rồi nói tiếp. Nghe nói Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang trước đây chúng ta vốn đoán là đã đạt đến cấp 1 của cửu đẳng. Tuy nhiên gần đây tôi nhờ một người bạn đi thăm dò. Người bạn đó nói anh ta đã đạt đến cấp 2 của cửu đẳng rồi. Ồ, Diệp Phàm gật đầu nhưng cũng không để ý lắm. Hắn nghĩ thầm hắn đã luyện đến cấp 3 của cửu đẳng rồi thì sợ gì cấp 2. Trước đây cứ nghĩ rằng Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang đã là hạt giống số 1 của Hoành Đoạn gia nhưng gần đây có tin mới báo về chú của anh ta là Hoành Đoạn Cửu Hạ thực chất đã che giấu võ công của mình. Cứ nghĩ ông ta luyện đến cấp 2 của bát đẳng. Giờ mới biết ông ta đã là cao thủ cấp 3 của cửu đẳng. Con rể nhà Hoành Đoạn là Tùng Tỉnh Điền Chính cũng đã đạt đến cửu đẳng, còn ở cấp mấy thì chúng ta còn chưa rõ. Nếu tôi không bị thương thì những chuyện này không đáng lo ngại. Giờ bỗng dưng nhà họ xuất hiện đến 3 cao thủ cửu đẳng lại đều ở những cấp không thấp. Lần tỉ thí này, chúng ta không có đường thắng rồi, hai. Phí Thanh Sơn nói, sắc mặt ông ta rất khó coi. Diệp Phàm cũng thấy thất vọng. Rõ ràng là không có cơ hội thắng. Vốn cứ nghĩ rằng mình đã vượt qua bậc 3 cửu đẳng không ngờ bên nhà họ cũng có cao thủ như thế. Giờ một chọi một thì lấy ai so tài với 2 cao thủ cửu đẳng còn lại. Không lẽ nhà họ sẽ có 3 người tham gia tỉ thí? Diệp Phàm hỏi. Không, mỗi bên sẽ có 6 người. Phí Thanh Sơn lắc đầu đáp lại. Các cao thủ dưới cửu đẳng thì thế nào? Diệp Phàm hỏi tiếp. Cũng không khả quan cho lắm. Bên chúng ta có Nhất Độ, Bát Độ và Điệp Vũ võ công tốt hơn cả. Tính thêm cả tôi và cậu thì cũng chỉ được 5 người. Phí Thanh Sơn đáp lại, giọng ông đầy thất vọng. Nếu như thực sự không ổn thì phải mời ngay Tô Sư Mẫu về. Sư Mẫu chắc chắn đã đạt đến ngũ đẳng rồi. Diệp Phàm nói, bà ấy thì được nhưng có điều võ công của Bát Độ còn kém. Tứ đẳng hầu như chẳng có tác dụng gì trong lần tỉ thí này. Phí Thanh Sơn nói, ý ông ta là vẫn chỉ được 5 người. Luật tỉ thí thì như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Không phải tính theo hiệp mà các cao thủ của hai bên cùng ra tỉ thí cho đến khi kết thúc. Người nào đứng trụ đến cuối cùng thì bên đó thắng. Phí Thanh Sơn giải thích. Luật tỉ thí này tức là toàn bộ cao thủ của một bên đều gục xuống hoặc tự động đầu hàng bỏ cuộc thì mới kết thúc. Đại ca, luật như thế thật tàn bạo. Phí Nhất Hoàn vừa thở dài vừa nói. Khốc liệt thì chắc chắn là khốc liệt rồi nhưng cả hai bên đã thống nhất không được làm tổn hại đến tính mạng của các cao thủ tham gia tỉ thí. Còn về thương tích thì không cần phải bàn nữa rồi. Vì thế hai bên tham gia đều phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Tuy thế bất kể thắng thua thế nào nếu nhà họ Phí chúng ta thua thì cũng phải thua một cách oanh liệt. Thua mà vẫn phải thể hiện được khí khái của người Phí gia, tinh thần thượng võ của người Trung Quốc chúng ta.
khí thế hùng hổ của Phí Thanh Sơn đã trở lại nhưng sự hùng hổ ấy có chứa đựng chút bi thương. Sau đó, Diệp Phàm cùng Phí Thanh Sơn và những người khác bàn về công phu Đoạn Bối Sơn của nhà Hoành Đoạn. Diệp Phàm vừa từ nhà họ Phí trở về thì nhận được điện của Cung Khai Hà mời đi ăn bữa khuya. Quái lạ, sao hôm nay đội trưởng cung lại tốt bụng mời mình đi ăn đêm? Diệp Phàm lẩm bẩm nhưng rút cuộc hắn vẫn lái xe đi đến Hoàng Thành. Hắn phát hiện ra có hai đồng chí đang đợi. Một người là Cung Khai Hà, còn người kia là Lý Khiếu Phong. Chết tiệt, chắc chắn là lại có trò gì đây? Diệp Phàm chửi thầm trong bụng, nhưng bên ngoài hắn vẫn nhiệt tình chào hỏi, cười nói. Hai vị tướng quân, bữa ăn khuya này không phải là tiệc hồng môn đó chứ? Cậu này nói gì vậy? Chúng tôi xấu xa đến vậy sao? Hai chúng tôi có lòng tốt mời cậu đi ăn khuya, sao cậu lại nghĩ chúng tôi thành ra như vậy? Lý Khiếu Phong lắc đầu nói. Trước mặt Lý Khiếu Phong, Diệp Phàm không dám cãi lại. Hắn ngượng ngùng cười rồi đáp lại. Tôi quen rồi vì hai vị thường làm như vậy. Cậu vẫn định tiếp tục nói linh tinh như vậy, có đúng không? Lý Khiếu Phong trợn mắt nhìn Diệp Phàm, hắn nhăn nhó cười không thành tiếng. Mỗi người đã uống một bình rượu nhỏ. Uống được đến nửa bình thì Diệp Phàm thấy Cung Khai Hà nháy mắt với Lý Khiếu Phong. Hắn hiểu Lý Khiếu Phong sắp bắt đầu đi vào câu chuyện chính. Quả nhiên Lý Khiếu Phong đã lên tiếng. Nghe nói thời gian này cậu xin nghỉ phép rồi, có phải gia đình có việc gì không? Ha ha, có lẽ các ông sớm đã biết biệt thự Lá Đỏ, Hồng Diệp có chuyện, đúng vậy không? Lý tướng quân, chúng ta việc gì phải nói lòng vòng, ông cứ nói thẳng luôn đi. Diệp Phàm vừa cười vừa nói. Ha ha, Cung Khai Hà cũng bật cười. Ông ta vừa nhìn Lý Khiếu Phong vừa nói. Lý tướng quân, Diệp Phàm đã hiểu cho cái khó của chúng ta rồi thì đồng chí cứ nói thẳng luôn đi. Vậy thì tôi không vòng vo nữa. Diệp Phàm với chúng ta cũng không phải là người ngoài. Hơn nữa tư tưởng giác ngộ của đồng chí cũng rất cao. Mặc dù đồng chí không thích gò bó mình ở tổ A nhưng về tinh thần yêu nước của đồng chí thì rất đáng để tôi và tổ trưởng cung phải nể phục. Có đúng vậy không? Lý Khiếu Phong nói, ông ta đang tâng bốc Diệp Phàm lên. Nhưng nâng càng cao thì ngã càng đau. Diệp Phàm thừa hiểu cái đạo lý ấy nên hắn vẫn đề phòng, vừa dùng canh vừa liếc nhìn khuôn mặt hai vị lãnh đạo ngồi trước mặt. Nghe nói gần đây Phí Gia và Hoành Đoạn Gia chuẩn bị tỉ thí võ nghệ. Cung Khai Hà bắt đầu hỏi. Đúng vậy, thời gian đã định rồi, vào ngày 6 tháng 8. Diệp Phàm gật đầu đáp lại, hắn biết chuyện này không thể giấu được nên dứt khoát nói thẳng. Giây phút đó hắn cũng hiểu ra một nhiệm vụ đặc biệt nào đó lại sắp được giao cho hắn. Chẳng hạn như việc Phí Gia tỉ thí với Hoành Đoạn Gia người Nhật, hai bên nhất định sẽ mời một số cao nhân của các môn phái khác nhau trong giới võ thuật đến tham dự. Đối với tổ A thì đây chính là một cơ hội tốt để hiểu thêm về quốc thuật của Nhật Bản cũng như giới võ thuật trong nước. Có lẽ tổ thần đạo của Nhật Bản cũng sẽ phái người âm thầm phối hợp với Hoành Đoạn Gia, mục đích cũng tương tự như của tổ A. Cuộc tỉ thí giữa Phí Gia và Hoành Đoạn Gia thực tế đã là một cuộc thi đấu quốc thuật giữa hai nước. Vậy thì chỉ còn vài ngày nữa thôi. Cung Khai Hà trầm ngâm, rồi lại trao mày nói tiếp. Đã định địa điểm tỉ thí ở đâu? Cách thức tiến hành thế nào? Hai bên có những ai đến? Địa điểm là một nơi gọi là đảo rùa ở Hồ Đông Đình. Bên Hoành Đoạn Gia có. Diệp Phàm kể lại hết mọi chuyện một lượt, dù sao thì kể lại cho tổ A cũng không có gì là xấu. Không chừng họ còn có thể giúp được gì đó. Chúng tôi có thể cấp miễn phí cho Phí Gia áo chống đạn. Còn vài ngày nữa vẫn còn kịp, cậu hỏi lại người nhà họ muốn mặc kiểu như thế nào, chúng tôi sẽ nhanh chóng làm. Hiệu quả cũng không phải rất tuyệt nhưng dù sao cũng tốt hơn, có đúng vậy không? Cung Khai Hà trầm ngâm nói. Việc này tôi xin thay mặt Phí Gia cảm ơn các ông. Như vậy là rất tuyệt rồi, tôi sẽ nói lại với nhà họ. Diệp Phàm đáp lại. Cậu còn một nhiệm vụ nữa, cậu phải ghi nhớ tình hình của tất cả những người có mặt ở đó. Tôi nghĩ lúc đó quy định vào đấu trường sẽ rất nghiêm ngặt. Các thiết bị ghi hình sẽ không được mang vào. Các bậc cao thủ đó đều không muốn lộ diện trước các cơ quan truyền thông và các tổ chức quốc gia bí mật vì thế cậu phải dùng cái đầu để ghi nhớ. Cung Khai Hà dặn dò. Vậy là tôi trở thành gián điệp. Diệp Phàm cảm thấy rất buồn cười. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 120.